Chương 1800, toàn thể cảnh sát đều kinh sợ. Đồng chí Diệp Phàm, vừa nãy chả phải anh đã nói với tôi. Chuyện này, chỉ là một tranh chấp nhỏ mà thôi. Cho dù có chết người, thì cũng chỉ là ngộ thương. Theo tôi biết, thì bảo vệ của mỏ đồng đã làm thương một người, người kia chạy trốn, cuối cùng, do mất máu quá nhiều nên chết. Phạm Viễn vẻ mặt bắt đầu tối sầm. Vẫn chỉ là tranh chấp nhỏ hay sao, người chết là phóng viên Nhật báo Đông Hải, người bị thương là phóng viên báo tỉnh. Đồng chí Phạm Viễn, tôi hy vọng ông có thể nhận thức được tầm nghiêm trọng của việc án y. Không thể giấu giếm được gì nữa đâu, phải kiểm tra toàn bộ mỏ đồng Hoành Đạt. Sáng sớm tốt nhất nên tuyên bố, lập tức phong tỏa mỏ đồng Hoành Đạt. Bên này, thành ủy phát người liên hiệp đi điều tra rõ ràng, triệt để. Diệp Phàm tuyên bố với vẻ mặt trang trọng. Không phải nói nữa, đồng chí Diệp Phàm, tôi hy vọng cậu nên biết thân biết phận một chút, nên để ý tới lời nói của mình. Hiện giờ cậu đang trong thời gian bị cách chức, quay về mà kiểm điểm mình đi. Phạm Viễn hừ giọng nói, ông ta có vẻ thiếu kiên nhẫn. Đồng chí Phạm Viễn, ông làm như vậy là sai lầm đó. Diệp Phàm lớn giọng nói, cậu ra ngoài cho tôi, ra mau. Phạm Viễn tức giận, chỉ thẳng vào mặt Diệp Phàm mà quát to. Bí thư Phạm, tôi muốn hỏi ông dựa vào gì mà cách chức của đồng chí An Kỳ? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Lúc đó, bên ngoài phòng làm việc xuất hiện một đồng chí tên là Cao Hoa, trưởng ban thư ký thành ủy, vẻ mặt anh ta nghiêm túc nói. Đồng chí Diệp Phàm, xin đừng tới văn phòng bí thư Phạm gây rắc rối nữa. Đồng chí Cao Hoa, tôi gây rắc rối khi nào, tôi đang khuyên bảo bí thư Phạm nên báo cáo chuyện này tới tỉnh ủy. Chả nhẽ lại là sai hay sao? Diệp Phạm giọng điệu chất vấn hỏi lại. Không phải nói nữa, đồng chí Cao Hoa, mời cậu ta ra ngoài đi. Phạm Viễn xua tay, vẻ mặt tối sầm lại. Cao Hoa ra hiệu bằng ánh mắt, trưởng phòng phòng bảo vệ thành phố đồng chí Trần Hải, bước lên từ phía sau, đem theo cả hai nhân viên bảo vệ, đưa một tay ra nói. Chủ tịch Diệp, xin mời. Hừ, tôi tự đi. Diệp Phàm quay người, đi theo hai viên bảo vệ kia ra ngoài. Cuối cùng, hắn nhìn Phạm Viễn rồi hằn giọng nói. Tôi hy vọng ông suy xét tới đề nghị của tôi. Hừ. Phạm Viễn lạnh lùng đáp lại. Diệp Phàm lại tới Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng đưa ra lời đề nghị như vậy với Trương Minh Sâm. Cuối cùng, cũng bị nhân viên bảo vệ của Ủy ban Nhân dân thành phố mời ra ngoài. Diệp Phàm tại sao lại làm như vậy? Tất nhiên là có nguyên do của nó, chuyện của Hải Đông, Chủ tịch Đường sẽ phải để ý tới, nhưng Trương Minh Quang lại là người biết được những tài liệu nội bộ. Nếu nhắc tới Trương Minh Quang, chưa chắc Chủ tịch Đường đã có thể nhớ ra. Mà bản thân hắn đã mấy lần xuất hiện ở Ủy ban Nhân dân thành phố và thành ủy, hơn nữa, còn gây ầm ĩ nữa chứ. Tới lúc đó, Chủ tịch Đường mà có hỏi tới chuyện này thật, thì không liên quan lắm tới hắn. Và lại, trong thời gian hắn bị cách chức, có thể làm đến được đây là rất giỏi rồi. Nhưng, lúc này Diệp Phàm cũng không muốn cầm phê chuẩn của Chủ tịch Đường. Bởi vì, phê chuẩn của Chủ tịch Đường là nhằm vào vấn đề bảo vệ môi trường. Nhưng vẫn chưa tìm được chứng cơ trên tay Trương Minh Quang. Chỉ cần tìm được chứng cớ, thì sẽ chứng minh được việc có liên quan tới bảo vệ môi trường, lúc đó mới có thể lật bài được. Diệp Phàm cùng đoàn người ra ngoài, đi thẳng tới thành phố Thanh Ngưu. Thành phố Thanh Ngưu hôm nay như bị che phủ bởi một bầu không khí kỳ dị, người đi trên đường nhiều quá. Một dòng người đi qua đi lại, những thanh niên quái dị, trên đầu là bộ tóc kỳ quái, rối tung rối mù. Quê không ra quê, đổi trụy không ra đổi trụy. Diệp Phàm cùng vài người tìm được một cái nhà trọ bình dân ở tạm, sau khi bố trí ổn thỏa, Triệu Thiết Hải dẫn theo người tản ra đi tìm đồng chí Khang Phục Hưng. Phạm Cương cũng báo tin tới nói là, vẫn chưa tìm thấy bóng dáng Khang Phục Hưng đâu. Phạm Cương nghi ngờ Khang Phục Hưng không biết có phải là đã rời khỏi thành phố Khang Phục Hưng. Nhưng, sau khi suy xét, phân tích kỹ càng, Diệp Phàm cùng mọi người cảm thấy mọi chuyện từ lúc được phát hiện mới chỉ qua có mấy tiếng. Khang Phục Hưng từ lúc phát hiện, cứu Lan Điền Trúc cho tới khi mất tăm. Từ thời điểm đó tính, thì chắc chắn không vượt qua 20 tiếng đồng hồ. Hơn nữa, không lâu sau sẽ thu hút sự chú ý của những người có dụng tâm khác. Muốn trong một thời gian ngắn rời khỏi thành phố Hải Đông, trừ phi gã mọc cánh, nếu không thì đừng hòng. Phía bên này Diệp Phàm cũng có lực lượng đang đi tìm tứ phía. Tư lệnh Nguyễn sắp xếp cho một hàng lính đi tìm kiếm dưới sự chỉ đạo của một thượng úy.
nhưng Phạm Cương dẫn theo mấy vị đồng chí của An Ninh Quốc gia đi tìm. Phía bên kia có quân của An Kỳ và Triệu Thiết Hải. Nhưng, nói chung, thì so với quân của các nơi khác, thì quân của Diệp Phàm tương đối yếu. Chuyện này Diệp Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Bên phía Tư lệnh Nguyễn có người, nhưng không thể gây ra động tĩnh to được, để tránh bị người khác chú ý. Suy cho cùng thì, xuất quân là một chuyện đại sự. 2 giờ chiều, Phạm Cương tới báo một tin vui, rằng là phát hiện dẫn chương trình hiện giờ của Đông Hải đồng chí Triệu Sơn liên hợp với Cục Công an thành phố Thanh Ngưu phong tỏa một xưởng làm giấy đã bỏ hoang của Trấn Hồng Sơn thành phố Thanh Ngưu. Chả nhẽ họ phát hiện ra thứ gì đó. An Kỳ đứng bên thầm nói. Bất kể thế nào, đi thám thính cái đã. Diệp Phàm vẫy tay, cả đoàn người, chạy thẳng tới xưởng làm giấy ở Trấn Hồng Sơn, nhưng Diệp Phàm sớm đã âm thầm cử Trần Quân đi dò đường rồi. Nhưng, xe của Diệp Phàm cùng vài người bị chặn bởi giải chặn màu đỏ của cảnh sát. Một viên cảnh sát nói là đang truy bắt nghi phạm bị truy nã của Bộ Công an. Rất nguy hiểm, nên đã bị phong tỏa, không cho phép ai bước vào. Vậy vừa may, tôi là Triệu Thiết Hải người của cảnh sát hình sự tỉnh. Lần này chúng tôi xuống là nghi ngờ có nghi ngạm trốn chạy, nên tới Thanh Ngưu chỗ các anh. Triệu Thiết Hải xuất trình giấy chứng nhận. Xin lỗi đội trưởng Triệu. Nếu chưa được sự cho phép của cục trưởng Triệu thì không ai được vào cả. Tên cảnh sát thanh tra cấp 3 ấy lại hành lễ. Nói, Triệu Sơn ở nơi nào, tôi cần gặp anh ta. Triệu Thiết Hải hừ giọng nói, liên tục gọi tên cục trưởng Triệu. Vậy, tôi đi mời ông ta ra. Viên cảnh sát thanh tra cấp 3 lại hành lễ rồi nói. Không cần đâu. Lúc này một giọng nói đầy ngạo mạn vang lên, tiếp theo đó là một người trung niên sống mũi cao cao. Người này xua tay, viên cảnh sát thanh tra đó lại hành lễ chào, tự biết rút lui xuống phía sau. Anh chính là Triệu Thiết Hải, tới từ sở tỉnh. Người đàn ông trung niên đó nhìn Triệu Thiết Hải một lượt, giọng hừ nói. Vâng đúng tôi, ông là. Triệu Thiết Hải thản nhiên hỏi. Đàm Quang Huy. Người đàn ông trung niên đó nói ra ba từ. Là cậu, nhưng, sở tỉnh làm án, cảnh sát địa phương có nghĩa vụ trợ giúp, phối hợp hành động. Tôi nghĩ, Bí thư Đàm với tư cách là Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Thanh Đông, Cục trưởng Cục Công an, chắc phải là người hiểu rõ nhất điều khoản này nhỉ? Triệu Thiết Hải bình thản nói. Ha ha, muốn chúng tôi trợ giúp cũng được. Vậy hãy mời đại đội trưởng Triệu xuất trình thông báo sở tỉnh yêu cầu Cục Công an thành phố Thanh Ngưu trợ giúp thi hành nhiệm vụ ra. Đàm Quang Huy mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm vào Triệu Thiết Hải. Chuyện xảy ra đột nhiên, cái này sẽ đưa sau. Triệu Thiết Hải tất nhiên không đưa ra được, hôm nay vẫn là tự đi theo Diệp Phàm xuống thôi. Nếu mà để lãnh đạo sở tỉnh biết, thì chắc hẳn sẽ bị phạt ấy chứ. Định lừa à? Đàm Quang Huy đột nhiên hùng hổ, chỉ thẳng vào Triệu Thiết Hải nói. Tự mình đem cảnh sát xuống đây làm tán loạn, không phải việc công, đây là phạm pháp đấy, có biết không vậy? Nếu Đàm Mỗ mà báo cáo việc này cho sở tỉnh, thì có vài đồng chí sẽ không đỡ nổi đâu. Tôi giữ thể diện cho Triệu Thiết Hải anh, lập tức rời khỏi thành phố Thanh Ngưu, nên làm gì thì làm đi. Những chuyện không liên quan, tôi hy vọng đội trưởng Triệu đừng nhúng tay vào. Có vài chuyện, cơ quan công an địa phương chúng tôi sẽ có cách giải quyết, không khiến sở tỉnh phải để ý làm chi. Thái độ của Đàm Quang Huy có vẻ kiêu căng, thậm chí là khoa trương. Đàm Quang Huy, ông làm sao biết được đội trưởng Triệu xuống đây là vì việc tư? Chả nhẽ đội trưởng Triệu xuống đây làm việc còn phải báo cáo với đồng chí Đàm Quang Huy hay sao? Đội trưởng Triệu xuống điều tra việc được giữ bí mật, tạm thời lãnh đạo sở tỉnh không lan tin ra ngoài. Tôi hy vọng ông có thể hiểu được vị trí nắm giữ của mình, phong tỏa một nơi như vậy, không cho các đồng chí sở tỉnh vào, Diệp Mỗ tôi, rất nghi ngờ động cơ của các ông. Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng. Đồng chí Diệp Phàm, hiện giờ cậu bị cách chức rồi. Tôi hy vọng cậu có thể quay về tự kiểm điểm mình cho tốt. Người bị cách chức mà chạy loạn khắp nơi, rước việc vào thân, gây khó dễ cho cơ quan công an thi hành nhiệm vụ. Đàm Quang Huy tôi căn cứ vào luật pháp có thể bắt giam cậu đó. Đàm Quang Huy cao ngạo, không thèm coi Diệp lão đại ra gì. Bắt giam tôi, ông không sợ một cú đấm của tôi khiến hai chiếc răng của ông không còn sao. Hơn nữa, thật nực cười, chỉ là thời gian tạm cách chức, tôi vẫn là một đảng viên. Không hề bị khai trừ khỏi đảng. Là cục trưởng cục công an thành phố Thanh Ngưu, từ chối chấp hành lệnh của cấp trên, ông mới là chống lại mệnh lệnh. Nói tới đây, Diệp Phàm vẻ mặt ngang ngược,
nói tiếp với Triệu Thiết Hải. Tôi với tư cách là Phó Cảnh sát Thanh tra trưởng của Phòng Cảnh sát Thanh tra Bộ Công an ra lệnh cho ông, lập tức cùng các cảnh sát khác vào xưởng làm y ấy. Ai dám chống lại, sẽ bị coi là cản trở người làm công vụ, người chống đối thi hành sẽ bị bắt giam. Ha ha ha! Đàm Quang Huy đột nhiên cười phá lên, cười ngặt nghẽo, chỉ vào Diệp Phàm nói. Chỉ dựa vào cậu, một chủ tịch thành phố vớ vẩn bị cách chức rồi mà vẫn dám to mồm, giả danh là Phó Cảnh sát Thanh tra trưởng của Bộ Công an. Chỉ dựa vào điều này, Đàm Quang Huy tôi có thể khép cậu vào tội lừa đảo để bắt cậu. Người đâu, bắt tên lừa đảo này lại. Chết tiệt, đồ nhãi nhép, mà cũng dám khoe khoang trước mặt cảnh sát thanh tra trưởng Diệp ư. Ăn cái vả của bố đây. Lúc đó, một giọng nói cao ngoại bỗng vang lên. Các viên cảnh sát nhìn thấy bóng người chớp nhoáng, tiếp theo là một tràng bốp 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 phát ra, chưa đợi cho lúc đồng chí Đàm Quang Huy phản ứng lại, thì đã bị ăn cho 7, 8 cái tát. Ông ta nhất thời bị đánh cho méo cả mặt, chỉ thẳng người đánh Vương Nhân Bàng, nhất thời bị cứng họng, không nói nổi lời nào. Nhìn gì mà nhìn, trừng mắt mà nhìn con cá vàng chết tiệt kia, cứ nghĩ mình hay đúng không? Vương Nhân Bàng này thay mặt cảnh sát thanh tra trưởng Diệp thi hành công vụ. Việc tát con cẩu như người 7, 8 cái, bắt người thì không cần phải bàn. Vương Nhân Bàng nói, một chân đá mạnh, Đàm Quang Huy phản ứng lại. Ông ta muốn né, nhưng... Vương Nhân Bàng thân thủ gì cơ chứ, làm sao có thể né nôi. Một tiếng bụp rõ mạnh vang lên, Đàm Quang Huy bị Vương Nhân Bàng đáp bắn ra xa 5 mét. Ngã xoài ra đất, không cựa quậy nổi, đứng dậy cũng không xong. Còng lão ta vào. Triệu Thiết Hải lạnh lùng nói, hai viên cảnh sát hình sự giỏi của sở tỉnh tiến lên trước, không hề khách khí, bẻ ngoặt hai cánh tay của Đàm Quang Huy ra phía sau lưng, đau tới nỗi mà ông ta kêu giống lên. Các ngươi dám bắt ta. Các ngươi đợi đấy, chồng cô ta là Tống Điểm Trần. Tống Điểm Trần, ông còn muốn hít bụi trần hả, ông đây cho ăn nè. Vương Nhân Bàng lại đá tiếp phát nữa, Đàm Quang Huy lăn lộn trên đất một cách thê thảm, phần đầu bị Vương Nhân Bàng dùng chân dúi mạnh xuống đấy, mồm ngậm phải mống đống bùn đất. Bị Vương Nhân Bàng và Triệu Thiết Hải ra tay tới mức này, toàn bộ cảnh sát thành phố Thanh Ngưu sợ xanh mặt, lùi xuống mười mấy mét. Đứng ngơ nhìn Diệp Phàm, không dám ho he gì. Chương 1801, không thanh toán tiền. Diệp Phàm hừ lên một tiếng, các vị cảnh sát tự động né người ra. Nhưng, Trần Quân gọi điện thoại tới, nói là bên trong không có động tĩnh gì. Hình như giống cái kiểu bề ngoài thì căng thẳng nhưng bên trong lại rất thoải mái, chỉ có thưa thớt vài viên cảnh sát là tản bộ một cách nhàn nhã. Trúng kế rồi. Diệp Phàm quay người đi mất, bước lên xe, chỉ vào Đàm Quang Huy mắng. Bắt tên này lại. Dám lừa ông đây, xem ông đây chừng trị ngươi thế này. Triệu Thiết Hải tất nhiên chẳng nói gì, lại một lần nữa sử dụng chiêu diều hâu bắt gà, Đàm Quang Huy hét lớn để gọi cảnh sát xông lên, nhưng, những viên cảnh sát đó sau khi nhìn thấy vẻ hung tàn của Triệu Thiết Hải sợ tới nỗi run như cầy sấy. Kết quả là, đương nhiên bọn họ đành dương mắt nhìn Triệu Thiết Hải bị quăng vào xe. Bí thư Phạm, thằng nhãi đó hành động rất bạo, hiện giờ, không ngờ còn bắt cả Đàm Quang Huy. Trưởng ban thư ký Cao Hoa bước vào phòng làm việc của Phạm Viễn với vẻ mặt cười tủm tỉm. Kẻ gây chuyện sẽ không để yên đâu. Phó Bí thư Thái Quyền Quý đang ngồi trên sofa giọng lạnh lùng nói. Bí thư Phạm, ông thấy chuyện này rồi à? Cao Hoa nhìn Phạm Viễn. Các cậu nói xem, Diệp Phàm to gan và kiêu căng như vậy, rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Phạm Viễn tỏ vẻ bình tĩnh, gõ nhẹ vào bàn, hỏi. Tôi cảm thấy hắn đang cố ý gây chuyện. Hơn nữa, lại còn muốn chuyện này càng ầm ĩ càng tốt. Chả nhẽ. Thái Quyền Quý nhìn Phạm Viễn, nói được nửa câu rồi ngừng. Lão Thái, từ khi nào ông lại biết các nói nửa chừng khiến người khác phải tò mò vậy? Phạm Viễn liếc nhìn Thái Quyền Quý, thản nhiên nói. Buổi sáng, chả phải hắn ta đã tới thành ủy hay sao, cả lại, cũng đi qua ủy ban nhân dân thành phố. Nghe nói đều bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Diệp Phàm làm ầm ĩ như vậy. Phải chăng là muốn mượn chuyện này, để cho tỉnh ủy biết tới chuyện này? Lúc đó, hắn ta lại có thể hùng hổ nói rằng mình không hề đi báo cáo lên tỉnh ủy, chỉ là lãnh đạo tỉnh ủy tự mình biết mà thôi. Thằng nhãi này, thật là thâm, hơn nữa, cũng là để chuẩn bị cho việc phục chức. Thái Quyền Quý nói, có khả năng như vậy, nếu không thì, tại sao lại làm như vậy chứ? Hắn ta chủ yếu là sợ người khác bắt được thóp. Cao Hoa gật đầu, ý không ở trong lời.
mục tiêu của hắn chính là đây. Phạm Viễn đột nhiên đứng dậy, bước tới trước mặt cái bản đồ thành phố Đông Hải được dán ở góc bên, chỉ điểm vào thành phố Thanh Ngưu. Thành phố Thanh Ngưu ư, tại sao vậy? Thái Quý Quyền và đồng chí Cao Hoa thất thanh nói. Hắn, chỉ là một sợi cơ, lần trước luôn giật dây ta phải chỉnh đốn lại vấn đề ô nhiễm ở thành phố Thanh Ngưu. Nhưng việc chỉ ô nhiễm thì phải bỏ ra rất nhiều công sức, mà tình hình của thành phố Thanh Ngưu thì hai vị cũng biết đấy, nơi đó là nguồn ô nhiễm nặng nề. Nhưng, cũng là nguồn nộp thuế lớn của Đông Hải chúng ta. Quan trọng hơn là, ở đó, là thành phố cải cách thí điểm của Phạm Viễn tôi. Vẻ mặt của Phạm Viễn trở nên nghiêm túc, giọng lạnh lùng nói. Chính vì vậy, Diệp Phàm muốn chỉnh đốn chuyện này, vậy nói như vậy thì, há chẳng phải là đang nhằm vào chúng ta. Cao Hoa hừ giọng nói. Một phần là nhắm vào chúng ta, nhưng, tôi nghĩ, chuyện lần này, mục tiêu chính của hắn không phải là ở chúng ta. Chúng ta, chẳng qua chỉ là bị liên đới theo thôi. Phạm Viễn nói. Bắt Đàm Quang Huy rồi, vậy chắc chắn là nhằm vào Trương Minh Sâm. Thực ra thì, bí thư Phạm Viễn, chúng ta đều có nghe chút tin tức. Nói tới đây, Thái Quyền Quý quay sang nhìn Phạm Viễn. Nói đi, vừa phê bình cậu đừng có nói kiểu nửa chừng, giờ, thì lại thế rồi hả? Phạm Viễn cảm thấy bất mãn, giọng lạnh lùng nói. Nghe nói Trương Minh Sâm và một vài đồng chí ở thành phố Thanh Ngưu có câu kết với nhau, chủ yếu là ở lĩnh vực khai thác mỏ. Thái Quý Quyền nói, lợi ích có được từ khai thác mỏ là cực lớn, khi đã khai thác một cái mỏ đồng, thì sẽ toàn đào ra được vàng mà thôi. Đừng trước núi tiền, có mấy ai còn có thể bình chân như vậy được. Trên giời này, ghen tị tới nỗi tự nhiên muốn thò tay ra, vồ lấy tất cả mọi tiền. Phạm Viễn nói, Trương Minh Sâm có phải đang gặp vấn đề ở mặt này không? Nếu có vấn đề thật, chúng ta chẳng phải có thể dùng được vài thủ đoạn bất quy tắc hay sao? Thái Quý Quyền nói, có thể điều tra, nhưng, nếu ngấm ngầm tiến hành. Thành phố Thanh Ngưu là do chúng ta gây dựng nên, là một thành phố điển hình đã được thông qua trong buổi thảo luận với Hội Thường ủy Tỉnh ủy. Chúng ta không thể tự khua tay tạt vào miêng. Chính vì vậy, chuyện này, có thể ngấm ngầm tiến hành. Trong phạm vi nhỏ, khống chế chuyện này tới phạm vi thấp nhất. Phạm Viễn giọng điệu chắc nịch, Thái Quý Quyền suy ngẫm, còn Cao Hoa thì lật đầu lia lịa. Thật chả ra sao cả, thật là coi trời bằng vung. Trương Minh Sâm sau khi nghe được tin này, vỗ bàn cái rầm. Thật là chả ra sao cả, chẳng phải là nên hành động rồi hay sao? Để mặc hắn kiếm cớ gây sự, tôi có chút lo cho Đàm Quang Huy không chống đỡ nổi. Tôn Đạo Phong có chút lo lắng, nói. Diệp Phàm ra tay lần này, chẳng qua cũng chỉ dựa chủ yếu vào Triệu Thiết Hải của đội cảnh sát hình sự sở tỉnh mà thôi. Tôi vừa điều tra, Triệu Thiết Hải cũng chẳng qua chỉ là một phó đội trưởng cấp cục phó, đem theo mấy người nữa đi làm việc riêng cho mình. Tôi nghĩ, nếu chuyện này mà báo cáo lên trên, chắc hắn phải hứng hết. Phó Chủ tịch thành phố Đinh Nghĩa Minh nói. Thông báo cho Bí Thư Tống Điểm Trần, thì hãy để Bí Thư Tống trị hắn vậy. Đồng chí Tôn Đạo Phong vẻ mặt thoáng chút nham hiểm, nói. Không cần chúng ta phải nói ra đâu. Trương Minh Sâm xua xua tay, nhìn Tôn Đinh hai người bọn họ. Ồ, Tôn Đinh hai người bọn họ thoáng chút suy nghĩ, nên gật gật đầu. Lão Tống, lần này phải làm thế nào? Làm thế nào đây? Nghe nói cái tên Triệu Thiết Hải ấy rất thô lỗ, ngay tại chỗ đã tát sưng cả mặt Quang Huy lên. Đã thế, mấy cái tên cảnh sát hình sự cùng anh ta. Ai ai cũng vẻ mặt hung ác, nếu mà đánh Quang Huy ra nông nỗi gì, thì phải làm sao? Mau nghĩ ra cách đi. Vợ của Phó Bí Thư Đảng ủy Tống Điểm Trần nói. Đàm Lộ Châu là cô ruột của Quang Huy. Đừng vội, tôi gọi điện hỏi xem sao. Sắc mặt của Tống Điểm Trần có vẻ tối sầm lại, gọi điện cho đồng chí Tiếu Duệ Phong làm ở đội quản lý hình sự của sở tỉnh, hừ nói. Đồng chí Duệ Phong, lo mà quản giáo cho tốt linh của cậu đi. Bí thư Tống, xảy ra chuyện gì rồi, ông nói ra đi, Duệ Phong nhất định sẽ quản thúc tốt lính của mình. Duệ Phong vẻ mặt buồn bực, vội hỏi, cảm thấy giọng điệu của Bí thư Tống rất nghiêm trọng, hình như là rất tức giận nữa. Đồng chí Diệp Phàm người đã bị cho thôi chức chủ tịch thành phố Đông Hải ấy. Tống Điểm Trần nói thẳng ngay vào vấn đề. Cái này, tôi hỏi đồng chí Triệu Thiết Hải trước có được không? Tiếu Duệ Phong vừa nghe thấy, đầu như muốn nổ tung. Không ngờ chuyện này lại dây mớ dễ má với cả Diệp Phàm. Cậu nên biết,
Lần trước chuyện của con trai nếu không phải là Diệp Phàm thì sớm đã bị ngồi tù rồi. Nhưng năng lực của Diệp Phàm đồng chí Thiếu Duệ Phong cũng đã được lĩnh giáo qua, nào dám đi động tới cái đồ đen đủi đấy, vì vậy, đương nhiên anh ta sẽ chọn bí quyết, tha. Cho cậu vài phút, báo cáo lại với tôi đợi cậu đấy. Tống Điểm Trần lạnh lùng gác máy, ông ta có chút không hài lòng. Cho rằng Thiếu Duệ Phong làm việc lê thê, không hề quyết đoán. Từ phương diện lớn lao mà, nói chính là không hề chịu thanh toán xong cho chính mình. Cái gì, trước mặt tôi bày trò gì thế? Thiếu Duệ Phong thầm chửi một câu, nhưng vẫn nhấc máy lên gọi cho Triệu Thiết Hải hỏi. Đồng chí Thiết Hải, cậu rốt cuộc là làm gì thế? Nhân viên hay rời bỏ chức trách của mình là vi phạm quy định đấy. Huống hồ, cậu lại còn mang theo cả mấy viên cảnh sát hình sự khác nữa. Xin lỗi giám đốc Sở Tiếu, tôi đang đi làm án. Tối qua tiếp nhận được một vụ án do phóng viên đài truyền hình tỉnh Lan Điền Trúc báo, nói là cô ấy ở thành phố Đông Hải bị một đám người truy sát. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi cũng phải xuống xem xét chứ. Nhưng, vì, việc xảy ra gấp quá, không kịp báo cáo với anh. Triệu Thiết Hải bịa chuyện nói. Đông Hải không có công an hay sao? Thiếu Duệ Phong có chút bực mình, rõ ràng anh ta biết Triệu Thiết Hải đang nói dối. Có, nhưng phóng viên Lan không yên tâm với công an Đông Hải, vì thế, trực tiếp báo án với sở tỉnh. Hơn nữa, trước đây khi ở huyện Ngư Dương phóng viên Lan cũng có phỏng vấn qua, vì thế, tôi quen cô ấy. Cũng có thể, cô ấy tin tưởng tôi, vì vậy mà, trực tiếp gọi điện cho tôi. Triệu Thiết Hải nói, đã cứu được người chưa? Thiếu Duệ Phong bất tức, chuyện này, anh ta đúng là cũng có biết chút ít. Bị thương rồi, đang ở bệnh viện số 1 của thành phố Đông Hải. Triệu Thiết Hải nói, kỳ lạ thật, cậu không đi bảo vệ nhân chứng, mà lại chạy tới bắt bí thư đảng ủy thành phố Thanh Ngưu, sao lại vớ vẩn vậy, đầu óc cậu có bị làm sao không vậy, đồng chí Thiết Hải. Đó là bí thư đảng ủy thành phố Thanh Ngưu, không có sự đồng ý của lãnh đạo cấp trên, cậu dựa vào đâu mà bắt người ta. Thiếu Duệ Phong châm chọc, hừ nói. Tôi đang vì điều tra chuyện này nên mới tới Thanh Ngưu, chẳng còn cách nào cả, nghe nói có một nhân chứng rất quan trọng đang ở Thanh Ngưu. Khi đó Đàm Quang Huy có hành động, các đồng chí sở tỉnh của chúng tôi phải vào để tuần tra. Anh ta không cho, vì thế, mà xảy ra xung đột, Đàm Quang Huy cũng thật quá kiêu căng, không hề coi các đồng chí sở tỉnh chúng tôi ra gì. Hơn nữa, ăn nói thì ngông cuồng, còn công kích tôi. Bất đắc dĩ, tôi đành phải ra tay với anh ta. Để tránh có rắc rối. Triệu Thiết Hải thản nhiên nói. Lập tức thả người ra đi. Cậu xem, cậu đã làm những gì rồi. Thiếu Duệ Phong nói. Không thả được. Triệu Thiết Hải từ chối thẳng thừng. Chỉ thị của tôi không nghe phải không? Thiếu Duệ Phong giọng điệu nghiêm túc hẳn. Giám đốc Thiếu, không phải là tôi không nghe chỉ thị của anh, chỉ là, chuyện này liên lụy tới nhiều người quá. Có người bảo tôi không được tiết lộ bất kỳ tí manh mối liên quan tới chuyện này ra ngoài. Kể cả lãnh đạo của sở tỉnh, tôi cũng đen lắm, vừa mới gặp thêm vài chuyện kiểu như này ở Đông Hải. Nhưng, nếu giám đốc Thiếu cứ bắt tôi phải tiết lộ, thì tôi sẽ lập tức nói với anh ngay. Có điều là, chuyện này, anh đừng có nói cho người khác biết đấy nhé, nếu không thì, tôi sẽ coi như là phạm sai lầm rồi. Triệu Thiết Hải chơi trò giữ bí mật, nói phét tới rời. Thôi đi. Nếu có người bảo không được tiết lộ, thì không cần nói nữa. Thiếu Duệ Phong vừa nghe, lập tức lòng lo lắng. Nghe khẩu khí của Triệu Thiết Hải, nếu đã dặn dò rằng tới cả phó giám đốc sở mà cũng không được nói ra, thì người này chắc chắn từ thủ đô tới. Chuyện này to rồi đây, Thiếu Duệ Phong không hề muốn bị liên lụy vô cớ tới cuộc tranh đấu của cấp trung. Những chuyện như thế này, thường là đều có liên quan tới cuộc đua của giới quan chức lãnh đạo cấp cao ở thủ đô. Mặc dù bản thân cũng có chỗ đứng trong sở công an tỉnh, nếu muốn bước hẳn vào giới lãnh đạo tỉnh ủy thì chỉ có thể làm vật hy sinh mà thôi. Vậy, Đàm Quang Huy còn có cần phải thả ra ngay nữa không? Tôi sẽ không hề đắn đo, thực thi ngay chỉ thị của anh. Nếu giám đốc Thiếu cứ bắt phải thả người, thì tôi sẽ thả. Triệu Thiết Hải lại nhắc tới quân của Thiếu Duệ Phong. Cậu tự xem rồi mà liệu đi, chuyện này, cứ coi như tôi chưa từng hỏi. Thiếu Duệ Phong hừ một tiếng rồi gác máy. Anh ta ngồi trên chiếc ghế tựa, cứ chốc chốc lại lặng người đi, suy nghĩ một thôi một hồi mà cũng không nghĩ được rõ ra. Thời gian 15 phút sắp tới rồi, đồng chí lão Thiếu nghĩ một hồi. Chương 1802,
lập tức bắt lấy. Vẫn gọi điện cho Bí Thư Tống, nói. Bí Thư Tống, tôi vừa biết được Thiết Hải xuống đó đúng là đi làm án. Vừa hay nghe tin vụ phóng viên báo tỉnh Lan Điền Trúc bị kẻ khác truy sát, chính vì thế, xử lý luôn hai vụ cùng một lúc. Cậu ta bảo chủ yếu là sợ đồng chí Đàm Quang Huy chó mũi vào, vì thế, mà tạm thời bắt lại, qua đợt này thì sẽ thả ra. Bí Thư Tống, ông cũng biết đấy, mặc dù tôi được phân công quản lý Mặc hình sự. Nhưng tướng lĩnh ra ngoài phải tùy cơ mà tác chiến, không thể lúc nào cũng đợi lệnh của cấp trên rồi mới hành động được. Một lãnh đạo nhỏ bé như tôi cũng không tiện can thiệp nhiều vào việc cấp dưới làm án cả. Nếu việc nào cũng nhúng tay vào, thì đồng chí cấp dưới sẽ không làm được gì. Hơn nữa, Bí Thư Lý Sương Hải có chỉ thị, ra lệnh cho lãnh đạo cấp trên tuyệt đối không được vô cớ xen vào việc của cấp dưới. Tiếu Phong cũng không phải kẻ ngốc, lập tức lại lôi ngay lời khẩu hiệu này của Bí Thư Đảng ủy Công an Lý Sương Hải trong buổi họp. Dùng cái này để lừa một phó bí thư đảng ủy công an như Tống Điểm Trần thì quả đúng là diệu kế. Tùy cậu thôi. Tống Điểm Trần tức giận, lạnh lùng gác máy, vẻ mặt đó, tối sầm lại như gan lợn. Không ngờ rằng một phó giám đốc sở của sở tỉnh lại dám không nể mặt một phó bí thư đảng ủy công an tỉnh như vậy. Nghĩ một hồi, trong đầu Tống Điểm Trần bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ gì đó. Lát sau, ông ta đập bàn cái bốp rồi nói. Ta làm sao lại quên được nhỉ? Ngay lập tức, Tống Điểm Trần gọi cho Phó Bí Thư tỉnh ủy Nạp Lan Nhược Phong, nói. Bí Thư Nhược Phong, tôi là Tống Điểm Trần ở Đảng ủy Công an tỉnh, tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo với ông. Ồ, là Điểm Trần à, có chuyện gì thì nói đi. Nạp Lan Nhược Phong nhẹ nhàng nói, quan hệ của ông ta với Tống Điểm Trần chỉ tốt hơn mức bình thường một chút. Chính vì thế, khi nói chuyện, cũng không nhiệt tình cho lắm. Bí Thư Nhược Phong, đồng chí Diệp Phàm hiện giờ đã bị cách chức, cần phải kiểm điểm. Nhưng, đồng chí này nhàn cư vì bất thiện, trong thời gian bị cách chức để kiểm điểm thì lại đi chạy đi khắp nơi. Hơn nữa, lại còn ngầm mang theo phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự sở công an tỉnh Triệu Thiết Hải tới Đông Hưng gây sóng gió ở đó. Hắn ta vốn không hề nghe lời khuyên của lãnh đạo thành ủy thành phố Hải Đông. Không những đi khắp nơi đánh người, mà còn vừa đặt chân tới thị xã Thanh Ngưu đã đánh bắt người loạn cả lên rồi. Tống Điểm Trần nói, có chuyện này sao? Nạp Lan Nhược Phong hừ nói. Vừa nhận được đơn tố cáo của mọi người, nói là đồng chí Diệp Phàm chỉ thị cho Triệu Thiết Hải bắt bí thư đảng ủy công an thị xã Thanh Ngưu đồng chí Đàm Quang Huy đang làm nhiệm vụ. Vừa nãy, tôi gọi điện cho đồng chí Tiếu Duệ Phong ở sở tỉnh, nhưng, đồng chí này nói năng lắp bắp, cố muốn bao biện cho thuộc hạ của mình. Tống Điểm Trần còn hận lay sang cả Tiếu Duệ Phong. Tôi biết rồi. Nạp Lan Nhược Phong gác máy. Nhưng, Tống Điểm Trần với tư cách là một phó bí thư đảng ủy công an tỉnh, rất có kinh nghiệm, hơn nữa, các thủ đoạn cũng không phải kém cạnh gì. Lập tức, gọi điện cho Phạm Viễn, khéo nhắc tới vài điểm mấu chốt. Sau khi cúp máy, vẻ mặt Phạm Viễn tối sầm lại. Phạm Viễn biết rằng, thực ra thì Triệu Thiết Hải là tay sai của Diệp Phàm. Chính vì thế, ông ta không tìm Triệu Thiết Hải, mà trực tiếp gọi thẳng cho Diệp Phàm, khẩu khí rất nghiêm túc, nói. Đồng chí Diệp Phàm, cậu rốt cuộc là muốn làm cái gì thế? Bí thư Phạm, ông nói thế tôi không hiểu cho lắm. Diệp Phàm hỏi vặn lại, nếu đã muốn không nể mặt, thì Diệp Phàm cũng chẳng cờ phải để ý câu nệ làm gì. Triệu Thiết Hải đã làm những gì rồi, Đàm Quang Huy phạm phải tội gì? Đều là do các anh làm bừa, Phạm Viễn tôi muốn nói với cậu rằng. Ở Hải Đông này, chỉ cần một ngày còn Phạm Viễn tôi, thì không cho phép ai làm loạn lên cả, lập tức thả Đàm Quang Huy ra ngay. Phạm Viễn nói như ra lệnh. Xin lỗi, Triệu Thiết Hải là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự sở tỉnh. Anh ta không phải là đứa trẻ 3 tuổi nữa, anh ta đi xử lý vụ án, Diệp Phàm tôi bị cách chức, không còn là nhân viên nhà nước nữa rồi, tôi có quyền gì mà yêu cầu bọn họ thả Đàm Quang Huy ra chứ? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nếu đã không liên quan tới cậu, vậy Phạm Viễn tôi sẽ không khách khí nữa. Phạm Viễn dập máy rõ mạnh. Áp lực đè lên Triệu Thiết Hải chưa khi nào lớn như vậy, sau khi nhận điện thoại của Phó Giám đốc Sở tỉnh Tiếu Duệ Phong, lại tiếp tục nhận máy của Phó Bí Thư Đảng ủy Công an tỉnh Tống Điểm Trần. Cuối cùng, đồng chí Câu Trấn Nam Phó Giám đốc Sở Thường vụ Công an tỉnh cũng ra mặt yêu cầu Triệu Thiết Hải lập tức quay về Thủy Châu, chuyện ở Đông Hải do cơ quan công an thành phố Đông Hải tự xử lý. Câu Trấn Nam thực tế là lãnh đạo sở công an tỉnh, ngoại trừ Lý Sương Hải ra.
Lý Sương Hải là bí thư đảng ủy công an tỉnh, nhưng lại rất ít khi ở sở công an tỉnh, mà mọi chuyện của sở công an tỉnh đều do đồng chí Câu Trấn Nam sắp xếp. Áp lực từ phía ông ta còn lớn hơn nhiều so với bí thư đảng ủy công an tỉnh Tống Điểm Trần. Suy cho cùng thì, huyện quan cũng chẳng bằng huyện quản. Nếu mà đã dám đắc tội với Câu Trấn Nam, thì Triệu Thiết Hải sẽ không được vui vẻ đâu. Nhưng, Diệp Phàm nghi ngờ Đàm Quang Huy là một trong những nhân chứng quan trọng việc cấu kết thị trường quan lại của thị xã Thanh Ngưu. Vì thế mà quyết không thả ra. Chính vì vậy, Triệu Thiết Hải theo suy nghĩ của Diệp Phàm, từ chối thẳng thừng lời đề nghị của Câu Trấn Nam. Tất nhiên, Tống Điểm Trần thực ra cũng đã đi tới tìm Lý Sương Hải. Nhưng mà Lý Sương Hải quá thâm hiểm. Sau khi tìm hiểu được Diệp Phàm cũng trà trộn vào trong số đó, đó là sự chú ý liên tục, cách nói chuyện thì mơ hồ, làm cho Tống Điểm Trần muốn nổi giận cũng không thể thể hiện ra được. Tuy nhiên, Câu Trấn Nam cũng có thủ đoạn của mình, và sắp xếp ổn thỏa. Cục trưởng Cục Công an thành phố Hải Đông Triệu Sơn nhận được thông báo của Sở Công an tỉnh, trước tiên là phải liên lạc được với Triệu Thiết Hải, chỉ trong có mấy phút đã đuổi kịp được, yêu cầu phải giao ra Đàm Quang Huy. Liếc nhìn Triệu Sơn, Triệu Thiết Hải nói rằng, người này, tôi không thể thả ra được. Đội trưởng Triệu, đây là Hải Đông, không phải là Sở Công an tỉnh. Tôi hy vọng đội trưởng Triệu chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo Sở Công an tỉnh, anh làm như vậy là đã làm trái chỉ thị của lãnh đạo, hậu quả thế nào, anh hãy nghĩ đi. Triệu Sơn nói, ha ha, lãnh đạo Sở Công an tỉnh mà anh đang nói là vị lãnh đạo nào vậy? Đột nhiên Diệp Phàm vừa ngồi trên ghế vừa cười hỏi. Phó Giám đốc Sở Thường vụ Câu Trấn Nam, lẽ nào chức vụ như vậy vẫn chưa đủ sao? Vừa nãy lãnh đạo Sở Công an tỉnh đã gọi điện thông báo cho chúng tôi đến đón người. Nếu như anh không tin, chúng tôi hoàn toàn có thể gọi điện thoại lại để xác minh. Triệu Sơn tỏ ra khá bình tĩnh, bởi vì, y tự cho rằng mình có trong tay Thanh Thượng Phương Bảo Kiếm, đương nhiên sẽ chẳng sợ cái gì cả. Đồng chí Triệu Sơn, lãnh đạo Sở Công an tỉnh viết là lãnh đạo. Thế lãnh đạo Bộ Công an có phải là lãnh đạo hay không? Đột nhiên Diệp Phàm cười một cách bí hiểm. Bộ Công an ư? Triệu Sơn bỗng thay đổi sắc mặt. Không biết từ lúc nào lại mọc ra một lãnh đạo Bộ Công an, hắn do dự một lúc rồi nói. Đương nhiên là. Vậy là tốt rồi, không để Triệu Thiết Hải thả người, đó là chủ ý của tôi, anh có thể đi được rồi. Nếu như Câu Trấn Nam có hỏi, thì anh cứ nói đó là ý của Diệp Phàm. Trước khi mọi chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ thì không thể thả người được. Hy vọng đồng chí Câu Trấn Nam không can thiệp vào việc điều tra vụ án. Diệp Phàm nói một cách lạnh lùng. Anh nực cười thật, bản thân mình đã bị cách chức rồi, còn dám mạo danh lãnh đạo trong bộ. Thưa đồng chí Diệp Phàm, tôi hy vọng anh có thể chấn chỉnh lại ngay thái độ của mình, không cần phải thể hiện ra cái tác phong đáng khinh của một vị chủ tịch thành phố đâu. Tôi muốn nhắc anh một điều rằng, bây giờ anh không còn là chủ tịch thành phố Hải Đông nữa, bị cách chức tất cả chức vụ, anh bây giờ là một công nhân viên chức nhà nước đang chờ xử lý mà thôi. Triệu Sơn nhìn Diệp Phàm với ánh mắt coi thường, nói. Cầm đi mà xem này, mở to con mắt chó của anh ra mà xem cho kỹ, thưa đồng chí Triệu Sơn, hôm nay, Diệp Phàm tôi xin thay mặt cho phòng giám sát cảnh vụ, Bộ Công an tuyên bố trước đông đảo mọi người rằng, tôi vì coi thường lãnh đạo, không tuân phục lãnh đạo. Đả kích lãnh đạo nên đã bị cách chức, đến tiếp nhận điều tra trong bộ để tự kiểm điểm lại mình. Khôi phục lại chức vụ Cục trưởng Cục Công an, Phó Bí thư Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Hải Đông của đồng chí An Kỳ. Đồng chí Triệu Sơn, hãy lập tức bàn giao lại công việc cho đồng chí An Kỳ. Diệp Phàm nổi giận, tiện tay ném lấy tập giấy, đập chúng ngay vào đầu của Triệu Sơn. Anh! Triệu Sơn kêu lên một tiếng, nhưng thấy Diệp Phàm nói giống như thật. Mặc dù bị ném vào đầu có đau đôi chút nhưng vẫn cố cúi xuống đất để nhặt đống giấy tờ đó lên. Khi dở đống giấy tờ đó ra xem, mặt y đổi sắc thành màu đen, không lâu sau đó, từ màu đen lại chuyển thành màu tím, vẻ mặt y căng ra giống như quả cà tím vậy. Hãy bàn giao ngay tại đây đi, thưa đồng chí Triệu Sơn, tôi còn muốn chờ cái gì nữa đây? Diệp Phàm lạnh lùng nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Sơn. Tôi không phục. Tuy rằng anh phó giám sát cảnh vụ của Bộ Công an, nhưng tôi đảm nhiệm chức Cục trưởng Công an thành phố Hải Đông là do Thành ủy Hải Đông quyết định. Nếu như Thành ủy Hải Đông cho rằng như vậy, Triệu Sơn tôi sẽ không nói hai lời, lập tức bàn giao hết toàn bộ công việc lại cho An Kỳ. Tên Triệu Sơn này cũng rất quỷ quyệt, trong chốc lát liền tháo gỡ được vấn đề then chốt. Theo lý mà nói, cho dù Diệp Phàm là phó giám sát cảnh vụ của Bộ Công an,
đối với vấn đề cách chức trưởng công an thị xã thì cũng chỉ có quyền đề xuất với thành ủy sở tại mà thôi. Chứ không có quyền lập tức cách chức người khác, đương nhiên, bình thường gặp những tình huống như thế này, đảng ủy thành phố nơi đó sẽ dựa theo quyết định của lãnh đạo mà chấp hành, cái này chỉ là vấn đề thủ tục mà thôi. Không phục có phải không, thôi được, mệnh lệnh của đồng chí Lý Sương Hải anh có phục hay không? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Anh ấy là bí thư đảng ủy công an tỉnh, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, đương nhiên là tôi phục. Triệu Sơn nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Diệp Phàm, khí thế có phần suy giảm đi, âm thanh nói ra cũng nhỏ lại. Vậy được. Diệp Phàm gật đầu, lúc gọi điện thoại trước mặt mọi người, sau khi hỏi thăm Lý Sương Hải xong, liền phản ánh lại vấn đề của đồng chí Triệu Sơn. Hơn nữa, với thân phận phó giám sát cảnh vụ y bộ công an yêu cầu lập tức cách chức Triệu Sơn, khôi phục lại tất cả chức vụ của đồng chí An Kỳ. Lý Sương Hải suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, không lâu sau, Phạm Viễn nhận được điện thoại của Lý Sương Hải. Sau đó, Triệu Sơn nhận được điện thoại của Phạm Viễn và Trương Minh Sâm, yêu cầu y phải bàn giao lại toàn bộ công việc trong cục cho An Kỳ. Triệu Sơn trong chốc lát dường như đã già đi rất nhiều, sau khi bàn giao xong cho đồng chí An Kỳ, cả người y đi trên đường cũng có chút gượng gạo. Triệu Sơn hiểu được, ngày hôm nay hắn đã đắc tội với Diệp Phàm. Không thể ngờ rằng hắn bị tước đi cái mũ chủ tịch thành phố, vẫn được đội một chiếc mũ khác tương đương. Đối với bản thân mà nói thì đây là chiếc mũ càng có sức uy hiếp. Chức vụ phó giám sát của Ban Giám sát Bộ Công an sắp xếp cuối cùng cũng là chức vụ giám đốc sở. Những người đắc tội như thế này, huống chi những người như Lý Sương Hải thì chỉ một cuộc điện thoại cũng có thể quyết định được. Sức mạnh đó, không phải là thứ mà bản thân chức phó cục trưởng có thể đối phó được. Triệu Sơn cảm thấy tiền đồ đen tối phía trước, giống như một lão già 80 tuổi vậy, đời y kết thúc thật rồi. Giờ phút này, y rất hối hận, thật sự không dám trộn lẫn ở đây nữa. Chương 1803, ra tay thật nhanh. Rất xin lỗi phó giám sát trưởng Diệp, tôi đi đây. Triệu Sơn không chào Diệp Phàm theo nghi lễ của cảnh sát nữa mà cúi người xuống rồi chậm rãi bước đi. Bây giờ mày mới biết mình mù quáng, cũng cô thử nghĩ xem, ông đây sẽ hồ đồ như vậy sao? Dám đấu với đại ca Diệp, cấp số của mày căn bản là không đáng nhìn. Triệu Thiết Hải đứng bên cạnh thầm nói trong lòng. Sao có khả năng được? Nghe Cao Hoa báo cáo xong, Phạm Viễn có chút ngây người, ngơ ngác nhìn cốc trà trước mặt mất mấy phút. Đúng vậy, sao có thể được? Lại là phó giám sát trưởng của phòng giám sát cảnh vụ, Bộ Công an. Quyền lực cơ quan. Chính phủ ôm đồm, cái này đúng là quá phạm lẽ thường rồi. Thái Quý Quyền vẻ mặt nghi ngờ nói. Nếu y biết trước kia, Diệp Phàm từng là tướng trong quân đội thì có khi hóa đá mất. Tôi nghe nói, trước kia Diệp Phàm có phối hợp với cơ quan công an phá mấy vụ án lớn, giống như vụ án chết người ở thành phố Ngư Đồng, tỉnh Việt Đông. Lúc ấy Diệp Phàm ở thành phố Ngư Đồng đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy công an. Có lẽ... Lúc ấy Bộ Công an xét đến tính phức tạp và gian khổ của vụ án và vị trí của hắn lúc ấy khá thích hợp nên để hắn kiêm chức vụ này. Cao Hoa có cách giải thích cũng khá là hợp lý. Có khả năng này, có lẽ vụ án ở Ngư Đồng lúc ấy được phá xong, lãnh đạo Bộ Công an cao hứng, giao cho hắn kiêm chức này. Giống như ở một số thị xã, Phó Chủ tịch kiêm Phó trưởng Công an thị xã là chuyện thường. Nếu như Phó Chủ tịch thị xã có thể kiêm như vậy, thì phó chủ tịch thành phố kiêm phó giám sát trưởng cũng là chuyện có khả năng. Thái Quyền Quý gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của Cao Hoa. Qua cách phân tích như vậy, ai cũng thấy hợp tình hợp lý. Con rết trăm chân, chết rồi cũng không chịu ngã xuống. Phạm Viễn thở dài, ánh mắt có chút vô thần. Ngay cả Thái Quý Quyền nhìn cũng có chút kỳ quái, bởi vì ánh mắt của bí thư Phạm, từ trước tới giờ luôn sung mãn ý chí chiến đấu, vậy mà lúc này nó lại trở nên thất thần. Suy sụp như vậy. Bí thư Phạm, không phải chỉ là một phó giám sát trưởng thôi sao? Tính ra thì cũng chỉ là hư danh mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Cao Hoa khuyên nhủ nói. Đúng là chẳng có gì ghê gớm, ngay cả xuống thị xã cũng chẳng dọa được ai. Tuy nhiên, không phải vừa rồi Triệu Sơn nói không có mệnh lệnh của thành ủy thì hắn không chuyển giao đó sao? Thật không ngờ, việc này mà Lý Sương Hải cũng nhúng tay vào. Chứng tỏ chuyện này cũng lớn rồi đây. Thái Quý Quyền có chút lo lắng, nói. Có lẽ, Lý Sương Hải nể cái chức phó giám sát trưởng của hắn mà thôi. Con người mà, dù sao cũng phải nể mặt đồng chí cấp trên của mình một chút chứ, có đúng không? Phạm Viễn bình tĩnh trở lại,
khoát tay nói. Đám Trương Minh Sâm ai nấy sắc mặt giống như gan lợn, đi đi lại lại trong phòng. Hắn nhúng tay vào, việc này, phức tạp đây. Tôn Đạo Phong nhìn Trương Minh Sâm một cái, nói. Đàm Quang Huy rơi vào tay hắn, có thể qua được hay không còn khó nói lắm. Trương Minh Sâm đột nhiên ngồi xuống, nhíu mày nói. Ừ, mấy tay cảnh sát trên sở tỉnh còn ác hơn cả chó ngao, nếu như mạnh tay, sợ lão Đàm không qua được mất. Tôn Đạo Phong mặt nhăn nhúm nói. Lão Đàm không trụ được mà khai ra, e rằng cuối cùng đều bị lộ hết. Lão Trương, chúng ta đi đến đường cùng rồi. Tôn Đạo Phong nói. Lão Tôn, ông nói xem, cá có phải là loại động vật hiền lành không? Trương Minh Sâm quay sang nhìn Tôn Đạo Phong, hỏi. Đại đa số loài cá đều rất hiền lành, điểm này chính xác, ngoại trừ cá mập. Tôn Đạo Phong nói, cảm thấy câu hỏi của Trương Minh Sâm có chút kỳ lạ, tại sao lại lôi cá vào đây chứ? Cá mà chết thì lưới cũng phải rách. Trương Minh Sâm đột nhiên đấm mạnh xuống bàn một cái, cốc trà trên bàn cũng bị rơi vỡ vụn. Trương Minh Sâm nhìn xa xăm, dường như quên mất cảm giác đau đớn trên nắm tay của mình. Cá chết lưới rách. Tôn Đạo Phong nói một câu, hai mắt mở to. Đêm khuya, An Kỳ truyền đến một tin tức, Phó trưởng Công an thị xã Thanh Ngưu Khang Phục Hưng đã được tìm thấy. Tuy nhiên ông ta đã chết. Không những vậy, trước khi chết tay còn cầm chặt một mảnh của một tờ giấy đã bị xé. Trên đó ghi mấy chữ nhưng đã bị nhòe, không nhìn rõ nữa, bởi vì Khang Phục Hưng chết trong một đầm nước. Khi đám Diệp Phàm đến thì hiện trường đã bị phong tỏa. Lão Khang, tôi đến muộn rồi. An Kỳ ngồi trước thi thể của Khang Phục Hưng, mắt rưng rưng nói. Anh ấy chết như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Bị dìm chết, tất cả chứng cứ đều đã bị lấy đi. Người làm chuyện này phải là một cao thủ, đến chúng tôi cũng chẳng tìm ra được cái gì. Nếu như không phải dịp gần đây những việc như thế này nhiều thì chúng tôi còn nghi ngờ anh ấy tự sát. An Kỳ vẻ mặt đau lòng nói. Trở về thẩm vấn Quang Huy. Diệp Phàm đột nhiên xoay người nói. Đúng lúc này Triệu Thiết Hải sau khi nghe điện thoại liền hốt hoảng nói. Anh An, mau điều động người đến chỗ miếu trên sườn núi Đông Sơn. Có người công kích người của sở, phỏng chừng mục tiêu là Đàm Quang Huy. Ra tay nhanh thật. Diệp Phàm hừ nói. Đoàn người vội vàng đến chỗ miếu trên sườn núi Đông Sơn, nơi mà Đàm Quang Huy đang bị giam. Triệu Thiết Hải khi đi để bốn viên cảnh sát hình sự ở lại để trông Đàm Quang Huy. Tuy nhiên, nghe nói không rõ số người đến công kích, nhưng ít nhất cũng phải gấp 3 lần số cảnh sát hình sự. Hơn nữa, bọn họ còn có cả súng lục, dao kiếm. Diệp Phàm vội vàng gọi điện cho Vương Nhân Bàng và Trần Quân, may mà hai bọn họ ở cách sườn núi Đông Sơn không xa. Diệp Phàm cũng có chút lo lắng, vì mình mà đi thì e rằng sẽ không kịp, vì phải mất hơn 30 phút. Mà An Kỳ cũng khẩn trương từ đồn công an gần nhất điều động người đi, tuy nhiên những cảnh sát ở đây bình thường chỉ giải quyết những việc nhỏ, nếu như đối phương mà, găng, lên thì cũng khó nói, có khi người còn bị thương vong cũng không chừng. Sau khi vội vội vàng vàng chạy đến sườn núi Đông Sơn, Vương Nhân Bàng cười hì hì đi từ trong miếu đi ra, nói. Thật là, chỉ có khoảng chục tên, với thân thủ đó, quá là vặt vãnh. Tôi chưa làm cái gì đã sợ vãi ra quần rồi. Ha ha, có muốn tôi chơi cùng anh không? Chúng ta súng thật, đao thật làm vài hiệp. Diệp Phàm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, biết Đàm Quang Huy vẫn còn trong tay cảnh sát hình sự, liền pha trò cười. Thôi cho tôi xin, bản công tử đây vẫn chưa muốn làm bao cát đâu. Vương Nhân Bàng giống như phản xạ có điều kiện, lui về phía sau một bước. Có đồng chí nào hy sinh không? Diệp Phàm hỏi. Sở tỉnh có một đồng chí hy sinh, ba người còn lại đều bị thương. Tuy nhiên, tính mạng đã được an toàn. May mà có anh Vương đến, không thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Triệu Thiết Hải từ trong miếu chạy ra, nói. Lập tức thẩm vấn. Diệp Phàm mặt lạnh như băng, nói. Kẻ công kích không cần phải thẩm vấn nữa, đã khai hết rồi. Đều là do tập đoàn khai thác Đồng Hoành Đạt mời cả. Vậy thì hành động từ Đàm Quang Huy. Diệp Phàm nói, mấy người liền vào trong phòng vừa được dọn qua. Đàm Quang Huy, anh còn muốn giấu đến lúc nào? Triệu Thiết Hải lạnh lùng hỏi. Đội trưởng Triệu, tôi không biết anh nói có ý gì. Tôi đang thực hiện nhiệm vụ, anh bắt người lung tung như vậy, tôi sẽ kiện. Các người cứ chờ xem. Đàm Quang Huy nói những lời này, nhưng mắt lại ngước nhìn Diệp Phàm.
Đàm Quang Huy, đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngốc. Trong lòng ông rõ hơn cả, mau nói đi. Diệp Phàm nói, còn thi triển hóa âm mê thuật. Đàm Quang Huy quát lên. Tôi không có. Tuy nhiên, sau khi ngây người trong giây lát, liền tỉnh ra. Thằng nhãi này tâm trí còn khá kiên cường, lập tức bình tĩnh nói. Phó giám sát trưởng Diệp, muốn cho tôi tội danh gì, anh cứ nói đi. Thủ đoạn này, mấy năm trước tôi chơi chán rồi, chỉ để dọa trẻ con thôi. Ha ha, Đàm Quang Huy, một tháng lương của ông được bao nhiêu? Lúc này, Phạm Cương cầm một tập tài liệu đến, đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn quét xuống, lập tức hiểu ra luôn vấn đề. Cậu hỏi cái này làm gì? Cậu là ai? Đàm Quang Huy rất cảnh giác, hỏi ngược lại. Phạm Cương, Phó Cục trưởng Cục An ninh thành phố Hải Đông. Phạm Cương thản nhiên cười nói. Tuy nhiên, đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm phát hiện, Đàm Quang Huy thỉnh thoảng lại nhìn trộm tập tài liệu mà Phạm Cương vừa mang tới. Việc này, có liên quan gì đến cậu? Phó Cục trưởng Phạm, tôi hy vọng cậu đừng có vẽ việc ra như vậy. Đàm Quang Huy không ngờ còn uy hiếp Phạm Cương, người này, thật không đơn giản. Được rồi đấy Đàm Quang Huy, số tiền đó từ đâu ra? Diệp Phàm giơ tập tài liệu trong tay lên, hừ nói. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Đàm Quang Huy vẻ mặt, vô tội, nói. Đưa cho anh ta coi đi. Diệp Phàm đưa tài liệu cho viên cảnh sát đứng bên cạnh, viên cảnh sát liền đưa đến trước mặt Đàm Quang Huy, y lật từng trang xem. Ha ha, cái này thì chứng minh được cái gì chứ? Chỉ chứng minh được người thân của tôi có tiền thôi. Có liên quan tới tôi sao? Chẳng lẽ thân thích của tôi lại không được có tiền sao? Là một đảng viên, một cán bộ công an kỳ cựu, mà bị thế này, về sau ai còn dám làm công an nữa chứ? Thật nực cười. Đàm Quang Huy còn già mồm cãi lại. Ha ha, Đàm Quang Huy, ông đã thấy rõ chưa? Hòm vàng bạc này là tìm được trong nhà ông, nhân chứng vật chứng đều có, ông còn muốn chống chế sao? Diệp Phàm hừ nói, nhìn Đàm Quang Huy, nói tiếp. Dựa vào chiếc hòm này, các đồng chí trong Cục An ninh sẽ đem đến cửa hàng châu báu giám định, ít nhất, không dưới 50 triệu. Dựa vào cái này, cho ông chết vài lần cũng được. Cho nên, Đàm Quang Huy, ông là một công an kỳ cựu, chẳng nhẽ không hiểu được lợi ích của việc thành khẩn hay sao? Chỉ cần ông lập công chuộc tội thì chúng tôi sẽ suy nghĩ vấn đề của ông. Anh nói bậy, các người đều vu oan cho tôi, các người hãm hại tôi không phụ, tôi sẽ kiện. Đàm Quang Huy sắc mặt có chút trắng bệch, tuy nhiên, y kêu rất to. Chương 1804, Ủy ban Kỷ luật Trung ương cử người tới đốc thúc. Ha ha, bà xã nhà cậu cũng chịu nhận rồi, thế mà cậu còn muốn nói xạo, vô dụng thôi. Diệp Phàm giơ tập tài liệu trong tay lên, vứt đánh xoạch xuống mặt bàn. Không thể nào, anh muội sẽ không ăn nói lung tung, không có khả năng đó. Đàm Quang Huy khẽ lầm bầm. Dầm. Cái bàn đột nhiên bị Diệp Phàm đập mạnh, hắn thi triển tối đa hóa âm mê thuật của bản thân, nói. Đàm Quang Huy, cậu còn muốn xảo biện đến bao giờ? Hiện tại nhân chứng vật chứng đã đủ cả, vợ con đều đã chịu nhận. Nói những thứ đó đều là cậu mang từ bên ngoài về, mau thành thật khai ra, là ai đưa, còn nữa, người ta đưa cho cậu là có mục đích gì? Tập đoàn đồ đồng Hoành Đạt đã dành cho cậu bao nhiêu ưu đãi, mau cụ thể khai báo. Bọn họ đưa 30 triệu. Đàm Quang Huy trong lúc chưa kịp phòng bị, nhất thời lỡ lời khai ra. Nhưng chỉ trong chớp mắt thằng nhãi này đã tỉnh bơ, lập tức sửa lại khẩu cung. Anh nói cái gì cơ, tôi không nghe rõ, tôi không hiểu. 30 triệu, tập đoàn đồ đồng Hoành Đạt đưa cho cậu 30 triệu ở đâu? Đàm Quang Huy, vừa rồi tất cả đều đã được ghi âm lại. Còn xảo biện, chống đối ắt sẽ bị nghiêm trị. Tôi cho cậu thêm một cơ hội. Nếu không chịu nắm bắt lấy, sẽ không có thêm lần nào nữa. Tôi chưa có nói gì cả. Đàm Quang Huy mạnh miệng cãi cố. Phát lại băng ghi âm vừa rồi. Diệp Phàm lệnh cho nhân viên công tác đứng bên cạnh, không lâu sau, băng ghi âm được phát ra, con số 30 triệu mà Đàm Quang Huy khai ra nghe rất rõ ràng, hoàn toàn không thể là sản phẩm qua chỉnh sửa được. Thời khắc này, sắc mặt Đàm Quang Huy hoàn toàn tái nhợt. Y đã chịu cúi đầu. Hai tiếng đồng hồ sau, qua cuộc liên kích oanh tạc liên tục mang tính thẩm vấn lấy cung của đám Diệp Phàm, Triệu Thiết Hải và An Kỳ, Đàm Quang Huy đã khai nhận toàn bộ quá trình cấu kết của đường dây các tập đoàn khai khoáng lớn. Đàm Quang Huy, trên thực tế chính là một tay bảo kê đáng xấu hổ.
để bảo vệ lợi ích nhóm cho các tập đoàn khai khoáng, Đàm Quang Huy thậm chí đã sai thủ hạ đe dọa làm ầm ĩ với quần chúng nhận bồi thường, thậm chí đánh cho tàn phế để dọa nạt người nông dân. Hơn nữa, Đàm Quang Huy còn là kẻ rất háo sắc, đã từng làm nhục mười mấy phụ nữ. Sau đó từ Đàm Quang Huy lại truy ra hai đồng chí Trương Minh Sâm và Tôn Đạo Phong. Mà cái chết của Khang Phục Hưng chính là do Trương Minh Sâm sai người của tập đoàn Đồ Đồng Hoành Đạt làm ra. Hơn nữa, Trương Minh Sâm và Tôn Đạo Phong hai người bọn họ đều có đến 10% cổ phần ở tập đoàn Đồ Đồng Hoành Đạt. Chỉ tính riêng số tiền ăn chia hoa hồng mỗi người đã nuốt gọn hơn 30 triệu. Mà theo lời khai của Đàm Quang Huy thì hai vị phó chủ tịch thành phố Trương Minh Sâm và Tôn Đạo Phong không chỉ có cổ phần ở tập đoàn Đồ Đồng Hoành Đạt, mà tại một số tập đoàn khác như tập đoàn Đồ Đồng Trung Thăng bọn họ đều có cổ phần trên danh nghĩa, hơn nữa, còn không phải là ít. Đồng chí An Kỳ, lập tức xác minh xong cho bắt người ngay. Lúc này, đồng chí Lý Long của phòng giám sát Ủy ban Kỷ luật Trung ương nghiêm mặt lại ra lệnh. Hạ Hải Vĩ cũng dẫn theo hơn 10 đồng chí thuộc Ủy ban Kỷ luật tỉnh đến Thanh Ngưu, gia nhập hàng ngũ tổ chức điều tra. Sau khi vụ án tiến hành thêm các bước phá án và bắt giam, nội tình ngày một sáng tỏ. Không lâu sau đã có tin tốt, Lan Điền Trúc đã tỉnh lại. Cô đã nói cho Diệp Phàm bí mật thực sự. Lúc ấy vì bảo vệ chứng cứ của quá trình điều tra mật, đồng chí Khang Phục Hưng đã xung phong nhận việc cầm chứng cứ giả. Hơn nữa, còn cố ý để lộ ra ngoài. Do đó khiến ai nấy đều nghĩ rằng chứng cứ ở trong tay anh ấy. Thật ra đó là đồ giả, còn chứng cứ thật chính xác là nằm trong tay Lan Điền Trúc. Cầm trên tay bản tài liệu nhuốm đầy máu tươi của phóng viên Trương Quang Minh cũng như đồng chí Khang Phục Hưng, Diệp Phàm thấy đau xót đến tận tim gan. Quá trình điều tra tiến triển thêm một bước, công an thị xã Thanh Ngưu có đến một nửa bộ máy đều thối nát, đã từng nhận tiền của các chủ mỏ. Còn trong bộ máy thị ủy và ủy ban nhân dân thị xã Thanh Ngưu cũng có gần 1/3 số đồng chí nhúng chàm. Do đó mới dung túng cho các chủ mỏ tùy ý làm bậy, tất cả đã trở thành ô dù cho chúng. Lợi ích của nông dân không được bảo đảm, còn vấn đề ô nhiễm thì lại càng không ai quan tâm. Trương Quang Minh vì sao mà chết, chính là do anh ta phát hiện công ty Đồ Đồng Hoành Đạt đã dựng lên trong thung lũng một nhà máy luyện đồng bí mật với quy mô rất lớn. Xưởng luyện đồng này lấy nước luyện đồng từ mạch nước ngầm, ô nhiễm cũng theo mạch nước ngầm chảy đi. Mà hậu quả tạo thành chính là hàng trăm dặm đất đai ở Hạ Du đều bị ô nhiễm. Trước đây, một số nông dân phát hiện cây nông nghiệp trong vườn héo rũ, cá đang nuôi thì quay ra chết, mãi vẫn không tìm ra được nguyên nhân, tất cả đều là do tập đoàn Đồ Đồng Hoành Đạt gây ra. Trước tiên, Diệp Phàm dùng điện thoại báo cáo tình hình cho Phí Mãn Thiên. Vừa nghe báo cáo xong, bí thư Phí vô cùng tức giận, trước tiên chỉ thị cho Hạ Hải Vĩ phối hợp với Diệp Phàm, tiến hành thu lưới toàn diện, bắt hết những đối tượng cần thiết. Cục Công an thành phố Hải Đông toàn bộ xuất kích. Ngay cả trên tỉnh cũng phái mấy chục cảnh sát tới Hải Đông. Tỉnh ủy chỉ thị cho Sở Công an tỉnh, Viện Kiểm sát, Ủy ban Kỷ luật tỉnh hợp thành tổ điều tra liên hợp xuống phụ trách toàn bộ việc điều tra ở Hải Đông. Khi Hạ Hải Vĩ mang người tới phòng làm việc của Diệp Phàm, vừa mới đi tới cửa, bên trong bỗng vang lên một tiếng súng đanh gọn. Đám Diệp Phàm khẩn trương vọt vào trong mới phát hiện một khẩu súng lục đen xì bê bết máu đang nằm bên cạnh Trương Minh Sâm, còn Trương Minh Sâm, vị đồng chí uy phong vài thập niên qua ở Hải Đông, một cây cổ thụ đã mọc rễ ở địa phương Hải Đông, giờ phút này, đang ngồi đó với khuôn ngực đẫm máu. Lão ta nhìn Diệp Phàm chân chân, chỉ kịp thốt lên ba tiếng mày thắng rồi. Sau đó đồng chí Trương Minh Sâm uất ức nhắm hai mắt lại. Trương Minh Sâm đã nhắm mắt xuôi tay, còn Tôn Đạo Phong đang họp thì bị mời đi. Y vẫn kêu gào muốn lên tỉnh ủy chống án. Nhưng Diệp Phàm chỉ lạnh lùng gọn lỏn. Bắt giam anh là do bí thư Phí của tỉnh ủy đích thân ra chỉ thị, anh muốn tố tụng kiện cáo gì thì lên trung ương nha. Đạo Phong vừa nghe, lập tức mềm nhũn như con chi chi. Y tự động đưa hai tay ra chịu trói, bóng Tôn Đạo Phong dần khuất xa sau lối đi nhỏ của Ủy ban Nhân dân thành phố, còn tất thảy cán bộ Ủy ban Nhân dân thành phố đứng xem đều cảm nhận được thế nào là mặt trời xuống núi. Suốt mấy ngày, Phạm Viễn nhân vật số 1 Hải Đông vẫn giữ thái độ trầm mặc, cũng không ra mặt. Không tuyên bố bất kỳ tin tức gì. Y cứ chìm trong lo âu về hình thức xử lý của tổ chức dành cho bản thân. Về phần Ủy ban Nhân dân thành phố và Công an thị xã Thanh Ngưu thì gần như bị người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh thanh lọc gần hết. Gần 2/10 các vị trí trong tổ chức ban bệ bị bỏ trống. Chủ khu mỏ cũng bị bắt đến gần 10 người,
phút chốc tin tức đã lan đi, khiến cho một số người vô cùng hoảng hốt. Ngày 15 tháng 6, quyết định xử lý của tỉnh ủy đã xuống đến nơi. Đoàn công tác tỉnh ủy do Phó Bí thư Tề Chấn Đào dẫn đầu đã tới Hải Đông, 9 giờ sáng cùng ngày, hội trường thành ủy Hải Đông không còn chỗ trống. Toàn bộ cán bộ cấp cục trở lên đều đã đến đông đủ, đây là thời khắc rất trọng đại, nhỡ mồm chứ có đồng chí nào chết cha cũng không được vắng mặt. Trên bục chủ tịch hội nghị, Tề Chấn Đào vẻ mặt uy nghiêm chính vị ngồi xem. Bên cạnh là các đồng chí thuộc Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Ủy viên Đảng ủy Công an tỉnh, các đồng chí cấp phó các phòng ban thuộc Ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng đã có mặt. Hạ Hải Vĩ cũng thay mặt cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh ngồi ghế chủ trì. Còn Diệp Phàm và Phạm Viễn, hai lãnh đạo đứng đầu của Hải Đông cũng chen chúc ngồi ở cuối hàng ghế chủ tịch. Các ủy viên thường vụ thành ủy Hải Đông cũng được xếp ngồi ở hàng ghế đầu. Tuy nhiên, đã thiếu mất hai đồng chí, chính là Tôn Đạo Phong và Trương Minh Sâm. Còn một anh phó chủ tịch cùng hội với hai người này là Đinh Nghĩa Minh giờ này đang hoang mang như chó của nhà có tang, nhấp nha nhấp nhổm ngồi ở hàng ghế thứ ba. Thằng nhãi này đầu cũng không dám ngẩng, mấy ngày qua, Đinh Nghĩa Minh bị dày vò trong lòng tuyệt đối không ít hơn so với Phạm Viễn là bao. Anh bạn tốt Tằng Tuấn Tài một ngày ít nhất cũng nghe được Đinh Nghĩa Minh thở dài đến mấy trăm bận. Thật ra đại án ở Hải Đông không liên quan nhiều đến Đinh Nghĩa Minh. Chỉ có điều, hai chỗ bấu víu vững chãi nhất của y là Trương Minh Sâm và Tôn Đạo Phong đều nhất loạt ngã xuống. Y là thành viên cốt cán của phe phái, tự nhiên, Diệp Phàm khôi phục chức vụ xong nhất định sẽ đem trảm trước tiên. E là dù không giáng chức, thì những ngày tháng yên ổn của y ở Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã chấm hết. Ngay cả bí thư như Phạm Viễn trong chuyện này cũng nhúng chàm không ít. Tạm thời, chắc cũng không dám ngẩng đầu. Hải Đông này sắp nghênh đón kỷ nguyên của đồng chí Diệp Phàm rồi. Nhìn Tề Chấn Đào kia nghiêm nghị như sắt đá, những người thuộc phe Phạm Viễn như Cao Hoa, Thái Quý Quyền đều có chút lo sợ bất an. Luôn có cảm giác mông mình không phải đặt lên ghế mà là đang ngồi trên một ngọn núi lửa không biết khi nào sẽ phun trào. Bọn họ, đều đang chờ tỉnh ủy xử lý. Đúng lúc này, có vị đồng chí chen chúc lên bục chủ tịch ghé sát tai Tề Chấn Đào nói vài câu. Tề Chấn Đào gật gật đầu, cười nói. Bí thư Hạ, phó chủ nhiệm Lý của văn phòng giám sát số 5 Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã tới rồi, chúng ta mau ra nghênh đón. Lý Long tuy chỉ là phó chủ nhiệm của văn phòng giám sát số 5 Ủy ban Kỷ luật Trung ương, một cán bộ cấp phó giám đốc sở. Hội nghị hôm nay tại Hải Đông, hàng ghế chủ tịch không có chỗ cho ông ta. Nhưng Lý Long lại thay mặt cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương xuống đây, tiếng tăm rất vang dội. Hơn nữa, thái độ của Lý Long chính là thái độ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, thật ra chính là thay mặt phía Trung ương cho ý kiến xử lý sự việc lần này ở Hải Đông. Hơn nữa, bị người có cấp bậc cỡ Lý Long trong Ủy ban Kỷ luật Trung ương xét xử đều là các quan to cấp tỉnh. Dù là cán bộ có cấp bậc như Tề Chấn Đào cũng khá là sợ những người mà có thể tước được chiếc mũ ô sa trên đầu mình. Cho nên, khi họ Lý đã đến, dù Tề Chấn Đào là phó bí thư tỉnh ủy cũng không dám chậm trễ, tự mình dẫn mọi người ngồi hàng ghế chủ tịch ra bên ngoài hội trường nghênh đón. Lý Long thượng đài đúng theo thế chúng tinh cùng nguyệt, an vị bên cạnh Tề Chấn Đào. Các đồng chí, chúng ta hoan nghênh chủ nhiệm Lý Long của Ủy ban Kỷ luật Trung ương xuống nói chuyện. Tề Chấn Đào lên tiếng giới thiệu, nói xong liền tranh phần vỗ tay trước. Lập tức, trong hội trường tiếng vỗ tay vang như sấm dậy. Xong tiết mục vỗ tay, Lý Long vẻ mặt nghiêm túc hướng xuống tất cả các đồng chí trong hội trường. Hễ đồng chí nào khuất tất, bị ánh nhìn của Lý Long đảo qua, đều không khỏi cúi đầu. Các đồng chí, phải nói ra chuyện này tôi thật sự rất đau lòng. Lý Long vẻ mặt nhăn nhó, lại hướng đến toàn thể hội trường mà rằng. Các lãnh đạo ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương sau khi biết chuyện này đã rất là phẫn nộ. Một phe cánh tổ chức do Trương Minh Sâm Tôn Đạo Phong hai người cầm đầu cùng một số đồng chí khác, bọn họ coi trời bằng vung đến độ nào đây? Nói đến đây, Lý Long bỗng vỗ bàn cái thịch rồi tiếp. Có thể nói thế này, các lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã tức giận thật rồi. Hải Đông này có còn là của đảng của dân nữa hay không? Còn nhìn thấy mặt trời nữa hay không? Có thể nói, Trương Minh Sâm một người tùy ý làm bậy làm bạ, trong lòng nhân dân Hải Đông, đặc biệt là những người bị hại đang rỉ máu. Thanh Ngưu đã thành ra thể thống gì rồi? Tôi thật sự không rõ với các thành viên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố như vậy, thành ủy Hải Đông đã chọn lựa nhân tài kiểu gì?
Một thành phố như vậy sao có thể mở mặt với bản dân thiên hạ, còn báo cáo lên tỉnh cái gì mà mô hình cải cách, một thành phố như thế mà cũng được coi là kiểu mẫu hay sao, vậy ở đâu mà không có thành phố kiểu mẫu chứ? Chương 1805, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Lời nói của Lý Long là trực tiếp động chạm đến đồng chí Phạm Viễn của Thành ủy Hải Đông, nên vừa nghe Lý Long nói vậy mấy trăm ánh mắt trong hội trường toàn bộ đều hướng về phía Phạm Viễn, nhân vật số 1 Hải Đông này. Tự nhiên, Phạm Viễn cũng thấy hơi xấu hổ, lão ta vội vàng cúi đầu, không dám nhìn xuống dưới hội trường. Lâm vào tình huống này, cho dù mặt dày thế nào cũng đố mà gượng đầu dậy nổi. Lý Long dừng một chút rồi tiếp. Lần này tôi đã tham dự toàn bộ quá trình điều tra. Không điều tra thì thôi, không biết chứ một khi đã điều tra, thưa các đồng chí, nhìn thấy mà ghê cả người. Các lãnh đạo trên Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã chỉ thị rõ, ai phải chịu trách nhiệm về cái gì thì nhất định phải chịu, quyết không nể nang gì hết. Tuy nhiên, nhắc đến đây cũng phải nói qua một chút về đồng chí Diệp Phàm của Hải Đông. Trong vụ việc lần này, đồng chí Diệp Phàm nắm giữ ấn soái. Với sự giúp sức của các đồng chí như Bí thư Hạ Hải Vĩ từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh cùng với đồng chí An Kỳ bên Cục Công an thành phố, đồng chí Triệu Thiết Hải thuộc Công an tỉnh, rốt cục đã điều tra ra chân tướng sự việc. Không những thế, đồng chí Diệp Phàm vốn đã lâm vào cảnh bị đình chỉ chức vụ, hứng chịu áp lực mà thông thường ai cũng khó mà gắng gượng nổi, nhưng anh ấy vẫn kiên trì công tác. Bí thư Phí Nhất Hoàn của Ủy ban Kỷ luật Trung ương có một câu rất đáng để suy ngẫm, đó là: nói đến đây, Lý Long lại cố ý tạm dừng trong giây lát, hình như là nói hơi lâu nên thấy khát, nhấp xong một ngụm trà rồi lại nhìn khắp các đồng chí trong hội trường một lượt, thấy ai nấy đều đang căng như dây đàn chờ lời của Bí thư Phí Nhất Hoàn, ông ta mới thỏa mãn mà rằng: Bí thư Phí nói đồng chí Diệp Phàm là một đồng chí tốt. Lập tức sau đó là một tràng vỗ tay vang như sấm dậy. Các đồng chí đang ngồi có đến 8 phần đều là hâm mộ đến đỏ cả mắt. Được một trong 9 ủy viên chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Phí Nhất Hoàn chỉ đích danh mà ca ngợi, đó là vinh dự cỡ nào chứ? Việc này chứng tỏ điều gì, chính là đã khẳng định rằng đồng chí Diệp Phàm đã chính thức Đông Sơn tái khởi, là lời khẳng định cho việc sẽ khôi phục tất cả chức vị. Làm gì có chuyện người từng được lãnh đạo nhà nước ca ngợi, mà tỉnh Nam Phúc vẫn cứ muốn đi cơ chứ? Nhưng, Bí thư Phí còn nói thêm một câu, là thế này: một số đồng chí cố ý bao che hoặc có thái độ bàng quan thì bắt buộc phải kỷ luật xử lý nghiêm. Câu chốt hạ này Lý Long vừa vang lên, một số cán bộ lập tức héo rũ như lá hẹ, trong đó bao gồm cả Phạm Viễn. Các đồng chí, bài học này thật là đáng khắc sâu, khiến người ta tỉnh ngộ. Tề Trấn Đào chua xót thở dài nối tiếp câu chuyện, sau đó lại nghiêm nét mặt mà rằng: thị xã Thanh Ngưu thuộc Hải Đông đã xảy ra vụ việc lần này, cũng là hồi chuông cảnh tỉnh rất rõ ràng cho mỗi cán bộ đảng viên đang ngồi ở đây. Xét theo nội tình sự việc lần này, tỉnh ủy quyết định kỷ luật nội bộ đồng chí Phạm Viễn với mức lỗi nặng, hủy bỏ mọi chức vụ mà đồng chí Phạm đang nắm giữ, bao gồm ủy viên Thành ủy Hải Đông, ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy. Khôi phục các chức vụ ủy viên Thành ủy Hải Đông, ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, quyền chủ tịch thành phố cho đồng chí Diệp Phàm và tạm thời giao quyền chủ trì công cán tại Thành ủy Hải Đông cho đồng chí ấy. Việc Phạm Viễn bị đi và đồng chí Diệp Phàm phất lên hình thành một bức tranh với hai màu đối lập, bởi vì tất cả chức vụ của đồng chí Diệp Phàm được khôi phục và tạm giao quyền chủ trì công tác Thành ủy được tuyên bố ngay sau. Vậy là toàn thể hội trường lập tức vỗ tay vang như sấm. Những tràng vỗ tay này với Phạm Viễn mà nói tự nhiên chính là nỗi sỉ nhục quá lớn khi bị người ta xử đẹp. Cuối cùng, Tề Trấn Đào từ hàng ghế chủ tịch, trước mặt mấy trăm cán bộ vươn bàn tay to bản vẫy Diệp Phàm đứng lên, bốn tay giao nhau nắm chặt như đôi trai gái. Tề Trấn Đào xúc động nói một câu vang dội: đồng chí Diệp Phàm, anh phải chịu thiệt thòi rồi. Rầm rầm rào rào, lại là một tràng vỗ tay rền vang như sóng dậy xuân thì. Đâu có thiệt thòi gì, vì đảng vì dân, tôi cảm thấy đáng lắm. Giọng Diệp Phàm vẫn nghe hơi run run. Có vẻ thằng nhãi này khi được người ta vỗ tay khen ngợi vẫn hơi dễ bị kích động đôi chút. Cảm giác, khóe mắt hắn hình như đã hơi ươn ướt. Ẻo lạ quá, ra trước ánh mặt trời thì phải rạng rỡ lên chứ. Diệp Phàm tự mắng thầm một câu trong bụng. Sau khi đại hội thưởng phạt đã xong xuôi đâu vào đó, lại ăn uống qua loa, Diệp Phàm dẫn theo các đồng chí trong bộ máy Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Đông ra tiễn chân đồng chí Lý Long của Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng như đoàn cán bộ tỉnh ủy. Tối hôm đó, Diệp Phàm lê cái thân mỏi mệt xuống xe.
móc chìa khóa mở cửa sau của Thanh Khê Cư mà vào. Hắn thấy mệt chết đi được, gật gà gật gù mắt chẳng thèm nhìn lối về phòng. Quái, không có mắt à, đụng phải người ta rồi. Một thanh âm dịu dàng quen thuộc vang lên. Diệp Phàm lặng người trong giây lát, ngẩng đầu trông qua mới phát hiện bóng ai đó mặc toàn áo lụa màu đỏ sẫm, là một cô nàng như Nguyệt Cung tiên tử Hạ Phàm đang đứng dưới ánh trăng. Trong đôi mắt đong tình kia có chút gì đó ăn năn, đôi phần quan thiết, nửa lạng đam mê lại pha lẫn chút vui mừng. Là Kiều đại tiểu thư, nơi khóe mắt cô đang ánh lên đôi giọt lệ vắn dài. Bà xã của anh, em tới rồi à? Diệp Phàm bỗng dưng mạnh bạo nổi hứng trêu đùa bèn hô to một tiếng rồi tiến lên bế Kiều Viên Viên lên cao như ẵm đứa bé 3 tuổi. Rất lâu sau hắn mới chịu thả xuống. Kiều Viên Viên, nhẹ nhàng nép vào ngực hắn, đưa ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt má hắn mà thỏ thẻ. Đồng chí Diệp Phàm, anh phải chịu thiệt thòi rồi. Em, tiếng kêu vừa phát ra nửa chừng thì nghẹn lại, Kiều đại tiểu thư không ngờ cũng đến tham gia hội nghị. Tề đại pháo nhà người ta đã tạo thanh thế cho hắn trước mặt quảng đại cán bộ Hải Đông. Lúc này, đã là đêm khuya, Kiều đại tiểu thư lại còn muốn tạo thêm cái thế gì cho hắn đây? Anh, những ngày qua em đã không hiểu được nỗi vất vả mà anh phải chịu rồi. Kiều Viên Viên dịu dàng vuốt ve hai má Diệp Phàm thủ thỉ. Không sao, có mất cái gì đâu, chẳng phải anh vẫn sống rất tốt đây sao? Diệp Phàm thoáng chốc đã coi việc hệ trọng mới đó như không. Còn phóng khoáng nhún vai rất tự nhiên nữa. Em quyết định sẽ thưởng cho anh. Kiều đại tiểu thư nói đến đây thì mặt đã ửng hồng. Đôi má đảo rộ lên hai bông hoa đương thì khoe sắc thắm. Cái này, Viên Viên, em có ý gì vậy? Tay lão luyện tình trường như Diệp Phàm tự nhiên là đang giả ngu, còn cố ý gãi gãi đầu hỏi vu vơ nữa chứ. Anh nói là ý gì thì chính là ý đó. Kiều Viên Viên e thẹn liếc nhìn người tình đang độ xuân phong đắc ý của cô nàng. Ha ha ha. Diệp Phàm cười vang mấy tiếng như quả vớ được mồi, nhanh như cắt tay hắn đã ôm thật nhanh Kiều Viên Viên vào lòng như thể hai thể xác đang muốn hòa vào làm một. Em à, đêm nay em sẽ là người đàn bà của Diệp Phàm này. Diệp Phàm ngoác miệng cười sảng khoái, ôm thân thể mềm mại kia nhanh chóng vọt lên lầu. Tối hôm đó đúng là ngày lành tháng tốt với Diệp Phàm. Trăng kia đã biết ý giúp vào mây, ngay cả cô nàng Chu Tùng cũng đã đi từ sớm. Bấy nhiêu đó tự nhiên đều là để thêm phần thuận tiện cho tay Diệp Phàm này làm nên chuyện xấu rồi chăng? Lên 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 lên, ai đó đã gấp gáp đến cuống cả chân. Cũng khó trách, một khi tâm nguyện được hoàn thành, là con người ai chẳng gấp gáp mà đại đăng khoa tiểu đăng khoa, bố đây tối đến lưỡng đăng khoa. Diệp Phàm phì pho vừa hát vừa chạy lên lầu. Kiều đại tiểu thư thì chỉ cười khúc khích như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn rúc vào lòng người tình, lồng ngực cô nàng nín thở không lên tiếng, chỉ có đôi mắt kia là vẫn long lanh động đậy, như để chứng minh rằng người con gái nằm gọn trong lòng Diệp Phàm không có ngủ. Đương nhiên là làm sao cô có thể ngủ nổi chứ? Toạc! Diệp Phàm thô lỗ động thủ dùng ngón tay không phải cởi mà là xé toang quần áo của Kiều Viên Viên. Diệp Phàm dù gì cũng có công lực cửu đẳng. Dù có là quần áo bằng tơ lụa bền chắc nhất thì với hắn cũng chả là gì. Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên chói tai, bộ váy liền quần sang trọng quý phái của Kiều Viên Viên phút chốc đã bị xé đi một mảng lớn, tiếp đó bàn tay to bản của Diệp Phàm hào phóng vung lên, thêm một miếng vải màu đỏ cờ nhẹ nhàng bay ra khỏi cuộc chơi. Kỳ quái là chính Kiều Viên Viên cũng không lên tiếng, cứ nằm lì trên giường mặc người ta làm sằng bậy gì thì tùy. Lại xoạt thêm một tiếng chói tai nữa. Mảnh vải tàn tích cuối cùng trên chiếc váy nặc ngoài của Kiều đại tiểu cũng bị Diệp Phàm tiễn đi nốt. Khi nhìn thấy vật tư trang thiết bị bên trong thì Diệp Phàm lập tức ngây người, nửa si nửa dại. Bởi vì, Kiều đại tiểu thư khoác bên trong không ngờ chỉ là một mảnh yếm màu đỏ thẫm theo hình đôi uyên ương. Cũng không hẳn giống như là cái yếm, dường như chỉ là một mảnh vải đỏ thẫm theo uyên ương hờ hững che đôi nhũ hoa chỉ trực trồi lên. Lớp vải bị đôi nhũ hoa đẩy căng hẳn lên. Phập phồng theo nhịp thở dồn dập lúc nhanh lúc chậm của đại tiểu thư, ai mà có diễm phúc chiêm ngưỡng cảnh này thì chỉ có nước hộc máu mũi. Sư phụ nói, đàn ông thích cái này nên em đã xin sư phụ học thêu nó. Kiều Viên Viên hấp háy mắt nhẹ giọng tỉ tê. Anh thích. Diệp Phàm bỗng ngửa mặt lên trời cao kêu to một tiếng, đương nhiên là hắn vô cùng khoái chí. Hai mắt hắn đã hơi đỏ, cúi đầu hùng hục như trâu, dã tính nguyên thủy được dịp bạo phát. Hắn bỗng đổi sang dùng miệng, cúi đầu hung hăng cắn giật mạnh miếng vải đỏ phủ trên đầu hai đỉnh núi.
Xoẹt xoẹt. Một chú uyên ương bị Diệp Phàm ngậm gọn vào miệng, vừa lôi vừa xé bằng răng. Cuối cùng mảnh vải đỏ ngoan cố nhất cũng bay cái phù từ miệng của Diệp Phàm mà ra. Diệp Phàm mới có dịp chiêm ngưỡng thế nào là cuồng phong bạo vũ ở bên trong. Từ trên xuống dưới, cuối cùng tất cả đều được Diệp Phàm dùng miệng giải quyết gọn ghẽ, bấy giờ mới lộ ra cặp tuyết lê cao thấp phập phồng của Kiều Viên Viên, tuyệt vời đến độ có thể khiến các đấng mày râu thèm thuồng nhỏ dãi. Hai ngọn núi son cao chót vót kết hợp với khoảnh hồ thăm thẳm hút sâu, bên ngoài cây cỏ tùm thấp thoáng, nước chảy róc rách khỏi phải tả nhiều, nhưng dưới sự kích thích bằng miệng của Diệp Phàm, phía dưới. Kiều Viên Viên mặt đỏ hơn hoa đào bóng nước, sắc đỏ ngập tràn da thịt, lan ra đến tận cổ. Sắc da vốn trắng trẻo khỏe mạnh, giờ phút này cũng xuất hiện những đốm nhỏ màu hồng như hạt cát. Hơn nữa, theo từng động tác kỹ thuật điêu luyện của Diệp Phàm, tấm thân Kiều Viên Viên run lên bẩn bật, thi thoảng, còn thè lưỡi ra hưng phấn như loài rắn, nàng ta như lạc vào thế giới mộng ảo, thì thào, không biết là đang nói cái gì, ngay cả đôi mắt chim ưng tinh tường của Diệp Phàm cũng không rõ lắm. Khi màn dạo đầu sắp đến hồi kết thúc, Diệp Phàm dịu dàng ghé sát bên tai Kiều Đại Tiểu Thư, nhẹ nhàng hổn hển. Em à, kể từ giây phút này, em chính thức trở thành người phụ nữ của anh rồi. Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Kiều Viên Viên đã thật sự nổi hứng, khều khều chân. Dường như là ám chỉ cho ai đó là có thể vào được rồi. Diệp Phàm vác cây súng trường nhẹ nhàng thử thăm dò, tách ra bao cây cỏ thơm tho, mò mẫm theo cung đường sâu thẳm gian nan khúc khuỷu mà tiến tới, tuy hơi ướt át nhưng thật sự là rất chật hẹp. Những giọt máu đỏ sẫm trinh nguyên lặng lẽ nhỏ xuống tấm ga giường trắng toát, như những đóa hoa mai diễm lệ đang nói lên cái gì. Tuyên bố cái gì đó tuy là lần đầu tiên nhưng người đàn ông của nàng rất thành thục nên cũng khiến cho nàng Kiều của chúng ta được hưởng thụ chút sóng tình rào rạt buổi xuân thì. Anh, kể từ đêm nay trở đi, Viên Viên mới là người đàn bà đúng nghĩa của anh, và cũng chỉ thuộc về duy nhất có anh trên thế gian này. Sóng xuân trên mặt Kiều Viên Viên vẫn chưa lui hết, nàng chớp chớp đôi mi Kiều diễm say tình. Chương 1806, Chủ tịch Đường gửi đến một bức thư. Như vậy sao được? Ban đầu văn phòng làm việc đó hơi nhỏ. Hơn nữa lúc đó thành ủy nghĩ đến việc phòng làm việc của anh bên này rất ít sử dụng. Cho nên chú trọng việc sửa sang phòng làm việc bên ủy ban nhân dân thành phố. Văn phòng bên này đều rất đơn sơ. Cao Hoa vội nói, thực ra Cao Hoa cũng rất xấu hổ, Phạm Viễn rời khỏi với bộ mặt ảm đạm, cũng khiến cho Cao Hoa mất đi một người tâm phúc. Trước kia, Cao Hoa luôn đi theo Phạm Viễn, làm trái lại với Diệp Phàm. Cả đêm hôm qua y không chợp mắt, luôn suy nghĩ làm thế nào mới làm tốt được quan hệ với Diệp Phàm, làm thế nào để Diệp Phàm thay đổi được những ấn tượng xấu về y trước kia. Cao Hoa chẳng mong gì to tát, chỉ mong có thể giữ được cái ghế trưởng ban thư ký thành ủy hiện tại của mình là đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Không sao, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Phàm khoát tay, đi nhanh vào văn phòng của mình trong thành ủy. Thực ra, phòng làm việc của hắn ở đây cũng không đơn sơ chút nào. Còn vì sao Cao Hoa nói như vậy, đơn giản chỉ là một vấn đề đại diện của quyền lực mà thôi. Văn phòng của Phạm Viễn mới là đại diện quyền lực lớn nhất của thành ủy Hải Đông. Hiện tại Diệp Phàm thay thế vị trí này, đương nhiên là nhân vật số một của Hải Đông rồi. Cao Hoa nói như vậy, đơn giản là âm thầm nịnh bợ Diệp Phàm mà thôi. Vừa ngồi xuống, thư ký Lý Mộc liền đưa lên bản quy hoạch tu sửa khe suối Vượng Phu. Cấp trên có hàng loạt thay đổi về nhân sự. Bí thư Diệp. Sau khi anh đi, danh sách lãnh đạo của tổ khe suối Vượng Phu cũng thay đổi. Cái này, anh xem nên xử lý thế nào. Còn nữa, chuyện chủ tịch huyện Đào Mộc Vương Long Đông tạm thời bị cách chức, bí thư Lưu có đề xuất một ý kiến, cô ấy chờ anh trả lời. Lý Mộc vẻ mặt cung kính, nói. Như vậy đi, vấn đề danh sách tổ lãnh đạo khe suối Vượng Phu thay đổi theo danh sách lần trước. Về phần đồng chí Vương Long Đông, lập tức khôi phục chức vụ cho anh ta. Anh đi làm một thư bổ nhiệm và miễn nhiệm cho tôi, giao cho trưởng ban thư ký Cao Hoa đem đến trước mặt các ủy viên thường vụ, xin ý kiến của bọn họ một chút, sau đó cầm về là được. Diệp Phàm thản nhiên nói, hy vọng vào thời điểm mấu chốt sẽ không có ủy viên thường vụ nào chống đối lại với mình. Quả nhiên, Cao Hoa nhận được thư bổ nhiệm Lý Mộc chẳng nói lời nào, tự mình ký tên đồng ý trước tiên. Sau đó, Cao Hoa còn tự mình cầm thư đến trước mặt các ủy viên thường vụ. Kết quả là tất cả đều ký tên. Tuy nhiên, trưởng ban tuyên giáo Tô Thơm và phó bí thư phân quản ủy viên kỷ luật Trương Nhất Đống chẳng thèm nhìn lấy một cái,
nhưng cũng chẳng phản đối, thực ra ý tứ chính là bỏ phiếu trắng. Cuối cùng mới là Diệp Phàm ký. Cái này đương nhiên là trong vòng dự liệu của Diệp Phàm. Trước khi đối thủ mới xuất hiện thì phải xây dựng quyền uy nhân vật số 1 của mình. Khoảng 4 giờ chiều, thấy sắp đến lúc tan tầm rồi. Diệp Phàm tâm trạng cũng tương đối thoải mái, muốn về nhà để chờ Kiều Viên Viên của mình. Nghĩ đến đây phía dưới bỗng nóng bừng, Kiều đại tiểu thư luôn gây cảm giác như vậy cho mình. Bởi vì Kiều Viên Viên từng luyện qua võ công, cơ thể chắc chắn, có lẽ chuyện kia rất tuyệt vời. Diệp Phàm thậm chí tưởng tượng thấy phía dưới của Kiều đại tiểu thư sau khi bị thương khỏi thì chuẩn bị phải nếm động tác với độ khó cao nữa rồi. Thuật yoga Kiều Viên Viên luyện rất tốt, có thể đứng, uốn giống như không có xương vậy, cơ thể như vậy để cho mình hưởng thụ, thì thử làm một số tư thế với độ khó cao xem sao. Mấy em Nhật Bản lúc này cũng chẳng thể khiến Diệp Phàm động lòng được, bởi vì bọn họ không có sự rắn chắc và quyến rũ như Kiều Viên Viên. Đang thu xếp tài liệu, Lý Mộc nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Bí thư, có khách đến. Khách, ở đâu đến vậy? Diệp Phàm hỏi. Anh ta không lộ thân phận, tuy nhiên nghe anh ta nói là đến từ Bắc Kinh, nhất định đòi gặp anh. Lý Mộc nói. Từ Bắc Kinh đến, lạ nhỉ, còn chơi trò thần bí nữa. Diệp Phàm lẩm bẩm một câu, sau đó như tỉnh ra, liền nói. Mau, mau cho mời anh ta vào. Diệp Phàm bước nhanh ra khỏi văn phòng, ở cửa phòng khách gặp hai đồng chí. Người đi trước tuổi trung niên, vóc dáng cao, mặc kiểu áo tôn trung sơn, trông vô cùng đứng đắn. Lúc này cười thân thiết. Người đi sau là một thanh niên, ăn mặc trông cũng rất đứng đắn, tuy nhiên sắc mặt vẫn không thay đổi. Xin chào bí thư Diệp, tôi là Chu Sâm. Người trung niên giơ tay ra trước, vẻ mặt rất nhiệt tình. Xin chào anh. Vì không biết Chu Sâm có chức vụ gì hay đang đàm gì, Diệp Phàm dùng từ anh để thay thế. Bí thư Diệp, ông ấy là Chu Sâm, chủ nhiệm văn phòng chủ tịch đường. Người thanh niên tiếp lời, nói. Xin chào chủ nhiệm Chu. Diệp Phàm vừa nghe thấy vậy liền giật mình, bắt tay càng chặt hơn. Không thể ngờ được, phó chủ nhiệm văn phòng của chủ tịch đường lại tìm đến mình. Dưới đôi mắt chim ưng và thuật xem tướng. Diệp Phàm phỏng đoán Chu Sâm tâm trạng rất tốt, hẳn là có chuyện tốt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một phỏng đoán mông lung của mình mà thôi. Thực ra ở văn phòng của chủ tịch thì chỉ là chi nhánh của văn phòng trung ương mà thôi. Nhưng bởi vì văn phòng này chuyên phục vụ cho chủ tịch nên địa vị không thua kém văn phòng trung ương. Cái này ngày xưa được gọi là gần quan được ban lộc. Văn phòng chủ tịch có phòng thư ký, phòng tổng hợp, phòng cảnh vệ, nhân viên biên chế khoảng 20-30 người. Cái này, chủ yếu còn phụ thuộc vào lãnh đạo, mà lãnh đạo ở đây là thư ký chính trị cao cấp, thư ký cơ yếu, tham mưu cảnh vệ. Những người này, nói trắng ra là những người phụ tá của thời cổ đại. Mà chủ tịch hiện tại là Đường Hạo Đông, cho nên văn phòng chủ tịch cũng vì thế mà được gọi là văn phòng đồng chí Đường Hạo Đông. Thuộc cấp, phó bộ, trực thuộc văn phòng trung ương, thông thường chủ nhiệm văn phòng chủ tịch thường kiêm chức phó chánh văn phòng trung ương. Hai bên ngồi xuống nói chuyện. Bí thư Diệp, lần này tôi xuống đây, chủ yếu là để chuyển một bức thư, là chủ tịch Đường tự tay viết. Chu Sâm nói, người thanh niên ngồi bên cạnh liền rút từ trong túi ra một bức thư, cầm hai tay đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận bức thư, trong lòng tự nhiên cảm thấy hồi hộp. Cười nói, không ngờ chủ tịch Đường trăm công ngàn việc còn nhớ tới một nhân vật nhỏ bé như Diệp Phàm tôi. Cảm ơn chủ tịch đã nhớ đến. Bí thư Diệp. Cậu nói như vậy Chu Sâm tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Hồi bằng tuổi cậu bây giờ, tôi chỉ là một cán bộ cấp cục phó. Lúc đó tôi là phó chủ tịch của Hồng Huyện, Hải Đông. Mà bí thư Diệp hiện tại đã là bí thư, quyền chủ tịch thành phố Hải Đông rồi. Chu Sâm cười ha hả nói. Ha ha, chỉ may mắn thôi. Diệp Phàm cười, nhìn Chu Sâm một cái, nói tiếp. Tuy nhiên, phó chủ nhiệm Chu nhậm chức ở văn phòng chủ tịch đường, tiền đồ vô lượng. Cái đó thì đương nhiên rồi, tương lai chủ nhiệm Chu có thể sẽ xuống địa phương nhậm chức. Người thanh niên ngồi bên cạnh có vẻ đắc ý cười nói. Ồ, vậy tôi chúc mừng chủ nhiệm Chu thăng chức trước nhé. Diệp Phàm nói. Ôi dào, chuyện này đã đâu vào đâu đâu. Tuy nhiên, tôi cũng muốn hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo, đi đến vùng biên cương công tác. Tuy nhiên, địa điểm khó tìm quá, nói thực, có những nơi tôi đi không thích hợp. Chủ nhiệm Chu cười nhạt nói,
Xem ra, chắc phó chủ nhiệm Chu đã có mục tiêu rồi. Diệp Phàm cười nói, bụng nghĩ liệu có phải người này đã nhắm trúng vị trí của Phạm Viễn rồi không? Mục tiêu, khó tìm quá. Chu Sâm thở dài, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Thực ra, lúc xuống chủ nhiệm Trương Vệ Thanh có nói với tôi rằng, tỉnh Nam Phúc là nơi tốt, đi rèn luyện vài ba năm sẽ có lợi cho sự phát triển sau này. Tỉnh Nam Phúc đúng là một nơi tốt, tôi thật sự hy vọng chủ nhiệm Chu có thể đến đây công tác. Hay là, ông suy nghĩ xem, Hải Đông cũng là một nơi rất tốt. Diệp Phàm tung ra một quả bóng để thăm dò. Bí thư Diệp nói gì vậy, Hải Đông là địa phương của cậu. Chu Sâm tôi đến để học hỏi còn được, chứ đâu dám tranh giành vị trí với bí thư Diệp. Chu Sâm đột nhiên nghiêm túc nói. Đừng nói như vậy mà, Hải Đông này, trước mắt tôi chỉ là quyền chủ tịch thành phố mà thôi, kiêm chức thế này cũng mệt lắm, hơn nữa Hải Đông trải qua đại kiếp nạn, lần này, nhiều chuyện phức tạp lắm. Buổi sáng ngồi ở văn phòng này, cảm giác giống như có lửa đốt trong lòng vậy, thực sự không thoải mái tẹo nào. Chủ nhiệm Chu ở văn phòng chủ tịch công tác, có quan hệ rộng, nếu có thể đến Hải Đông công tác, chắc chắn Hải Đông sẽ có tương lai tốt. Cho nên tôi rất hy vọng được nằm trong cùng một guồng máy với chủ nhiệm Chu, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng Hải Đông. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, biết thừa đồng chí này lần này đến đây chính là để thử thái độ của mình. Có lẽ ông ta đúng là đã nhắm vào vị trí của Phạm Viễn. Đương nhiên, đối với vị trí của Phạm Viễn, Diệp Phàm cũng không muốn chiếm lâu, hơn nữa trên tỉnh cũng không thể để một thanh niên trẻ như mình làm bí thư, chủ tịch thành phố được. Nhiều nhất cũng chỉ được ngồi 2-3 tháng thôi. So với việc sau này sẽ mọc ra một đối thủ thì chi bằng giật dây cho Chu Sâm đến. Chu Sâm có thể chuyển được Trương Vệ Thanh đến, xem ra quan hệ của ông ta với Trương Vệ Thanh rất tốt. Chương 1807, Đường Hạo Thông tôi có chút tán thưởng đồng chí. Có lẽ, là Trương Vệ Thanh bảo ông ta đến để thử mình. Hơn nữa, từ việc Chủ tịch Đường viết thư cho mình, Chu Sâm cũng biết được phân lượng của mình trong lòng Chủ tịch Đường, cho nên có lẽ ông ta cũng muốn nhân cơ hội này để tiếp xúc với mình. Huống hồ, đối với một thanh niên có tiền đồ vô lượng như mình, nếu Chu Sâm không thử thăm dò một chút thì cũng không dám tùy tiện đến cướp ghế. Bởi như vậy chắc chắn mọi người sẽ không phục. Nếu mình tỏ thái độ ủng hộ ông ta đến Hải Đông, qua 1-2 tháng là có quyết định xuống, đến lúc đó cùng chung một guồng máy, nếu Chu Sâm có thể ủng hộ công việc của mình thì đó cũng là một lựa chọn không tồi. Bí thư Diệp không ngại chứ? Lúc này người thanh niên đi theo Chu Sâm liền nói một câu. Diệp Phàm phát hiện, ánh mắt của Chu Sâm hung hăng liếc người thanh niên một cái. Phỏng chừng là đang trách cậu ta nhiều chuyện. Việc này có thể nói thẳng toẹt như vậy sao? Chỉ có thể thăm dò nhau mà thôi. Diệp Phàm trong lòng cũng biết thừa điều này, hắn liền cười nói. Đương nhiên là không ngại rồi. Chủ nhiệm Chu, ông cũng biết tình hình của tôi. Năm nay tôi mới 27 tuổi. Về tuổi tác và kinh nghiệm lý lịch, có thể đảm nhiệm chức quyền chủ tịch thành phố này, tôi đã cảm thấy có chút lực bất tòng tâm rồi. Cái chức quyền bí thư này lại đổ lên đầu tôi thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Sức khỏe là vàng mà, không có sức khỏe thì chẳng thể làm được gì cả. Bí thư Diệp nói đùa rồi, về mặt tuổi tác thì tôi hơn cậu thật, nhưng về kinh nghiệm công tác thì tôi còn kém cậu nhiều. Hải Đông trong thời gian mấy tháng bí thư Diệp đảm nhiệm quyền chủ tịch thành phố, đã có nhiều thay đổi lớn. Như việc tu sửa khe suối Vượng Phu, từ hồi tôi công tác ở Hồng huyện cũng đã phát hiện ra vấn đề này rồi. Chỉ có điều, khó khăn chồng chất. Nói như bây giờ thì là chẳng ai dám đi thử con cua càng này. Những điều này, tuy Chu Sâm tôi rất ít đến Hải Đông, nhưng thường xuyên nghe người nhà nói như vậy. Chu Sâm không ngờ lại nâng Diệp Phàm lên. Ha ha, chủ nhiệm Chu quá khiêm nhường rồi. Năm đó chỉ là điều kiện chưa chín muồi thôi. Quan niệm công tác của tôi là, những chuyện có thể vì dân, thì cho dù là chuyện lớn hay chuyện bé, thì đều nên làm. Hơn nữa, bất luận chuyện này có khó khăn thế nào. Có điều kiện thì phải lên, không có điều kiện thì phải tự tạo điều kiện mà lên. Tôi nghĩ, tạo phúc cho nhân dân một địa phương, không ngoài mất điểm đó là. Thứ nhất phải phát triển kinh tế, nhân dân trước tiên phải đảm bảo được cuộc sống vật chất mới có thể hạnh phúc được. Đến cơm còn không đủ no thì nói gì đến hạnh phúc nữa. Thứ hai, đồng thời với việc phát triển kinh tế là phải chú trọng bảo vệ môi trường. Lần này, chuyện ở Thanh Ngưu xảy ra chứng tỏ rằng Hải Đông vẫn còn rất yếu kém trong việc bảo vệ môi trường, từ đó mà dẫn đến hàng loạt những vấn đề khác.
Diệp Phàm nhân cơ hội cũng nói thẳng ra quan điểm công tác của mình. Đương nhiên, cũng là thăm dò ý tứ của Chu Sâm, nếu Chu Sâm ủng hộ quan điểm của mình, thì chẳng có lý do gì để Diệp Phàm không ủng hộ ông ta đến Hải Đông cả. Tôi cũng thấy như vậy, trước kia khi còn ở Hồng Huyện, ngành khai thác mỏ ở Hải Đông rất phát triển, kinh tế của Hải Đông đều dựa cả vào ngành này. Chính điều này đã tác động vào tâm lý của cán bộ Hải Đông, là dựa dẫm vào ngành mỏ, không có chí tiến thủ, không tích cực thu hút đầu tư, phát triển những ngành khác. Kết quả là, ngành khai thác mỏ phát triển, nhưng môi trường cũng bị phá hủy. Hiện giờ muốn quay lại như xưa cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, bất luận là khó khăn như thế nào, cùng với việc nhà nước càng ngày càng chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường, tôi nghĩ làm thế nào để hài hòa giữa việc phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường cũng là một vấn đề đáng để chúng ta chú ý. Tuy nhiên, bất luận là khó khăn như thế nào, chúng ta cũng không được hy sinh hạnh phúc của thế hệ con cháu mình. Đây chính là vấn đề hiệu quả lợi ích kinh tế lâu dài và trước mắt. Thực ra, cũng chính là vấn đề giữa việc nhìn xa trông rộng và tầm nhìn thiển cận mà thôi. Chu Sâm cũng đồng ý với quan điểm của Diệp Phàm. Tuy nhiên, dù Chu Sâm nói như vậy có thật hay không, nhưng hiện tại Chu Sâm cũng âm thầm biểu lộ thái độ của mình. Ông ta sẽ tôn trọng lựa chọn và tác phong công tác của Diệp Phàm. Nếu Chu Sâm đến, ít nhất là còn tốt hơn nhiều so với xa lạ từ đâu mò tới. Diệp Phàm đã có chút động lòng rồi. Thấy bước đầu tiên đã hoàn thành mục tiêu, hai bên thăm dò nhau cũng đã đủ. Diệp Phàm cười nói. Đến giờ ăn cơm rồi, chủ nhiệm Chu, mời ông cùng dùng bữa cơm rau dưa với thành ủy chúng tôi. Vậy hôm nay chúng tôi làm phiền một bữa vậy. Chu Sâm cười nói. Trong bữa ăn tất cả đều không nói chuyện công việc, mà đơn thuần chỉ là nói chuyện vui vẻ. Chu Sâm đi ngay trong đêm. Diệp Phàm cũng hiểu, rằng ông ta đi, hoạt động, rồi. Tuy nói ông ta là phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch Đường Hạo Thông, nhưng muốn xuống một thành phố đảm nhận chức bí thư thì có rất nhiều chỗ phải chào hỏi, ví dụ như mấy lãnh đạo của tỉnh ủy Nam Phúc chẳng hạn. Dù sao, một bí thư thành ủy của một thành phố lớn, thì các nơi đều phải chú ý. Diệp Phàm có chút xúc động, cầm bức thư mà chủ tịch Đường đích thân viết gửi cho mình, hắn thực sự muốn chạy về thật nhanh để đọc thư. Kiều Viên Viên vừa nhìn thấy Diệp Phàm, dịu dàng đến giúp hắn cởi áo khoác. Mệt cả một ngày rồi, anh đi tắm rửa chút đi, nước em đã chuẩn bị sẵn rồi. Vậy em vào kỳ lưng cho anh nhé. Diệp Phàm cười nói, rồi đưa tay véo nhẹ vào cằm cô. Đáng ghét, lại véo cằm em rồi. Kiều Viên Viên hừ một tiếng, tuy nhiên cô cũng chẳng gạt tay Diệp Phàm ra. Xem ra, phụ nữ miệng thì nói vậy chứ không phải trong lòng không muốn. Phụ nữ nói đáng ghét, thì phải đặt thêm dấu ngoặc kép vào, nói không thích tức là thích. Bước vào nhà tắm, Diệp Phàm quàng tay ôm lấy Kiều đại tiểu thư. Chẳng dịu dàng tí nào cả. Kiều Viên Viên liếc mắt kẻ nào đó một cái, nói. Con gái không phải đều thích thô thiển một chút sao? Diệp Phàm giả bộ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Kiều Viên Viên. Nói mau, anh đã từng thô thiển với bao nhiêu phụ nữ rồi? Kiều Viên Viên nổi tính, la sát lên, Diệp Phàm trong lòng hổ thẹn, cười nói. Người hiền lành như anh đâu dám như vậy với bao nhiêu phụ nữ xê chứ, ngoài em ra còn có ai nữa đâu. Bụng nghĩ, đánh chết cũng sẽ không khai ra đã từng với bao nhiêu phụ nữ. Hừ, coi như anh biết nói chuyện. Kiều Viên Viên sờ lên ngực Diệp Phàm, nói. Thực ra, Diệp Phàm biết, Kiều Viên Viên rất biết điều, không truy đến cùng. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng thừa biết, những lời của mình làm sao có thể gạt được người thông minh như Kiều đại tiểu thư chứ. Một, bùm, vang lên. Hai người cùng bước vào bồn tắm. Dưới kinh lực sung mãn và bàn tay có chút nóng của Diệp Phàm. Không lâu sau, Kiều Viên Viên hai má đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Hai ngọn núi cao ngất kia dường như lại càng muốn trêu người người ta hơn. Bế Kiều Viên Viên đặt lên trên giường, bàn tay lão luyện của Diệp Phàm di chuyển xuống dưới, cảm giác nóng ran, nước ở phía khe suối lại rỉ róc rách. Anh còn ngơ ngác như vậy làm gì? Kiều đại tiểu thư có chút ngượng ngùng, thấy ánh mắt đáng khinh của hắn vẫn dừng lại ở hạ thân của mình, cô cảm thấy rất ngượng. Ha ha, Viên Viên, em đẹp lắm, anh ngắm mãi không biết chán. Diệp Phàm vẻ mặt mờ ám cười nói. Kiều Viên Viên nghe vậy, miệng tuy cứng đơ, nhưng trong lòng cảm thấy thực sự mãn nguyện. Phụ nữ được người đàn ông mình khen như vậy, chẳng có hạnh phúc nào bằng. Diệp Phàm tựa vào đầu giường, với tay lấy bức thư đặt bên cạnh,
đắc ý giơ giơ cho Viên Viên xem. Anh hôm nay lạ thật, một bức thư thì có gì mà khoe chứ? Hay là thư của người tình viết? Kiều Viên Viên tức giận hừ nói. Ngốc ạ, tình nhân nào mà dám khoe trước mặt em, như thế khác nào muốn chết. Đưa cho em xem. Kiều Viên Viên đưa tay ra đòi. Không được đọc, để anh đọc trước đã. Diệp Phàm rụt tay lại, lắc lắc đầu. Cũng đúng thôi, nếu như bên trong là chuyện cơ mật thì ngay cả Kiều Viên Viên cũng không thể xem. Diệp Phàm bình tĩnh một hồi rồi mới cẩn thận mở bức thư ra, trong lòng hắn thực sự xúc động, không biết Chủ tịch Đường viết gì trong thư. Đầu tiên, dòng thứ nhất, giống như tiêu đề, đập vào mắt chính là mấy chữ to, làm đẹp lắm. Nét chữ vô cùng mềm mại mà lại đầy sức sống. Diệp Phàm càng hồi hộp hơn. Anh sao thế? Kiều Viên Viên xoa xoa ngực Diệp Phàm, hỏi. Bởi vì phản ứng của Diệp Phàm có chút khác thường. Giống như bị co rút vậy. Không sao, anh quá xúc động thôi. Diệp Phàm vừa nói, vừa nhìn Kiều Viên Viên. Trời ạ, thế mà cũng xúc động đến toàn thân co rút. Kiều Viên Viên liền đập một cái vào ngực hắn, đương nhiên là rất nhẹ, coi như trừng phạt một chút vậy. Diệp Phàm liếc mắt xuống đọc tiếp, hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi. Lãnh đạo luôn luôn như vậy, có khi lại khen trước chê sau cũng nên. Phỏng chừng, Chủ tịch Đường cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, đầu hàng tiếp theo là chữ nhưng. Nhưng, đồng chí Diệp Phàm, phải chú ý, không lúc nào được lơ là cảnh giác. Vấn đề môi trường ở Hải Đông vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đương nhiên, tôi cũng biết vấn đề môi trường không phải là chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết được, mà phải mất vài năm, thậm chí là vài chục năm nỗ lực không ngừng mới có thể làm được. Tuy nhiên, đồng chí phải lập tức hành động, đưa ra phương án, dùng mọi biện pháp để cứu lấy môi trường, tạo phúc cho nhân dân. Những thắc mắc trong lòng đồng chí là tại sao lần trước trong Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Hải Đông không thảo luận vấn đề chuyển từ quyền chủ tịch sang chủ tịch chính thức cho đồng chí, điều này hình như không phù hợp với trình tự tổ chức có đúng không? Thực ra, chuyện bổ nhiệm của đồng chí cũng rất là gấp gáp. Tôi nói với đồng chí một câu thế này, Đại hội đại biểu nhân dân Hải Đông vào tháng 4 sang năm có được chuyển chính thức hay không, quan trọng nhất là để xem vấn đề môi trường đồng chí xử lý thế nào. Nếu như làm tốt thì đồng chí sẽ là chủ tịch chính thức của thành phố Hải Đông. Cuối cùng tôi muốn nói với đồng chí, Đường Hạo Thông tôi có chút tán thưởng đồng chí. Chương 1808, chỉnh đốn bộ máy Thanh Ngưu. 2. Mới chỉ có một chút tán thưởng thôi, muốn được chủ tịch Đường khen ngợi thì còn một đoạn đường dài nữa. Diệp Phàm không khỏi thở dài, vừa có chút tiếc nuối, trong lòng thực sự vẫn có chút hưng phấn. Có chút khen ngợi là ý gì? Chính là nhắc nhở mình đã nằm trong tầm ngắm của Chủ tịch Đường rồi. Lúc này, trước bức thư mà Chủ tịch Đường tự tay viết, đó là một cảm giác dường như mình đã dần dần trở thành thân tín của Chủ tịch Đường. Anh lẩm bẩm cái gì một mình vậy? Kiều Viên Viên cảm thấy hiếu kỳ đối với bức thư này, tuy nhiên, Diệp Phàm chưa tỏ thái độ gì, nên cô tuyệt đối không động tay vào. Em xem đi. Diệp Phàm thuận tay đưa bức thư cho Kiều Viên Viên. Bức thư này tuy nói là bí mật, nhưng vẫn nên chia sẻ sự sung sướng này cho bà xã của mình, hắn tin Kiều Viên Viên sẽ không đem chuyện này nói linh tinh ra ngoài. Nếu là liên quan đến vấn đề cơ mật thì em không xem đâu. Kiều Viên Viên cũng chưa đưa tay ra nhận, cô lắc đầu nói. Kể cả là cơ mật em cũng có thể xem, tuy nhiên, không được nói cho người thứ ba là được. Hơn nữa, em là người thế nào đối với anh chứ? Diệp Phàm vẻ mặt thận trọng nói. Kiều Viên Viên lần này không do dự nữa, liền nhận lấy bức thư. Sau khi xem xong, Diệp Phàm phát hiện trên trán cô có lấm chút mồ hôi. Xem em vui kìa, thế mà cũng toát mồ hôi. Diệp Phàm nói đùa, thuận tay giúp cô lau mồ hôi trên trán. Kiều Viên Viên không nhúc nhích, cô ghé sát vào Diệp Phàm. Diệp Phàm phát hiện, trong khóe mắt cô đã rớm lệ. Em làm sao thế, sao lại khóc nữa? Diệp Phàm thực sự có chút không hiểu. Anh có biết không, ở nhà có rất nhiều người đang nói em. Kiều Viên Viên hai mắt đỏ lên, nước mắt đã lăn dài trên đôi má. Nói em. Diệp Phàm giật mình nhìn Kiều Viên Viên, nói. Có phải nói Diệp Phàm anh cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga không? Kiều Viên Viên thở dài, không nói gì cũng coi như đó là câu trả lời rồi. Hừ. Diệp Phàm sắc mặt trầm xuống, đột nhiên bật người lên. Nhảy qua lan can từ hành lang xuống bãi cỏ trước nhà.
sau đó thi triển quyền cước, một lúc sau truyền đến những âm thanh hỗn độn. Đó là Diệp Phàm đang xả nỗi giận trong lòng. Diệp Phàm trong phút chốc đã hiểu ra, đại gia tộc chính là như vậy, luôn coi trọng môn đăng hộ đối. Một thằng đi lên từ một huyện xó xỉnh như mình, căn bản là chẳng thể lọt vào tầm mắt của người trong những đại gia tộc ở Bắc Kinh. Mặc dù bản thân mình hiện tại cũng có chút thành tích, nhưng đối với đám người khi sinh ra đã có cảm giác hơn người kia thì mình cũng chẳng là gì cả. Bởi vì, cha chú của họ chỉ cần buông một câu thì có thể làm cho tất cả những cố gắng của mình trong bao nhiêu năm đổ xuống sông xuống biển. Giống như Lão Từ chẳng hạn, chỉ cần một câu của ông ta là lấy được chiếc mũ ô sa trên đầu mình. Còn một câu của Phí Mãn Thiên cũng có thể khiến cho một cán bộ cấp giám đốc sở như mình trở về vạch xuất phát, cho dù là mình có lý đến đâu. Diệp Phàm thực sự phẫn nộ rồi, hắn đem sự tức giận này trút xuống tảng đá cảnh trong vườn, chỉ trong chốc lát, bụi bay tứ tung. Cũng may mà vườn tương đối rộng, nơi này chính là một khu cấm địa của nhà khách thành ủy. Kiều Viên Viên toàn thân run rẩy khoác áo ngủ, đứng ở hành lang, vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Phàm. Cô không ngăn can, bởi cô hiểu, lúc này chẳng ai có thể cản được Diệp Phàm. A, a, a. Ba tiếng kêu vang lên, dường như Diệp Phàm đem tất cả nội kình rút ra vậy. Kiều Viên Viên đứng cách xa mấy chục mét nhưng vẫn cảm thấy âm thanh đó dội vào tai. Thân mình cô run lên, cổ họng bỗng nhiên như ứ nghẹn. Diệp Phàm không phải hét lên đối với cô, nếu như hét lên đối với cô, thì thân thủ tứ đẳng như cô cũng lập tức bị ngất. Chấm. Diệp Phàm cảm thấy trong cơ thể truyền đến một tiếng động giống như bị kích thích, chấn động này quá lớn, Diệp Phàm toàn thân run lên, trong giây lát, dường như thứ cản trở nào đó bị tháo gỡ. Diệp Phàm lại bật lên không một lần nữa, lần này phát hiện mình có thể bay lên trên 3 mét. Hổ ưng công của Phí gia được thi triển, Diệp Phàm lướt đi, với sự trợ lực của sức gió, không ngờ lại có thể bay được khoảng 40 mét. Bùm, một tiếng đập mạnh xuống ao nuôi cá. Diệp Phàm đứng trong ao nước, hắn đột nhiên trở nên ngơ ngác. Anh! Kiều Viên Viên sợ hãi, liều mình nhảy xuống bể nước, nước ao này tương đối sâu, khoảng 3 mét gì đó. Nhưng chỗ Diệp Phàm đứng lại tương đối nông. Anh! Kiều Viên Viên vẻ mặt hoảng loạn. Lao về phía Diệp Phàm, đưa tay ôm chặt lấy hắn. Anh không sao chứ? Anh, lần sau em sẽ không nói đến vấn chuyện đó nữa, bất kể ai nói thế nào em cũng không quan tâm. Cả đời này chỉ có một mình anh thôi. Kiều Viên Viên khóc nức nở, nói lớn. Ôi! Diệp Phàm phục hồi tinh thần, đưa tay sờ sờ gương mặt đang trong cơn hoảng loạn của Kiều Viên Viên. Anh không sao, vừa nãy nhiều chuyện quá, giờ đã hiểu thông rồi. Hơn nữa, anh cũng cảm thấy thân thủ cửu đẳng, chắc là thực sự bước vào cửu đẳng rồi. Trước kia là nhờ vào thuốc để đạt cửu đẳng, dạ, vừa nãy nghe thấy mấy tiếng, chứng tỏ anh đã được vào hàng ngũ cửu đẳng chân chính rồi. Anh vừa nãy thẫn thờ chỉ là vì đang suy nghĩ thôi, em đừng lo. Anh cũng sẽ như em, sẽ chẳng cần quan tâm họ nghĩ thế nào. Diệp Phàm nói xong quàng tay ôm lấy mỹ nhân, một lúc sau hai người mới lướt vào bờ. Anh đẹp trai lắm. Kiều Viên Viên cuộn mình trong lòng Diệp Phàm nhỏ nhẹ nói. Cái đó thì đương nhiên rồi, không đẹp trai thì em chịu lấy anh sao? Diệp Phàm vỗ ngực, đắc ý nói. Anh, người ướt hết rồi, để em kỳ lưng cho anh. Kiều Viên Viên nói xong liền đi chuẩn bị nước. Em, anh sẽ cho em nhìn thấy, đi theo anh là sự lựa chọn đúng đắn, anh sẽ cho Kiều gia và các đại gia tộc khác nhìn thấy, Diệp Phàm anh là nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất. Xã hội này, tuyệt đối phải có một vị trí cho anh. Diệp Phàm nói, giống như tự thề với chính bản thân mình vậy. Anh làm hoàng đế, em làm hoàng hậu, anh làm kẻ ăn mày thì Kiều Viên Viên em sẽ là vợ của ăn mày. Kiều Viên Viên nói xong, liền vào phòng tắm. Thật là biết hiểu lòng người, Diệp Phàm nghĩ trong lòng. Một cảm giác hạnh phúc đến khó tả. 8 giờ sáng ngày thứ tư. Diệp Phàm vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái. Bước chân vững vàng đi vào phòng họp thành ủy, vừa đúng 8 giờ 55 phút. Hình như, làm lãnh đạo đều thích ấn thời gian như vậy. Cái này, có lẽ là một thói quen trong chốn quan trường thôi. Đương nhiên là cấp dưới phải chờ chứ không phải lãnh đạo, đó cũng là sự thể hiện cái uy của lãnh đạo. Đẩy cửa vào, phát hiện 13 ủy viên, ngoại trừ Phạm Viễn bị cách chức, Trương Minh Sâm tự sát, Tôn Đạo Phong bị bắt giam, thì 10 ủy viên thường vụ còn lại đều có mặt. Một đồng chí ngồi phía trên bên phải là thư ký ghi biên bản.
Diệp Phàm liếc mắt nhìn một cái, rồi mới ngồi vào chiếc ghế mà Phạm Viễn trước đây ngồi. Vu Hữu Hòa đứng dậy, pha một tách trà rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt Diệp Phàm, sau đó lui xuống một bên. Diệp Phàm dùng đôi mắt chim ưng phát hiện, trưởng ban thư ký Cao Hoa chợt lóe lên ánh mắt đố kỵ, tuy rất nhanh, nhưng cũng không qua được đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm. Đối với Cao Hoa mà nói, sự uy hiếp lớn nhất đến từ phó bí thư thành ủy, chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố. Vu Hữu Hòa. Hiện giờ, Cổ Tận Cam Lai. Quan hệ thân tín giữa Diệp Phàm và Vu Hữu Hòa khả năng sẽ được tăng thêm một bậc. Đồng chí Cao Hoa cảm giác bao nhiêu mối lo đã đến. Diệp Phàm nhấp một ngụm trà, nhìn mọi người nói. Hôm nay, tôi triệu tập mọi người đến là để thảo luận vấn đề, đó là môi trường của thành phố Hải Đông chúng ta đã đến nước không xử lý không được rồi. Sự kiện ở thị xã Thanh Ngưu đã minh chứng cho điều này. Vì để giữ lại sự trong lành cho nhân dân Hải Đông, mà đồng chí phóng viên Trương Quang Minh đã ngã xuống. Đây là bài học xương máu, anh ấy đã rung một hồi chuông để cảnh báo chúng ta, không được để mảnh đất Hải Đông phải rớm máu nữa. Vấn đề xử lý môi trường của Hải Đông lần này, ý của tôi là bắt đầu từ thị xã Thanh Ngưu. Các đồng chí về phương diện này, có thể đưa ra thảo luận. Quanh vấn đề môi trường, phải nghĩ ra được những phương pháp có hiệu quả. Còn nữa, hậu sự của đồng chí Trương Quang Minh thì Ủy ban Nhân dân thành phố phải tổ chức long trọng. Chúng ta không được để anh hùng ra đi mà tiếc nuối được. Ít nhất, trong phạm vi năng lực của chúng ta, phải chăm sóc người nhà của phóng viên Trương. Bí thư Diệp, Nguyễn Tiến tôi cũng ở Hải Đông không ít năm rồi, từ khi còn là thiếu úy cho đến tận bây giờ. Sự thay đổi của Hải Đông, tôi thực sự chẳng còn gì để nói nữa rồi. Vấn đề môi trường đích xác phải được xử lý rồi. Con suối Thái Lang ở Thanh Ngưu, tôi cho rằng đây chính là nơi trọng điểm cần phải tu sửa. Con suối kia đã hỏng rồi. Nếu không tu sửa thì những huyện phía hạ lưu sẽ ăn cái gì, uống cái gì? Nông dân có còn cần nước để tưới hoa màu hay không? Phụ nữ có cần nước để giặt quần áo, nấu cơm nữa hay không? Tư lệnh Nguyễn trong đảng xếp hàng lót đáy, cho nên theo thứ tự ông ta phải lên tiếng. Tuy nhiên trước kia thường thì Nguyễn Tiến không lên tiếng. Cá nhân ông ta cho rằng bên quân đội và chính quyền không cùng cơ cấu với nhau. Vào thành ủy cũng chỉ vì yêu cầu chính trị mà thôi. Tiếp theo đương nhiên là đến lượt bí thư khu Nguyệt Hồ Dương Bản Thủy, tuy nhiên Dương Bản Thủy là chỗ thân tín với Phạm Viễn, giờ đây Phạm Viễn đã ngã xuống, rồi. Đồng chí Dương Bản Thủy cũng chỉ có thể mang theo cái đuôi mà làm người mà thôi. Miệng y lúc này bỗng đắng ngắt, thấy tất cả mọi người đều nhìn, đợi mình lên tiếng. Y chua xót nói. Tôi đồng ý quan điểm của Bí thư Diệp và Tư lệnh Nguyễn. Chương 1809, tẩy bài toàn tập. Sau một câu thốt ra là đủ để Dương Bản Thủy đồng chí biết điều ngậm miệng lại ngay, giờ đang là thời khắc nhạy cảm, nói nhiều chỉ tổ vạ miệng. Cụp đuôi mà sống mới là chí lý, khi chưa tìm được cây cao bóng cả khác thì phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bắt tay từ thị xã Thanh Ngưu là phải. Hơn nữa, vấn đề của Thanh Ngưu cũng khá là nghiêm trọng. Các đồng chí ở đây đều hiểu rõ, đó là khu mỏ tập trung của Hải Đông chúng ta. Thị xã Thanh Ngưu được quần chúng tỉnh Nam Phúc chúng ta gọi là Đồng Đô Tam Giáp, nghĩa là lập nghiệp đi lên từ mỏ đồng. Phải chỉnh đốn lại Thanh Ngưu là việc rất khó khăn. Thị xã Thanh Ngưu chỉ tính riêng các xí nghiệp công ty có liên quan đến quặng đồng đã khoảng chừng không dưới con số mấy trăm. Đóng cửa, chỉnh đốn và cải cách, tiến hành cải tổ lại từ đầu là bắt buộc. Bí thư Diệp lần này muốn làm cải cách toàn bộ, thì tôi nghĩ, không thể nương tay với thị xã Thanh Ngưu, phải chấn chỉnh triệt để, đi từ căn nguyên vấn đề. Đồng chí Cao Hoa khẳng khái bày tỏ thái độ, có phần ăn đứt so với Dương Bản Thủy. Đồng chí Cao Hoa tỏ ra tích cực tiến thủ hẳn là đang muốn thể hiện thiện ý với Diệp Phàm. Bởi vì, cảm giác nguy hiểm của đồng chí Cao Hoa so với Dương Bản Thủy càng lớn hơn. Áp lực này đến từ chính bản thân y cũng như bạn bè thân hữu. Chỉnh đốn toàn diện các mặt của Hải Đông là việc rất khó khăn. Tôi phụ trách công tác tuyên truyền, chỉ có thể bắt đầu từ ý thức, khai thác phương diện tinh thần của nhân dân Hải Đông, hướng dẫn người dân làm tốt công tác môi trường, tăng cường ý thức bảo vệ môi trường. Làm tốt công tác tuyên truyền, ta sẽ hướng được trọng tâm trong giai đoạn này vào phương diện môi trường. Trưởng ban tuyên giáo Tô Phương dưới ánh mắt sáng quắc kia của Diệp Phàm, chỉ có thể chép miệng đôi lời ba phải thế nào cũng được để không mất lòng ai cả mà thôi. Bí thư Diệp, thị xã Thanh Ngưu không riêng gì môi trường mà hầu hết các mặt đều hết sức nghiêm trọng, an ninh trật tự cũng như bỏ đi.
mà vấn đề môi trường lại đẻ ra rất nhiều vấn đề về an ninh trật tự. Vấn đề môi trường dẫn đến tác động về mặt xã hội, mang đến một loạt những nhân tố gây mất ổn định. Tỷ như, các chủ mỏ bất đồng với chủ đất địa phương về bồi thường đất đai, việc này đã làm phát sinh thêm nhiều nhân tố gây mất ổn định. Thậm chí, nghiêm trọng hơn là kết bè kéo cánh đánh nhau, giết người, phóng hỏa thi thoảng đều phát sinh. Thị xã Thanh Ngưu đang tồn tại những vấn đề rất nghiêm trọng, lần này Bộ Công an điểm mặt phê bình vấn đề trị an của thị xã Thanh Ngưu. Tôi là bí thư đảng ủy công an thành phố Hải Đông, tôi có trách nhiệm. Tôi cũng cảm giác được áp lực trên vai là càng ngày càng nặng nề, tôi xin tự kiểm điểm trước mặt tất cả mọi người ở đây. Bí thư đảng ủy công an Thiết Đinh Sơn cũng không thật sự thân tín với Phạm Viễn, chỉ có thể nói là luôn đón ý Phạm Viễn, làm theo ý họ Phạm như trong chóng đo chiều gió. Về quan điểm nói chung là luôn nhất trí với Phạm Viễn. Lần này Phạm Viễn đổ, Thiết Đinh Sơn cũng có đôi chút mờ mịt. Hơn nữa, Diệp Phàm lợi dụng quan hệ với bên công an, hung hăng cho Thiết Đinh Sơn nếm mùi kiểm điểm xử phạt nội bộ khiến lão già này cũng thật thà hơn hẳn. Thêm vào đó, lão già này sau khi biết được quan hệ của lão với Thiết Chiêm Hùng thì vội vã chạy tới dựa dẫm người nhà. May cho đồng chí Thiết Đinh Sơn thức thời khá nhanh, bằng không, xem thái độ của Thiết Chiêm Hùng thì ắt là sẽ trực tiếp bãi miễn chức vụ của lão. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng đã tính đến việc An Kỳ nhất thời chưa ổn định được chỗ đứng. Chưa đủ năng lực ngồi lên vị trí bí thư đảng ủy công an thành phố, lại khiến người ngoài soi mói, chỉ bằng cứ tác thành cho Thiết Đinh Sơn là hơn. Cho nên, Diệp Phàm mới châm trước cân nhắc lắm mới lựa chọn phương án tha thứ cho Thiết Đinh Sơn. Khiến cho lão già này mới có cơ hội lê mông ngồi lại vị trí này. Thiết Đinh Sơn phỏng chừng cũng chắc mẩm ra mùi vị nào đó nên gần đây thái độ luôn tỏ ra dựa dẫm vào đồng chí Diệp Phàm. Đây gọi là mông không vững thì ai dám cứng đầu. Bí thư Diệp, vừa rồi đồng chí Đinh Sơn đã đề cập đến chuyện xử lý môi trường ở thị xã Thanh Ngưu đã mang đến một loạt vấn đề về trị an. Hơn nữa, hệ thống hành pháp ở Thanh Ngưu đã bị Sở Công an phê bình. Tôi nghĩ, tình huống kiểu này không thể để tiếp tục diễn biến xấu đi nữa. Bộ máy chính trị pháp luật của thị xã Thanh Ngưu trong đó bao gồm phòng công an Thanh Ngưu, trong vụ việc lần này đã lộ ra rất nhiều vấn đề lớn. Bộ máy này có vẻ như đã hoàn toàn mục nát. Từ bí thư đảng ủy công an đồng chí Đàm Hào Quang cho tới văn phòng đóng ở mỏ Đồng Hoàng Đạt, tất cả đều đã mục nát. Trong thời khắc mấu chốt và hệ trọng này, liệu có phải là không thể trì hoãn thêm nữa, việc này phải xem xét đôi chút đến việc chấn chỉnh hệ thống chính trị pháp luật của thị xã Thanh Ngưu, trong đó bao gồm bộ máy phòng công an. Trưởng ban tổ chức cán bộ Cổ Dị Hùng sớm đã nhận được chỉ thị của Diệp Phàm nên Thiết Đinh Sơn vừa lĩnh ấn tiên phong lại y lập tức đứng ra đề cập vấn đề nhân sự. Ừ, vấn đề này là không thể trì hoãn thêm nữa. Vụ việc tại Thanh Ngưu lần này đã chứng minh rõ ràng một vấn đề. Không riêng gì hệ thống chính trị pháp luật và phòng công an. Chúng ta đều thấy rằng trong số các đối tượng bị bắt lần này, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thanh Ngưu cũng có khá nhiều đồng chí xuất hiện vấn đề lớn. Bọn họ quan thương cấu kết, cùng thông đồng một lũ với các chủ mỏ hoạt động phi pháp. Bị bắt là phải. Cũng do đó mà trong thành phần tổ chức của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thanh Ngưu, đã xuất hiện ít nhất mười mấy vị trí để chống, cứ để tình trạng này tiếp diễn sẽ bất lợi cho Thành ủy trong triển khai công tác xử lý môi trường. Không có lãnh đạo, các đồng chí cấp dưới liền mờ mịt không biết làm sao, cho nên, Bí thư Diệp, dứt khoát phải đem ra thảo luận vấn đề bộ máy Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thị xã Thanh Ngưu cũng như hệ thống chính trị pháp luật, bộ máy phòng công an ở hội nghị ngày hôm nay, sau đó cho triển khai ngay. Bằng không, việc cải cách làm sao mà đi vào thực tế, đã không có người lãnh đạo, sẽ rất khó thực thi nổi. Vấn đề của thị xã Thanh Ngưu, không riêng gì tỉnh ủy đang nhìn chằm chằm, lần này Ủy ban Kỷ luật Trung ương cử người xuống, tuy không nói đến vấn đề môi trường. Nhưng những cán bộ bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương xuống tay, tất cả đều có vấn đề về phương diện môi trường. Cho nên, chúng ta không thể coi thường, nhất định phải chú ý. Phó Bí thư Đảng ủy Lưu Trân Mai bồi thêm một đao, tự nhiên là sẽ giúp Diệp Phàm chỉnh đốn bộ máy thị xã Thanh Ngưu. Thị xã Thanh Ngưu tuy xuất hiện nhiều vấn đề như vậy nhưng cơ cấu tổng thể của bộ máy hành chính vẫn ổn định. Tỷ như, trong số các cán bộ bị bắt lần này, nhân vật số 1, số 2 trong Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thị xã Thanh Ngưu chẳng phải vẫn bình an vô sự, người ta cũng không có tham gia vào sự việc lần này mà. Ở đây ra cái cách nói là toàn bộ máy bị quét sạch như Phó Bí thư Lưu vừa rồi chứ, phải chăng là giật gân hơi quá rồi.
bộ máy Thanh Ngưu tất sẽ có biến động, nhưng theo tôi thất phải chăng là nên bắt đầu từ việc bổ sung. Thiếu một gốc cây ruộng sẽ khuyết một chỗ, nhưng không thể tẩy bài toàn tập, đại động can qua được. Làm như vậy rất bất lợi cho sự ổn định và đoàn kết của bộ máy thị xã Thanh Ngưu. Vốn dĩ sự việc lần này đã khiến cho một nhóm cán bộ đảng viên thị xã Thanh Ngưu hoảng sợ, nếu lại làm lớn sự việc đòi thay ban đổi bệ, vậy chẳng phải sẽ khiến cục diện thêm phần khủng hoảng hay sao? Một khi khủng hoảng xảy ra, e rằng sẽ phát sinh hiệu ứng domino dẫn tới vô số vấn đề. Tỷ như, biến động xã hội, quần chúng mất ổn định về tư tưởng, mối quan hệ giữa cán bộ và nhân dân sẽ đi từ căng thẳng đến đối lập. Nếu thực sự xảy ra tình huống này thì còn nói gì đến chuyện xử lý môi trường thị xã Thanh Ngưu nữa. Cho nên, tôi cho rằng nhất định phải duy trì tính ổn định của bộ máy hành chính thị xã Thanh Ngưu trong giai đoạn trước mắt. Phó Bí Thư Trương Nhất Đống lập tức phản bác ý kiến của Lưu Chân Mai. Mặc dù y biết phản đối cũng không có hiệu quả, nhưng vẫn muốn nói ra suy nghĩ của bản thân. Diệp Phàm biết dụng ý của họ Trương, đơn giản là sau khi Phạm Viễn đã đổ, Trương Nhất Đống muốn tạo dựng hình ảnh cho chính bản thân y, từ đó tạo ảnh hưởng với đám người của Phạm Viễn, không chừng còn có thể lôi kéo được một vài kẻ đồng lõa. Nhằm tạo vòng tròn quyền lực riêng của Trương Nhất Đống tại đất Hải Đông này. Nay đang là thời khắc mấu chốt, đám người ban đầu đi theo Phạm Viễn như Thái Quý Quyền, Dương Bản Thủy, Cao Hoa, Thiết Đinh Sơn cùng cấp trí trong lòng đều đang vô cùng sợ hãi. Nếu Trương Nhất Đống chịu đứng ra, lại dựa vào sức ảnh hưởng của người bác họ Trương vốn là ủy viên quốc vụ viện quốc hội TQ, thì việc một số bộ hạ cũ của Phạm Viễn bị Trương Nhất Đống thu thập là hoàn toàn có khả năng. Diệp Phàm hẳn là sẽ không để họ Trương được như ý rồi, hắn lập tức dập mạnh chén trà phát ra một tiếng chói tai, sau đó liếc nhìn mọi người nghiêm túc mà rằng. Đây mà là chuyện nhỏ hay sao? Nhân vật số một của thành ủy và ủy ban nhân dân thị xã Thanh Ngưu tuy không can hệ đến vụ việc lần này. Nhưng nếu xét từ những mối liên hệ cụ thể, hoặc nhiều hoặc ít cũng không thể nào chối bỏ hết trách nhiệm. Là nhân vật hàng nhất nhì tại thị xã Thanh Ngưu mà toàn bộ nhân viên tổ chức cấp dưới đều hủ hóa, để phát sinh vụ việc lớn như thế mà chẳng lẽ bọn họ đều không có một chút dự cảm nào sao? Đồng chí Trương Nhất Đống, chúng ta không cần phải tự gạt mình dối người. Không có bọn họ dung túng, thậm chí là mắt nhắm mắt mở thì làm sao có khả năng phóng tay mặc cho cấp dưới làm sằng làm bậy tới nông nỗi gây ra án mạng. Có xét đi xét lại nghìn vạn lần đi nữa, bọn họ chẳng lẽ không nên chịu chút trọng trách của người lãnh đạo? Thanh Ngưu chúng ta nổi danh thiên hạ rồi đấy, bị Bộ Công an chỉ đích danh mà phê bình còn gì? Tỉnh ủy chỉ đích danh chúng ta phải sửa đổi, nhưng sửa đổi cái gì mới được, nhất định phải có sai biết sai mới sửa được phải không nào? Các đồng chí, chúng ta không dám thừa nhận bộ mặt của thị xã Thanh Ngưu với nhân dân thì còn nói gì đến chỉnh đốn Thanh Ngưu? Nói đến đây, Diệp Phàm đột nhiên đạp bàn mà rằng. Toàn bộ máy hành chính thị xã Thanh Ngưu không thể không thay đổi. Từ bí thư quận ủy đến chủ tịch thị xã, cho đến cả các trưởng phòng cấp dưới toàn bộ phải thay mới từ trên xuống dưới mới được. Hễ đồng chí nào có vấn đề đều phải mời lên trường chính trị tỉnh ủy hoặc thành ủy học tập thêm. Phó bí thư Lưu, anh xem, có thể đưa ra một danh sách học tập bồi dưỡng thêm hay không? Học tập thêm, nếu là 3-4 vị đồng chí thì còn có lý đôi chút. Đằng này, Bí Thư Diệp, đem số lượng lớn cán bộ đưa vào trường đảng các cấp như vậy, phải chăng là làm hơi quá? Vốn dĩ các đồng chí trong bộ máy cơ chế ở Hải Đông đều đang có chút lo sợ không yên, nay lại thêm động thái này nữa, trên danh nghĩa là đi trường đảng học tập nhưng thực tế là tước đi của họ cái mũ ô sa. Cứ làm vậy liệu có kích động mâu thuẫn, dẫn đến các vấn đề xã hội lớn hơn không? Tôi cảm thấy, trong thời điểm nhạy cảm này, vẫn không nên áp dụng các biện pháp mạnh mà cứ nỗ lực lấy lại sự ổn định đã. Thái Quý Quyền nói vậy làm Diệp Phàm vừa nghe trong lòng lại bỗng sinh cảnh giác. Thái Quý Quyền cũng là phó bí thư thành ủy, nói như thế có khác gì lên tiếng ủng hộ Trương Nhất Đống chứ? Chẳng lẽ là tên Trương Nhất Đống xuống tay rất nhanh, đã lôi kéo được Thái Quý Quyền, người có sức ảnh hưởng tương đương với một ủy viên thường vụ trong thành ủy. Xem ra, đồng chí Tiểu Trương này đã chuẩn bị sống mái với hắn một phen rồi. Đúng vậy, tôi hoàn toàn đồng ý với cách nhìn nhận của Phó Bí Thư Thái. Lúc then chốt phải cầu ổn định, huống chi, lúc này, bên tỉnh ủy vẫn chưa đưa ra đề xuất cụ thể nào. Chỉ đưa ra những chỉ thị chung chung nhất định, vậy nên về việc điều chỉnh bộ máy thị xã Thanh Ngưu một cách toàn diện, phải chăng chúng ta đã hơi nóng vội? Như vậy sẽ tạo cho các lãnh đạo tỉnh ủy ấn tượng không tốt là có ai đó đang muốn thâu tóm quyền lực,
thâu tóm vị trí chức vụ. Khi mà bí thư mới vẫn chưa tới đảm nhiệm, lại bỗng làm vậy có khi nào sẽ gây cảm giác hiềm nghi là tiếm quyền. Những lời này của Trương Nhất Đống là rất thâm độc, y ngầm chỉ trích Diệp Phàm chỉ là người tạm quyền bí thư, về mặt điều chỉnh nhân sự không thể có những động thái quá lớn. Đã chỉ là người tạm thay để chủ trì công tác của thành ủy Hải Đông thì nghiêm khắc mà nói, Diệp Phàm ngay cả bí thư lâm thời cũng chẳng phải, chỉ là phó bí thư thành ủy, quyền chủ tịch thành phố, thay mặt chủ trì công tác của thành ủy mà thôi. Chương 1810, mũi nhọn chĩa thẳng vào Tô Thị. Tiếm quyền, thế nào gọi là tiếm quyền? Nếu bây giờ có bí thư ở đây, Diệp Phàm đề xuất ý kiến như vậy, sẽ có thể gây ra nghi ngờ về vấn đề tiếm quyền. Tuy nhiên lúc này không như vậy. Hải Đông của chúng ta chưa bổ nhiệm bí thư mới. Bí thư Diệp Phàm đại diện phụ trách công tác của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, sao lại không có quyền điều chỉnh vấn đề tổ chức cán bộ của thị xã Thanh Ngưu? Nếu không, bảo đồng chí Diệp Phàm đại diện phụ trách công tác thành ủy là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ là tỉnh ủy bày ra thứ đồ trang trí, đúng là buồn cười. Đồng chí Cổ Dị Hùng đứng về phương diện chế độ tổ chức, vẻ mặt nghiêm khắc phản bác đồng chí Trương Nhất Đống. Ha ha, quyền phụ trách công tác của thành ủy, đến quyền điều chỉnh đội ngũ cán bộ cấp dưới của thành phố cũng không có, cái gọi là phụ trách công tác của thành ủy này rút cục là phụ trách công tác của phòng ban nào. Tôi lại muốn hỏi Phó Bí Thư Trương một chút, tỉnh ủy có ý tứ gì ở đây? Là chỉ thị của tỉnh ủy chưa đủ rõ ràng hay Phó Bí Thư Trương xuyên tạc ý tứ của tỉnh ủy? Huống chi thành phố Thanh Hải chỉ là một thành phố cấp huyện thuộc thành phố Hải Đông. Nhân vật số 1 của thị xã Thanh Ngưu chỉ là cán bộ cấp cục trưởng. Theo trình tự tổ chức mà nói, bộ máy thị ủy của thị xã là cấp có quyền điều chỉnh nhân sự cấp phòng. Chẳng lẽ việc điều chỉnh bộ máy cán bộ thị xã Thanh Ngưu cũng phải cần các đồng chí của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy ra mặt? Đến kiểm tra đánh giá sao? Lưu Trân Mai ngôn từ sắc bén, trực diện chất vấn Trương Nhất Đống. Bí thư Lưu, tôi cũng không phải có ý này, cô hiểu sai rồi. Trương Nhất Đống vừa nói đến đây, Diệp Phàm liếc mắt nhìn Trương Nhất Đống lạnh lùng hừ nói. Vậy đồng chí Nhất Đống rút cuộc có ý gì? Hành động không nên quá mạnh, tôi vẫn kiên quyết cách nói khi nãy của tôi, thiếu vị trí nào thì bổ nhiệm vào, điều chỉnh toàn bộ, không ổn lắm. Trương Nhất Đống sắc mặt tối lại, hừ nói. Thình thịch, cuối cùng Diệp Phàm đập mạnh vào bàn, hừ nói. Toàn bộ ban cán bộ của thị xã Thanh Ngưu đều mục nát. Chẳng lẽ phải đợi tới lúc xuất hiện sự kiện Thanh Ngưu lần thứ hai thì mới thay đổi bộ máy? Tôi không muốn nói tư tưởng của một số đồng chí có vấn đề. Tuy nhiên, xét về đại cục của thị xã Thanh Ngưu, thay đổi ban cán bộ là hợp lý. Bằng không, việc chỉnh đốn thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chỉ là sáo rỗng. Như vậy đi, nếu ý kiến khó để đạt được sự đồng thuận của tất cả các đồng chí, việc này, cứ giơ tay biểu quyết đi. Biết dự tính của Trương Nhất Đống. Đơn giản là sợ khi mình phụ trách công tác ở thành ủy sẽ cải tổ triệt để bộ máy cán bộ cấp dưới của Hải Đông, đổi toàn bộ thành người của mình. Như thế Đông Hải này chẳng phải là Diệp Phàm mình nói là xong cả sao? Trương Nhất Đống kiên quyết phản đối, không đơn giản chỉ là vấn đề tranh chấp quyền lực. Cho nên, Diệp Phàm vừa nói xong, căn bản là không cho Trương Nhất Đống cơ hội phản bác, biểu quyết trước. Còn ba người Lưu Trân Mai, Nguyễn Nhất Tiến, Cổ Dị Hùng không do dự giơ tay. Cao Hoa cũng không do dự giơ tay, Thiết Đinh Sơn chần chừ một chút rồi cũng giơ tay. Dương Bản Thủy sau khi nhìn Trương Nhất Đống, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cũng giơ tay. Tôi phản đối. Trương Nhất Đống hừ nói. Tôi cũng cho rằng điều chỉnh bộ máy cán bộ thị xã Thanh Ngưu trên diện rộng có chút không ổn. Thái Quý Quyền cũng lờ mờ tỏ vẻ ủng hộ Trương Nhất Đống. Tôi không có ý gì, theo quyết định của tổ chức. Hương Phương nhìn mọi người, bất đắc dĩ nói. Tỏ ý bỏ phiếu trắng. Trong số các ủy viên thường vụ cũ, 7 người là Lưu Trân Mai, Cổ Dị Hùng thêm tôi và mấy người nữa người đồng ý tiến hành điều chỉnh tổng thể bộ máy cán bộ thị xã Thanh Ngưu. Hai đồng chí Trương Nhất Đống và Thái Quý Quyền phản đối. Đồng chí Tô Thơm từ bỏ quyền, thông qua. Lời nói của Diệp Phàm rất quyết đoán. Bí thư Diệp, nếu các ủy viên thường vụ đã quyết định tiến hành điều chỉnh bộ máy chính quyền của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hải Đông, tôi thấy, việc này không thể trì hoãn nữa rồi. Một khi giải quyết được vấn đề về bộ máy các cán bộ mới lên nắm quyền, chúng ta sẽ có thể tiến hành chỉnh đốn toàn diện thị xã Thanh Ngưu. Tin tưởng có bộ máy cán bộ mới, Thanh Ngưu sẽ có thể có được diện mạo mới.
Cổ Dị Hùng là người đầu tiên nổ pháo. Bí thư Diệp, thật ra, mấy ngày trước tôi đã chú ý tới vấn đề này. Cho nên liền bàn bạc với đồng chí Cổ Dị Hùng vấn đề của thị xã Thanh Ngưu. Khi đó liền lập một danh sách các đồng chí cần được đào tạo lại, để trưởng ban Dị Hùng đem danh sách cho anh xem trước một chút. Nếu có thể thảo luận ở hội nghị thường vụ luôn. Lưu Chân Mai nói. Ừ, mang lại đây xem thử. Diệp Phàm gật gật đầu, đương nhiên là đang phối hợp để đóng kịch. Danh sách này thực ra là Cổ Dị Hùng đưa ra theo ý tứ của Diệp Phàm. Bí thư đảng Lưu Chân Mai đưa ra điều này là rất hợp lý. Cổ Dị Hùng đưa danh sách tới, Diệp Phàm giả vờ nhìn nhìn, rồi quay ra hỏi Cổ Dị Hùng mấy câu chẳng liên quan gì rồi nói. Tôi thấy được, các đồng chí cũng truyền tay nhau xem đi, không có ý kiến gì, danh sách những người cần đi đào tạo này sẽ quyết định như thế. Tuy nhiên, vừa rồi tôi cũng phát hiện ra một vấn đề, những đồng chí này đều là những người có liên quan đến sự kiện thị xã Thanh Ngưu. Dù ít dù nhiều cũng đều có chút liên hệ. Lần trước chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Lý Long, đã từng nói, một số đồng chí của thị xã Thanh Ngưu tư tưởng có vấn đề, nhất định phải giải quyết từ khía cạnh tư tưởng mới được. Vẫn là bí thư Lưu nói đúng. Xét về mặt hình thái ý thức, tư tưởng của con người, đại não quyết định mỗi tiếng nói hành động của chúng ta. Không giải quyết vấn đề tư tưởng, nói gì đến giải quyết hành động. Chúng ta làm vậy cũng là hưởng ứng chỉ thị của lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật Trung ương đúng không? Kiên định tư tưởng, đoàn kết hướng về phía trước, tin tưởng những đồng chí này ở trường đảng có thể. Sau đó, mọi người đầu lần lượt xem bản danh sách. Hừ! Trương Nhất Đống chỉ hừ một tiếng, không phát biểu thêm gì, biết là phản đối cũng chẳng ích gì nên không phí lời nữa. Chẳng bằng giữ lại chút nước bọt đợi lúc chia chác chiếc bánh lớn là thị xã Thanh Ngưu này rồi lại nói tiếp. Còn có chút lợi ích thực tế. Diệp Phàm làm như vậy, đơn giản là muốn nắm trong tay bộ máy cán bộ của thị xã Thanh Ngưu. Thanh Ngưu là thị xã duy nhất của thành phố Hải Đông, là một trong những nguồn thu nhập tài chính chủ yếu của thành phố Hải Đông. Nắm trong tay Thanh Ngưu chẳng khác nào chiếm được 3 phần thiên hạ của Hải Đông. Bí thư Diệp, cải tổ triệt để thị xã Thanh Ngưu, việc chọn bí thư của Thanh Ngưu cũng khá quan trọng. Một bí thư tốt có thể đem lại cuộc sống hạnh phúc cho hàng triệu người dân của thị xã Thanh Ngưu. Cho nên sau khi tôi xem xét cẩn thận, cảm thấy gần đây đồng chí Vương Long Đông của huyện Đào Mộc có biểu hiện khá tốt, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Thanh Ngưu. Lưu Chấn Mai không chút khách khí lên tiếng đầu tiên. Vương Long Đông không thể được, một cái huyện Đào Mộc bé tí còn làm rối tung cả lên, sao có thể đảm nhiệm chức bí thư thị xã Thanh Ngưu. Trong thời gian đồng chí Trương Minh Sâm giữ quyền chủ tịch thị xã, đồng chí Vương Long Đông công khai cãi nhau với anh ấy. Tuy nói sau đó có vài việc đồng chí Trương Minh Sâm làm không tốt. Nhưng lúc ấy, thái độ của đồng chí Vương Long Đông rất khiến người ta thất vọng, hơn nữa, cực kỳ không thỏa đáng. Có việc thì phối hợp với lãnh đạo mà, sao lại có thể công khai phản bác trước mặt các cán bộ như thế? Đây là biểu hiện cực kỳ mạnh của việc không phục tùng lãnh đạo cấp trên. Tuyệt đối không thể chọn được. Nếu các vị ngồi đây cũng gặp phải vấn đề như thế, vậy sẽ xử lý như nào? Trương Nhất Đống hừ nói. Đồng chí Vương Long Đông vẫn còn trẻ, hơn nữa, vừa mới được đề bạt chức chủ tịch huyện được 1 năm. Về mặt lý lịch tuổi tác đều thiếu hụt. Bí thư Thành như Trương đã nói, ngay đến cái huyện Đào Mộc nhỏ bé đó mà còn không quản lý được, sao có thể chủ trì công tác của thị xã Thanh Ngưu được? Các đồng chí... Chúng ta là những nhân tài được chọn lựa để phục vụ đảng, phục vụ nhân dân. Đây là vấn đề lớn liên quan đến hàng triệu người dân của Thanh Ngưu, không thể qua loa được. Chỉ cần chúng ta vô tình đánh giá sai, sẽ gây ra họa lớn. Tôi thực sự không muốn lại thấy sự kiện Thanh Ngưu lần nữa, Hải Đông của chúng ta sẽ bị thương không dậy nổi nữa. Đồng chí Thái Quý Quyền vẻ mặt đau lòng giảng giải, liếc nhìn mọi người một cái, nói. Thật ra... Có nhiều người có thể giữ chức bí thư thị xã, ví dụ như đồng chí bí thư huyện ủy Đào Mộc, Khương Sơ Lâm chính là một đồng chí tốt. Trong mấy năm đồng chí Khương Sơ Lâm đến huyện Đào Mộc đã có những biến chuyển lớn. Trước kia, một huyện nghèo đến nỗi cơm ăn không đủ no, hiện nay cũng đề ra khẩu hiệu khá giả. Đây đúng là có quyết tâm rất lớn. Hơn nữa, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cũng hết lời khen ngợi đồng chí Khương Sơ Lâm. Lần trước còn sướng danh khen ngợi đồng chí ấy, đây là vinh dự như nào? Ừ, đồng chí Khương Sơ Lâm vốn chính là bí thư huyện Đào Mộc. Có kinh nghiệm lãnh đạo một huyện, cũng làm mấy năm rồi.
trong thời gian đó cũng không xảy ra bất cứ vấn đề gì lớn. Theo lời Bí thư Thái nói, thành tích cũng rõ như ban ngày. Tô Thơm không ngờ lại nói giúp Thái Quý Quyền, người phụ nữ này lúc này quyết tâm đi theo Tô Lâm Nhi, gây phiền phức cho Diệp Phàm. Ha ha, Khương Sơ Lâm đến huyện Đào Mộc cũng được 8 năm rồi, mọi người xem, huyện Đào Mộc có biến chuyển gì lớn không? Như vấn đề cơm ăn chẳng hạn, trước kia huyện Đào Mộc rất nghèo, còn bây giờ, có cơm ăn no. Cái đó cũng không phải là do đồng chí Khương Sơ Lâm làm được việc gì to tát đem lại sự giàu có, mà là bởi vì Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố tăng viện trợ. Trong mấy năm đồng chí Khương Sơ Lâm phụ trách công tác của huyện Đào Mộc, việc thu hút đầu tư cơ bản rơi vào tình trạng đình trệ. Càng không nói đến việc phát triển kinh tế, tạo phúc cho nhân dân huyện. Còn đồng chí Vương Long Đông thì khác. Cứ nói về sự kiện Đào Mộc lần trước đi, anh ta bị người ta hãm hại. Thương nhân bên ngoài định đến đầu tư thì lại bị những người có ý đồ xấu dọa cho phải chạy mất dép. Việc này, lúc ấy ngành công an từng điều tra, hơn nữa, còn bắt được mấy người khả nghi. Tôi nghĩ, việc này vẫn là do Bí thư Thiết nói một chút. Cổ Dị Hùng nói, việc này tôi cũng nghe qua. Thời gian trước, Cục trưởng Cục Công an Vương Triều từng xuống điều tra. Vừa đúng lúc bắt được mấy đồng chí quấy rối và có âm mưu. Việc này không biết đồng chí Đinh Sơn có biết không? Diệp Phàm nhìn Thiết Tử Sơn liếc một cái, cố ý hỏi. Bí thư Diệp, việc này tôi hiểu. Lúc ấy đội trưởng Vương xuống, tôi còn đi liên lạc với ông ấy. Đích xác có sự việc như vậy. Qua điều tra mới biết được, khi đó tổng cộng bắt 5 người. Có 4 người không ngờ là do gia tộc Phương Thị Thủy Châu giật dây cố ý quấy rối. Có thể mọi người cũng nghe nói qua gần đây phát sinh một tin mới. Nghe nói gia tộc Phương Thị Thủy Châu bởi vì thông đồng với địch, âm mưu làm nguy hại tới sự an toàn của quốc gia, toàn bộ công ty Phương Thị đều bị niêm phong. Hơn nữa, đến khu nhà cao cấp của Phương Thị cũng bị lấy lại. Thiết Đinh Sơn giảng giải, nhưng lại khiến mọi người rất hứng thú. Bí thư Thiết, 4 người còn lại là ai? Nguyễn Nhất Tiến có vẻ cũng rất hứng thú, hỏi. Cái này, nói ra hình như còn có chút quan hệ với Tô Thị của thành phố Hải Đông. Thiết Đinh Sơn nói, có quan hệ với Tô Thị, không thể nào. Tô Thơm thốt ra, nghi ngờ. Chương 1811, tấn công Tô Thị. Trưởng Ban Tô, chị hoài nghi năng lực của Cục Công an thành phố Hải Đông chúng ta đúng không? Lúc đó là trưởng phòng vương của Bộ Công an chỉ đạo, sau đó chúng tôi phối hợp điều tra. Chuyện đó chắc chắn là do câu lạc bộ Tô Thị sai khiến người làm. Mục đích đơn giản là muốn tung tin đồn. Khiến hạng mục của huyện Đào Mộc không thể khởi công. Mà bọn họ không chỉ tung tin đồn, mà còn dám ngang nhiên đe dọa thương nhân bên ngoài đến đầu tư. Để điều tra rõ việc này, người của chúng ta còn đi đến tận thủ đô và thành phố Phổ Hải, điều tra những thương nhân bị đe dọa dạo đó. Bọn họ đều xác nhận điều này. Vốn định hợp tác khai thác huyện Đào Mộc, phát triển Đào Mộc, lúc ấy đã ký kết hợp đồng mục tiêu, hơn nữa còn giao mấy triệu tiền đặt cọc. Không ngờ có người lại dùng thủ đoạn đê tiện như thế, thời gian trước bọn họ còn nghi ngờ không biết có phải đối thủ cạnh tranh của mình làm vậy không. Thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải có vài lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Đào Mộc giở trò che mắt thiên hạ nhằm nuốt gọn số đặt cọc bảo của bọn họ hay không. Chúng ta đã điều tra rõ việc này, nếu không Đông Hải chúng ta còn mặt mũi nào nữa. Những người này chẳng những đe dọa mà còn uy hiếp cả tính mạng người ta, quả thực là coi trời bằng vung. Thiết Đinh Sơn thật sự có chút oán giận, chứ không phải giả vờ. Chẳng lẽ không xử lý người đứng đằng sau giật dây sao? Nếu không, bắt vài tên tiểu tốt rồi, lần sau kẻ chủ mưu lại giở trò tiếp sao? Nếu muốn bắt phải bắt cả bọn, tránh hậu họa. Lưu Trân Mai lạnh lùng hừ nói. Khi đó vốn dĩ phải xử lý, tuy nhiên, sau đó lại xảy ra sự kiện Thanh Ngưu. Và lúc ấy việc này chủ yếu là do đồng chí An Kỳ chỉ đạo. Không lâu sau, đồng chí An Kỳ bị tạm thời cách chức, việc này liền bị lãng quên. Thiết Đinh Sơn vẻ mặt ngượng ngùng nói. Anh ta liếc nhìn Diệp Phàm nói. Bí thư Diệp, việc này tôi có trách nhiệm không? Xin chỉ thị. Bất kể liên quan đến ai, dám phá hỏng đại cục tốt đẹp của việc phát triển kinh tế ở Đông Hải chúng ta thì đều phải điều tra cho tới cùng. Đồng chí Đinh Sơn, sau khi về dặn dò đồng chí An Kỳ, điều tra đến cùng cho tôi. Nếu thật sự là do câu lạc bộ Tô Thị làm, có chứng cứ xác thực, thì nên xử lý thế nào sẽ xử lý như vậy. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc ra chỉ thị. Đối với việc này, đồng chí Trương Nhất Đống giữ im lặng.
Thật ra, anh ta cười trộm ở trong lòng, Diệp Phàm dám đấu với Tô gia là đại diện của Tô Lâm Nhi, mình đứng một bên nhìn hổ đấu nhau, có gì thiệt đâu. Gần đây đồng chí Vương Long Đông biểu hiện rất tốt, sau khi kẻ dở trò quỷ bị bắt, chẳng những một lần nữa lấy lại được lòng tin của nhà đầu tư, hơn nữa trong mấy ngày này, số tiền đầu tư cho Đào Mộc tổng cộng đã lên tới 200 triệu. Tôi nghĩ, đợi lúc Đào Mộc thực sự phát triển thì cũng chính là thời điểm huyện Đào Mộc bay cao. Đồng chí Vương Long Đông thực sự có năng lực, việc người khác không làm được, hoặc không dám đi làm, càng không dám nghĩ đến thì anh ấy đi làm. Ai ngờ được một huyện nhỏ như Đào Mộc lại có thể tạo nên kỳ tích như vậy. Đồng chí Vương Long Đông hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Thanh Ngưu. Tôi tin tưởng, thị xã Thanh Ngưu dưới sự dẫn dắt của anh ấy, nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này, chỉnh đốn ngành công nghiệp khai thác mỏ, khôi phục kinh tế, gia tăng thu hút đầu tư. Thêm vào sự giúp sức của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, vấn đề Thanh Ngưu sẽ không có gì to tát. Chúng ta phải làm cho các lãnh đạo của tỉnh ủy và ủy ban kỷ luật trung ương xem. Thành phố Hải Đông chúng ta có quyết tâm sửa chữa vấn đề Thanh Ngưu. Lưu Trân Mai thừa thắng xông lên, lại đề xuất Vương Long Đông. Không phải thu hút được 2 triệu tiền đầu tư, điều đó chỉ có thể chứng minh đồng chí Vương Long Đông có chút năng lực trong việc thu hút đầu tư. Điều đến Cục Xúc Tiến Đầu Tư thành phố giữ chức cục trưởng thì hợp lý. Còn Thanh Ngưu là một thị xã lớn, dân số hơn 1 triệu người. Chẳng lẽ chỉ có mỗi việc còn con là thu hút đầu tư thôi sao? Những vấn đề như nhân thế, tư tưởng, tổ chức đều là những chuyện khiến người ta phải hao tâm tổn trí. Đồng chí Vương Long Đông không thích hợp. Trương Nhất Đống lạnh lùng hừ nói, nghe vẻ thực sự đối đầu với Lưu Trấn Mai. Không phải là 200 triệu, bí thư Trương. Anh thật đúng là không nghèo nên không biết củi gạo quý. Xem chừng anh làm lâu ở phòng kiểm tra kỷ luật đều là cấp trên rút tiền. Cho nên không thiếu ăn không thiếu mặc, đương nhiên có thể nói lời hay. Anh đi thu hút đầu tư thử xem, thu hút 200 triệu đầu tư xem. Đó là 200 triệu, không phải 2 triệu. Cứ thử nói toàn thành phố Hải Đông chúng ta xem, năm kia, trước khi bí thư Diệp đến, một năm số tiền thu hút đầu tư còn không được 200-300 triệu. Đồng chí Vương Long Đông một mình hoàn thành hạn mức thu hút đầu tư của toàn bộ thành phố Hải Đông. Lưu Trân Mai châm chọc Trương Nhất Đống. Nói bóng gió đồng chí Trương Nhất Đống là hạng người chờ cơm đến há mồm ăn. Hừ, tôi tốt xấu thế nào cũng từng làm việc ở Bộ Tài chính. Cái gì gọi là tiền tôi cũng biết, cái tôi vừa nói không giống với điều anh đề cập, một bí thư thành ủy, phải có năng lực về mọi mặt. Chỉ giỏi về một lĩnh vực, không thể chứng minh đồng chí ấy có thể đảm nhiệm công tác bí thư thị ủy Thanh Ngưu. Đồng chí Vương Long Đông, anh ta không phù hợp với thị xã Thanh Ngưu. Trương Nhất Đông lại giải thích. Được rồi, việc của đồng chí Vương Long Đông đã rõ như ban ngày. Về mảng thu hút đầu tư, anh ta có năng lực rõ rệt. Nhưng đồng chí cũng từng giữ chức chủ tịch huyện, cho nên có thể lãnh đạo công tác của một huyện. Tôi nghĩ, Thanh Hải cũng là một thành phố cấp huyện, đồng chí Vương Long Đông có thể đảm nhiệm chức vụ này. Diệp Phàm đột nhiên nói. Thấy Diệp Phàm ra mặt, Cổ Dị Hùng và Nguyễn Nhất Tiến lập tức hùa vào. Cuối cùng, Trương Nhất Đống giận quá mặt tối sầm, tuy nhiên phản đối cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng việc đồng chí Vương Long Đông được điều tới giữ chức bí thư thị ủy Thanh Ngưu thông qua thuận lợi. Về phần mấy người có chức vị thấp hơn, Diệp Phàm cũng không quên. Cho Thái Quý Quyền chút mặt mũi, sắp xếp cho anh ta một chức cấp phó. Về phần Trương Nhất Đống, Diệp Phàm kiên quyết đả kích, sẽ không sắp xếp bất cứ vị trí nào cho anh ta. Cuối cùng, đồng chí Trương Nhất Đống nói cạn nước bọt, kết quả là chẳng vớt phát được chức vụ nào. Vài ngày sau, Diệp Phàm có hành động lớn, thay đổi toàn bộ thị xã Thanh Ngưu, hơn nữa còn động tới vài huyện bên dưới. Chỉ có 3 khu thuộc thành phố Hải Đông, Diệp Phàm tạm thời chưa có ý định điều chỉnh. Việc này cũng là do xét đến sự ổn định của đại cục. Cách mà Diệp Phàm dùng chính là trò chơi chuyển hướng vùng nông thôn quanh thành phố. Trung tuần tháng 6, An Kỳ tới phòng làm việc của Diệp Phàm. Thấy anh ta vẻ mặt đầy vui mừng, Diệp Phàm cười nói. Đồng chí An, có việc gì vui phải không? Nhặt được tiền à? Nhặt được tiền còn là bình thường. An Kỳ cười nói. Á, thật sự là nhặt được à, nhặt được nhiều không? Diệp Phàm cười hỏi. Nếu chắc chắn, có thể nhặt được mấy chục triệu. An Kỳ vẻ mặt thần bí nói. Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu, nói đi. Diệp Phàm khoát tay áo,
cầm lấy tách trà do thư ký Lý Mộc pha, sau khi nhấp một ngụm suýt xoa một tiếng. Bởi vì tay nghề pha trà của Lý Mộc có tiến bộ, xem chừng là do em gái Lý Ngọc của anh ta dạy cho. Nhưng vẫn không bằng được Lý Ngọc, uống trà do Lý Ngọc pha, ngắm nhìn thân hình uyển chuyển của cô, đối với Diệp Phàm có thể nói là một cảm giác hưởng thụ đặc biệt. Cũng không phải là Diệp Phàm có ý đồ gì cả. Chúng tôi có được chứng cứ vô cùng xác thực, hoàn toàn có thể chứng minh, năm tên lần trước tới huyện Đào Mộc quấy rối chính xác là do người của tên côn đồ Cao Tiềm sai ngươi làm. An Kỳ nói, Cao Tiềm chẳng phải là trưởng ban an ninh của tập đoàn Địa Đường Điểu sao? Diệp Phàm hơi sửng sốt hỏi. Đúng vậy, chính là anh ta làm. An Kỳ cười nói. Bắt chưa? Diệp Phàm hừ nói. Vẫn chưa. An Kỳ lắc lắc đầu. Vì sao? Diệp Phàm hơi không vừa lòng. Trốn rồi, thằng nhóc này, trơn như trạch. Có lẽ ở cục công an có người của Tô Lâm Nhi. Anh ta vừa nghe tin đồn, đã trốn mất rồi. Trên mặt An Kỳ biểu hiện có chút kỳ quặc. Trốn, kiểm tra ở địa phương không có. Nhìn vẻ mặt này của anh, hẳn là biết chỗ trốn của Cao Tiềm. Diệp Phàm hỏi. Biết thì biết, chỉ có điều không vào được. An Kỳ có chút lúng túng lắc đầu. Chỗ nào, còn ra vẻ bí hiểm, không phải vùng cấm quân sự chứ. Diệp Phàm hừ nói. Ôi, anh ta trốn ở đoàn thứ hai, sư thứ bảy cơ quan tái tổ chức thành phố Hải Đông. Bí thư Diệp, anh nói xem, bảo tôi làm sao đi bắt người. Việc này, tôi đã liên hệ với Tư lệnh Nguyễn, nhưng Tư lệnh Nguyễn cũng bó tay, nói rằng lực bất tòng tâm. An Kỳ uống trà, vẻ mặt buồn bực, liếc nhìn Diệp Phàm, mắng. Vớ vẩn, mấy tên lính quèn đó có gì mà oai phong. Ở tại địa phương chúng ta, ăn uống đi lại đều tại Hải Đông, lại không nể mặt chúng ta. Người ta ra uy, có cách nào đây? Là một đoàn thường trú tại Hải Đông à, nguồn gốc lai lịch thế nào? Điều tra rõ chưa? Diệp Phàm hừ nói. Theo Tư lệnh Nguyễn, cơ quan này do căn cứ Vịnh Lam Nguyệt trực tiếp quản lý. Tuy nhiên nơi thường trú của họ cũng không phải là ở Hải Đông chúng ta mà là ở thành phố Thương Hải. Chúng ta không quen biết, hơn nữa, đoàn thứ hai là đoàn cao pháo. An Kỳ nói. Xem ra quan hệ giữa đoàn thứ hai và Tô Gia không đến nỗi nào. Diệp Phàm hừ nói. Không phải là không đến nỗi nào mà vốn là người của Tô Gia. Tôi đã điều tra ra, đoàn trưởng đoàn thứ hai T là Tô Chí Cương, hình như là người nhà của Tô Lâm Nhi. Hơn nữa, hình như là quan hệ anh trai em gái. An Kỳ nói. Lại là Tô Lâm Nhi, cô gái này, cứ như là âm hồn không tan vậy. Bao nhiêu lần dở trò quỷ với chúng ta không nói, hơn nữa còn giật dây một bộ phận công nhân viên chống đối chúng ta. Một khi đã như vậy, lần này chúng ta sẽ chơi với cô ta một ván bài. Thật sự cho rằng Hải Đông là đất không người sao? Tôi còn không ra uy, họ còn tưởng là mèo ốm. Diệp Phàm thực sự có chút tức giận, trước kia còn nể mặt Lam Tồn Quân chịu nhịn vài lần. Không ngờ cô gái này càng ngày càng càn rỡ, như thật sự muốn đấu với mình đến cùng. Chơi như thế nào, bí thư Diệp, tôi nghe theo chỉ thị của anh. An Kỳ vẻ mặt cung kính nói. Địa bàn câu lạc bộ Tô Thị là đất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Đông chúng ta. Nghe nói trước kia Phạm Viễn một tay thao túng cho họ thuê với giá rẻ như tặng không. Tuy nhiên, trước khác nay khác, nếu Tô Lâm Nhi năm lần bảy lượt quấy rối, vậy chúng ta có thể thu hồi mảnh đất đó. Diệp Phàm hừ nói. Tôi vừa nói nhặt được tiền cũng là ý này, mảnh đất đó nên thu hồi từ lâu rồi. Tô gia kiếm được bộn tiền, Ủy ban Nhân dân thành phố lại trả được gì. Hơn nữa còn phải xem sắc mặt bọn họ, đây là đạo lý gì vậy? Tuy nhiên việc này, nếu đã là việc mà hội nghị thường vụ thành ủy trước kia quyết định, khẳng định có hợp đồng. Nếu vi phạm hợp đồng, thì có khi không trả được tiền vi phạm hợp đồng. Tô gia ở thủ đô xuất thân là thương gia, có thể ví như Thẩm Vạn Sơn trong thời cổ. Tài lực hùng hậu, quan hệ rộng, về lĩnh vực hợp đồng xem chừng chúng ta không bằng họ. Hơn nữa, mạng lưới quan hệ của Tô Thị rất phức tạp. Chương 1812, Sư đoàn 7. Ha ha, tuy nói là Phạm Viễn ký hợp đồng, tuy nhiên hiện nay chẳng phải đồng chí Phạm Viễn đã phạm sai lầm rồi sao? Hợp đồng do một người phạm sai lầm ký kết lại có hiệu lực sao? Đây là hợp đồng phi pháp. Ngay cả chuyện hội nghị thường vụ thành ủy quyết định thì cũng có thể sửa chữa mà. Chuyện này rõ ràng là bất hợp pháp, chúng ta dùng công pháp quốc tế để đấu tranh, cũng có lý. Mà lần này Cao Tiềm của Tô gia lại dính vào chuyện này.
đây là một mắt xích yếu, chúng ta nắm được cao tiềm, đợi anh ta vừa động thủ, đến lúc đó đào sâu thêm sự việc, nắm gọn câu lạc bộ Tô thị. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Mấu chốt vấn đề là chúng ta không có biện pháp bắt được cao tiềm. Đây là nhân vật quan trọng, không bắt được người thì chẳng làm được gì cả. An Kỳ thiếu chút nữa thốt lên thành tiếng. Ha ha, anh ta không chạy thoát được đâu. Việc này để tôi sắp xếp. Diệp Phàm tự tin nói, khiến An Kỳ đầy hoài nghi, cảm giác Diệp Phàm ngày càng bí hiểm. Kiểu như có thể thâm nhập vào cả hệ thống quân đội. Anh kiểm tra kỹ hợp đồng mà Tô gia ký khi đó. Có lẽ Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ giữ một bản sao. Mau mang đến cho tôi. Diệp Phàm yêu cầu. Tôi lập tức đi tìm hiểu. An Kỳ đi, vẻ mặt hưng phấn. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút, gọi điện cho Thiết Chiêm Hùng, hỏi. Anh Thiết, trước kia thời gian anh ở báo săn cũng không ngắn, ở đó cao thủ nào cũng có. Có ai giỏi về mặt trộm cắp không? Trộm cắp, cậu muốn làm gì, không phải là định đi trộm đồ của ai đấy chứ? Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt nghi hoặc nói. Ha ha, có lúc phải dùng chút thủ đoạn không theo nguyên tắc thông thường thì mới được. Tô gia. Diệp Phàm lầm bầm kể lại sự tình cho Thiết Chiêm Hùng. Chú em, thật sự định đấu với Tô gia thì phải suy nghĩ cho kỹ. Trên đời này, tiền là thần thông quảng đại. Tô gia được người ta gọi là Tô Bách Vạn, gia sản hiện nay không chỉ dừng lại ở con số hàng triệu. Ít nhất không dưới 10 tỷ. Gia tộc với khối tài sản hùng hậu như thế, cậu nên cẩn trọng. Những gia tộc kiểu như này, trong thủ đô, thậm chí ở địa phương, có thế lực rất rộng. Cậu có nghe nói, lần trước, một tên con cháu Tô gia đã làm chuyện đổi bại với vợ của một chủ tịch thị xã. Kết quả bị bắt tại chỗ, lúc ấy ông chủ tịch thị xã kia rất tức giận, bắt người. Kết quả thế nào, cuối cùng vợ chủ tịch thị xã bị người ta nói là cắm sừng lên đầu chồng, lại còn phải đi xin lỗi vợ của tên khốn kia. Thời buổi này, tiền ấy à, là con dao giết người. Có những việc, phải cân nhắc kỹ mới được. Thiết Chiêm Hùng thở dài. Ông anh, tôi là bất đắc dĩ thôi. Không sai, Tô gia lắm tiền thế lớn, Diệp Phàm tôi cũng không phải yếu đuối. Tô Lâm Nhi năm lần bảy lượt phá rối như vậy, kẻ sĩ có thể nhân từ nhưng tôi không thể. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Thật ra, nếu cần một tên trộm, chẳng phải trước mắt cậu có một người đó sao? Thiết Chiêm Hùng đột nhiên mỉm cười. Ai? Diệp Phàm hỏi. Đồng chí Vương Nhân Bàng Oai Phong đó. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Vậy mà tôi quên mất anh ta. Người này nghe nói toàn cướp của người giàu chia cho người nghèo. Tôi nghĩ, cao thủ bát đẳng ra tay trộm đồ, thật đúng là có mấy cái bàn trải. Diệp Phàm ngẩn người ngộ ra. Cậu em, cậu nên để ý đến cảm nhận của Lam Tồn Quân một chút. Dù sao Tô Lâm Nhi cũng là người cậu ta yêu thương. Cậu có thể tấn công cô ta, nhưng không thể làm bị thương. Thiết Chiêm Hùng nhắc nhở. Không sao, tôi chỉ động tới tài sản của Tô gia chứ làm người bị thương có ích gì. Về phần người anh em Lam Tồn Quân, thì không cần lo lắng. Trước khi đi cậu ta đã dặn dò, nói là tấn công Tô gia thì không sao, chỉ xin không làm bị thương Tô Lâm Nhi là được. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Lam Tồn Quân là người phải trái rõ ràng, một là một, hai là hai, không muốn các anh em phải khó xử, là một đồng chí tốt. Thiết Chiêm Hùng khen ngợi. Buổi tối ngày hôm sau, Vương Nhân Bàng trông vật vờ mệt mỏi cũng không biết là đi từ đâu đến thẳng Hải Đông. Diệp Phàm hỏi từ đâu tới thì anh ta chỉ cười bí hiểm không mà không trả lời. Chú em, có phải đến Tiêu Giao ở Vu Sơn Cung không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Tiêu Giao cái khỉ, đi chữa bệnh. Vương Nhân Bàng hừ nói. Chữa bệnh, cậu mắc bệnh gì? Không phải là chơi với các em nhiều quá thành bệnh chứ? Cuối cùng lại thành bệnh hoa liễu, tôi nên chú ý một chút, để cậu lây bệnh thì phiền toái đây. Diệp Phàm đùa nói. Phong lưu cái khỉ, bây giờ làm gì có thời gian mà tơ tưởng đến mấy chuyện ấy? Vương Nhân Bàng nói xong nhíu mày nói. Chính là cái gì mà hỏa ngư trùng mà lần trước đi Thiên Nguyệt Am gây ra? Vốn nghĩ ông lão ở nhà có thể giải quyết được vấn đề này, không ngờ ông ấy đi nước ngoài. Không dễ gì tới được nước ngoài để hỏi cách giải quyết. Ai ngờ sau khi ông xem xét cũng lắc đầu, nói là không có cách giải quyết. Quái, thân thủ như cậu, Vương lão tiền bối nhà cậu công lực chắc chắn không thể dưới cửu đẳng. Cao thủ như vậy nếu chịu đi đến Phượng Tứ gia một chuyến, có vấn đề gì mà không giải quyết được? Diệp Phàm có chút nghi ngờ khó hiểu.
ông cụ không có thời gian, đang xử lý việc quan trọng. Bảo tôi tự giải quyết, đúng là phiền to rồi. Bảo tôi đi Phượng gia, vậy chẳng phải là đi tìm đường chết sao? Ôi, xong đời. Vương Nhân Bàng vẻ mặt khổ sở. Ha ha, thảo nào mà cậu đến Hải Đông nhanh thế? Có phải đến cầu giúp đỡ không? Tôi còn tưởng cậu ở xa vội tới là muốn giúp tôi. Diệp Phàm cười nói. Mỗi việc một nửa. Vương Nhân Bàng nói xong, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Đã tìm ra hợp đồng lúc trước Ủy ban Nhân dân thành phố ký với câu lạc bộ Tô Thị giấu ở đâu chưa? Hẳn là trong biệt thự của Tô Lâm Nhi, cụ thể giấu ở đâu, cái này khó nói. Việc này tôi đã bảo Phạm Cương ra mặt lục soát một chút, không tìm ra. Diệp Phàm lắc đầu. Vậy bản của Ủy ban Nhân dân thành phố đâu? Vương Nhân Bàng hỏi. Ha ha, bản kia, đương nhiên phải không được để mất chứ, đúng không? Diệp Phàm cười nói, liếc nhìn Vương Nhân Bàng một cái, thở dài nói. Cậu xem, tôi là một cán bộ nhà nước, để sử dụng quyền lực bình thường, lại đành phải đi đường tắt. Những ngày này cuộc sống thật không vui vẻ gì. Bình thường, chỉ cần đạt được mục tiêu, bất kể dùng biện pháp gì. Anh làm vậy cũng là vì công việc, hơn nữa, người cảm thấy tội lỗi phải là Tô Lâm Nhi đó. Anh là đại diện cho chính nghĩa, có lúc dùng những thủ đoạn không theo quy tắc thông thường, cũng bình thường mà. Vương Nhân Bàng có vẻ rất thản nhiên. Vậy việc này phải kính nhờ cậu. Diệp Phàm nói. Yên tâm, chỉ cần hợp đồng ở trong biệt thự của Tô Lâm Nhi, có giấu ở đâu tôi cũng sẽ tìm ra. Cái khác không nói, nếu là trộm đồ, nếu Vương Nhân Bàng nói đứng ngôi thứ hai, không ai dám xưng đứng thứ nhất trước mặt tôi. Vương Nhân Bàng nói đến đây, ưỡn ngực ra phía trước, rất khoe khoang. 360 nghề, nghề nào chẳng có trạng nguyên. Diệp Phàm cười gật gật đầu. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm đi thẳng đến thành phố Thương Hải. Đương nhiên là vì việc giải quyết vấn đề bắt Cao Tiềm của tập đoàn Địa Đường Điều Quy án. Cao Tiềm trốn ở đoàn số 2, sư thứ 7 thường trú tại thành phố Hải Đông. Có đoàn trưởng Tô Chí Cương che chở, đồng chí của Hải Đông chỉ có thể dừng lại ở doanh trại. Tuy nhiên đoàn số 2 cũng bị giám sát chặt chẽ bởi những cảnh sát mặc thường phục do An Kỳ sắp xếp. Cao Tiềm muốn trốn cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, đối với An Kỳ mà nói, Cao Tiềm thật sự muốn trốn, An Kỳ cũng không có cách gì. Anh ta trốn trong xe quân, An Kỳ gan to thế nào cũng không dám khám xe quân. Còn tư tưởng của Tô Chí Cương thì nhất định không thông suốt. Vậy đánh vào cấp trên trực tiếp của ông ta là được. Vừa nhớ ra, Diệp Phàm trong lòng có chút buồn bực. Nếu mình mà còn kiêm chức phó tư lệnh viên căn cứ Vịnh Lam Nguyệt, thì còn có thể công khai đến kiểm tra đoàn số 2. Tô Chí Cương đó còn phải cung kính hầu hạ mình mới đúng. Trước kia không cảm thấy thân phận phó tư lệnh này có cái gì đặc biệt. Tuy nhiên, trong thời điểm này mới ý thức được tầm quan trọng của nó. Vốn định đi tìm tư lệnh căn cứ Lâm Hoành, tuy nhiên Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút rồi lại thôi. Có chút việc nhỏ mà cũng phải tới làm phiền người ta, cũng chẳng ra sao. Mà cũng vừa may Kiều Thế Hảo nói là có quan hệ khá tốt với sư đoàn trưởng sư đoàn 7, cho nên liền cùng Kiều Thế Hảo đến thẳng Thương Hải. Thế Hảo, tổng bộ sư thứ 7 thường trú tại Thương Hải, sao trung đoàn 2 lại thường trú tại Hải Đông? Hai nơi này khoảng cách khá xa nhau, như vậy muốn phối hợp liên hệ cũng không tiện. Trên xe, Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Ha ha, đây là chuyện cơ mật, tuy nhiên đối với anh thì tôi có thể nói. Kiều Thế Hảo cười cười. Liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Đoàn số 2 này trước cai là đoàn cao pháo, chuyên môn đánh máy bay. Tuy nhiên, theo như yêu cầu chiến đấu hiện nay, máy bay càng ngày bay càng cao, pháo cao xạ này dường như trở nên có chút kém cỏi. Bỏ thì thương vương thì tội, máy bay của người ta bay tới mấy chục nghìn mét, cao pháo sao có thể đánh đến. Hơn nữa, về mặt độ chính xác và chuẩn của việc bắn cũng đều có cải tiến. Bây giờ là thời đại nào rồi? Là thời đại điện tử hóa, công nghệ thông tin. Cao pháo, tôi thấy, có thể rời khỏi sân khấu lịch sử rồi. Ý anh là không phải đoàn thứ hai có nhiệm vụ quan trọng. Diệp Phàm hỏi. Ừ, xem chừng sẽ lại bị loại trừ. Bỏ tên cao pháo, đổi thành đoàn địa không tên lửa đạn đạo. Kiều Thế Hào nói. Địa không tên lửa đạn đạo thật sự rất lợi hại. Cuộc chiến Vịnh Hải Loan năm 91 đã chứng minh điều này. Muốn nắm trong tay quyền khống chế bầu trời, quyền làm chủ trên biển, đều không thể thiếu đạn đạo. Cái gì địa không tên lửa đạn đạo, không đối với không,
địa đối với địa, dù sao, tên thì nhiều lắm. Nhưng tựu chung đều là đạn đạo. Tỉnh Nam Phúc nằm ở tuyến đầu hải chiến, tuy nói hiện nay chúng ta là xã hội hòa bình, rất ít có chiến tranh, nhưng vài vụ đánh nhỏ thì vẫn có thể xảy ra. Diệp Phàm gật đầu nói. Ừ, cao pháo không thể so sánh với uy lực của tên lửa đạn đạo. Hơn nữa, địa không tên lửa đạn đạo về các phương diện như điện tử hóa, độ chính xác khi tấn công, khoảng cách tấn công, phạm vi tấn công đều có những bước tiến rất cao, cao pháo không thể sánh được. Hơn nữa, theo radar theo dõi, một xe đạn đạo đồng thời có thể theo dõi nhiều mục tiêu tấn công, độ bao quát phạm vi lớn. Như anh nói, vị trí chiến lược của tỉnh Nam Phúc khá quan trọng. Tuy nói là thời bình, nhưng những vùng như bờ biển cũng không yên ổn. Mà lực lượng hải quân của nước ta cũng không mạnh, không đứng nổi thứ ba trên thế giới. Kiều Thế Hào nói. Chương 1813, lý do phức tạp của đoàn thứ hai. Ừ, nếu liệt kê các nước như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Nhật, Ấn Độ, Trung Hoa, thì nước ta đứng thứ bảy. Đương nhiên có nước nói nước ta giấu thực lực, điều này chúng ta không có cách phỏng đoán được, đây là chuyện của cấp trên. Tuy nhiên, xét từ phương diện chi phí quân đội đến việc mua chiến thuyền của hải quân, nước ta hiện nay còn khá lạc hậu. Trong điều kiện hải chiến vẫn chưa hùng mạnh, để bảo vệ tổ quốc, việc tăng cường uy lực trên đất liền là cốt yếu. Bố trí một vài đội tên lửa đạn đạo ở vùng duyên hải, tăng cường uy lực của tuyến đầu đối với việc đi lại của tàu bè nước ngoài là cần thiết. Diệp Phàm gật gật đầu nói. Ừ, nếu không nước Mỹ mặt dày ngày nào cũng đem tàu thuyền lấn hàng mẫu eo biển của chúng ta. Khoe khoang cái gì, dù nói hệ thống bảo vệ Aegis Combat của Mỹ rất lợi hại, nhưng năng lực tấn công của tên lửa đạn đạo nước ta cũng không kém. Hệ thống bảo vệ Aegis Combat có lợi hại đến đâu, cũng có lúc xảy ra sai sót. Tên lửa đạn đạo trung trình có thể giải quyết vấn đề tấn công mẫu hạm hàng không? Nếu vùng duyên hải tuyến đầu bố trí nhiều đạn đạo uy lực một chút, tôi nghĩ mẫu hạm hàng không của Mỹ muốn tới cũng phải suy xét một chút năng lực tự vệ của mình. Đương nhiên, theo cách nhìn của các nước lớn, vốn là không thể đánh nhau với mẫu hạm hàng không. Mọi người làm như vậy, đơn giản chỉ là để khoe khoang cho đối phương xem. Chỉ là so oai thôi. Kiều Thế Hào cười nói. Nếu Tô Chí Cương sau khi xét lại vẫn có thể làm đoàn trưởng đoàn thứ hai vậy chắc cũng có chút thực lực. Diệp Phàm nói. Rất có thể, năng lực của Tô gia không phải người như tôi và anh có thể phỏng đoán được. Không cần nói trung đoàn trưởng của một trung đoàn tên lửa đạn đạo, mà đến chức quân đoàn trưởng họ cũng có năng lực làm được. Chính trị thường đi kèm với tiền tài. Lấy ví dụ đơn giản, anh đi cầm quyền ở một địa phương, có tiền tài lót đường, có tập đoàn tài chính như Tô gia ủng hộ. Người ta đến địa phương mà anh nắm quyền đầu tư mấy tỷ, lập tức có thể kéo kinh tế tăng trưởng. Đây là cái lợi thấy được trước mắt, thật sự có ích. Còn những cái lợi khác mà tiền tài mang đến, càng không thể kể hết được. Kiều Thế Hào cười nói. Tô gia có uy thế như vậy, sư đoàn trưởng Yến liệu có chịu giúp đỡ không thật không nói trước được. Diệp Phàm lắc đầu nói. Ha ha, sư đoàn trưởng Yến chắc chắn giúp, giúp một cách vui vẻ. Kiều Thế Hào đột nhiên cười bí hiểm, có chút đắc ý. Ý gì vậy, có phải sư đoàn trưởng Yến là do người của Kiều gia giúp đỡ lên chức, hẳn là bác Kiều đề cử đúng không? Diệp Phàm hiểu ra, hỏi. Không phải. Kiều Thế Hào không nghĩ ngợi gì, lắc đầu luôn, liếc nhìn Diệp Phàm cười nói. Việc này không có chút quan hệ gì với Kiều gia chúng tôi. Sư đoàn trưởng Yến có hệ thống của chính ông ấy, tuy nhiên. Hệ thống của sư trưởng Yến hình như không có chung chạ gì với hệ thống của Tô gia. Lần trước nhắc đến việc cải cách đoàn số 2, sư đoàn trưởng Yến có cách nhìn của riêng mình. Anh ấy không muốn để Tô Chí Cương nhận chức trung đoàn trưởng trung đoàn số 2 sau khi cải cách. Dù sao trung đoàn số 2 sau cải cách xem chừng là tách ra từ sư đoàn 7, trở thành một đoàn độc lập thuộc nhị pháo. Như vậy địa vị của trung đoàn số 2 được nâng cao rất nhiều. Ai có thể giữ chức trung đoàn trưởng trung đoàn số 2 thì tiền đồ sẽ rộng mở. Một trung đoàn độc lập, vẫn là trung đoàn tinh vệ đạn đạo. Cho nên sư đoàn trưởng Yến muốn để người thân tín của mình lên ngồi ghế đó đúng không? Diệp Phàm cười nói. Phải, muốn thì muốn, tuy nhiên trung đoàn số 2 sau cải cách có liên quan rất nhiều. Không phải một mình sư trưởng Yến có khả năng nắm trong tay. Tuy nhiên ý của sư đoàn trưởng Yến cũng không phải là ý của một người. Mà là đại biểu cho ý kiến của tập đoàn của anh ấy. Chỉ cần sư đoàn trưởng Yến đề cử, quyết định sẽ được thực hiện.
quyết định của cấp trên còn phải để ý đến người cầm lái trong hệ thống của anh ta. Kiều Thế Hào nói, xem ra số tôi đúng là còn may lắm, nếu có thể biến chuyện của Cao Tiềm thành cơ hội để chỉnh đốn Tô Chí Cương, vậy vô tình đã giúp được sư đoàn trưởng Yển rất nhiều rồi đúng không? Diệp Phàm nửa cười nửa không, nhìn Kiều Thế Hào. Cho nên lúc trước anh nhắc tới vấn đề này với tôi liền nghĩ ngay đến chuyện này. Sư đoàn trưởng Yến và tôi có quan hệ khá thân thiết. Năm đó chúng tôi từng mặc chung một chiếc quần, đánh trận trong rừng. Tôi đã cứu anh ta đã cứu tôi. Việc này, chắc chắn được. Kiều Thế Hào rất tự tin. Tình cảm đó tốt lắm. Diệp Phàm gật gật đầu. Tuy nhiên cậu em, cái đó còn không. Kiều Thế Hào đột nhiên quay sang chuyện khác. Cái gì? Diệp Phàm có chút mơ hồ, tuy nhiên hình như cũng đoán được chút gì đó. Cậu em, đừng chối quanh với tôi. Chẳng phải anh đã từng đưa cho Trịnh Phương rồi sao? Kiều Thế Hào bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cứ như Diệp Phàm là một mỹ nữ vậy. Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, tôi có chút buồn nôn. Diệp Phàm hừ nói, liếc nhìn Kiều Thế Hào, hỏi. Xem ra tin tức của anh nhanh thật. Không phải tin tức của tôi nhanh, vừa hay đồng chí mà cậu tặng viên thuốc kia lại là bạn tốt của tôi. Lần đó tôi thấy anh ta lợi hại hẳn lên, nên đã hỏi cho đến cùng. Anh ta chẳng còn cách nào, đành phải nói ra. Tuy nhiên, vẫn bảo tôi không được nói ra ngoài. Cái gì mà cơ mật với không cơ mật chứ, Kiều Thế Hào tôi là ai, tuyệt đối không nói năng linh tinh bao giờ. Tuy nhiên thuốc này là do anh đưa, đương nhiên có thể hỏi anh. Kiều Thế Hào nói, Diệp Phàm chớp mắt hiểu ra, sao Kiều Thế Hào lại nhanh nhẹn chạy đến giúp mình vậy, làm gì có bao giờ thấy anh ta chịu khó thế. Hóa ra đã để ý đến viên thuốc. Hết rồi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, thấy sắc mắt Kiều Thế Hào hơi đổi, còn nói thêm. Lần trước Trịnh Phương còn đòi thêm, nhưng thuốc này là do người khác chế, vị cao nhân đó lại đi xa rồi. Hơn nữa, dược liệu này cũng khó có được. Tuy nhiên, hiện nay công bậc của anh cũng không cao, có thể chế ra một viên bậc thấp hơn. Tuy nhiên cũng phải đợi vị cao nhân kia về mới làm được. Vậy được, tôi sẽ chờ, tuy nhiên, cậu đồng ý cho tôi một viên rồi, đến lúc đó, đừng quên đấy. Bằng không, tôi bám theo cậu đến cùng. Kiều Thế Hùng đường đường đấng nam nhi không ngờ cũng giở trò xấu thế. Diệp Phàm nhìn thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nói. Tuy nhiên anh phải giúp tôi bắt được Cao Tiềm về quy án, nếu không viên thuốc đó, anh không cần nghĩ tới nữa đâu. Đương nhiên, làm không xong việc dù Kiều Thế Hào tôi là anh, nhưng cũng không mặt dạn mày dày đến đòi thuốc. Tôi đây, một là một, hai là hai. Tôi làm cũng vì lợi ích thôi. Bây giờ hình như thành thói quen rồi. Kiều Thế Hào nói thẳng không hối hận. Ôi, thiên hạ náo nhiệt cũng vì có lợi đến, nhốn nháo cũng vì chạy theo cái lợi. Quan vua còn vậy huống chi dân thường. Tình bạn vì tiền tài mà mất, tình cảm cha con vì tiền bạc mà nhạt. Con cháu có phúc riêng của con cháu, không phải lo xa cho chúng. Trong lịch sử mấy ngàn năm trước, Đại sư Tư Mã Thiên đã nghiệm ra chân lý này. Con người ấy à, đều sống trong lợi ích, không có lợi không dậy sớm, không có lợi thì không có động lực. Anh nói xem, có chuyện gì chúng ta làm mà không vì chữ lợi? Đương nhiên, chữ lợi này phân ra rộng hẹp. Ví như tôi muốn bắt Cao Tiềm, xét theo phương diện hẹp, là vì tôi muốn làm tốt công việc là để được đề bạt. Nhưng xét theo phương diện rộng hơn, tôi làm tốt công tác cũng vì tạo phúc cho dân, làm việc vì quốc gia, được lợi cũng là đất nước của đồng bào ta đây. Cho nên nói về chữ lợi cũng không hẳn là thấp hèn. Tôi chưa bao giờ lảng tránh vấn đề này đúng không? Đương nhiên con người ta sống một đời, cũng không thể chỉ biết đến chữ lợi, có lúc cũng phải xen vào những tình cảm khác đúng không nào? Diệp Phàm nói. Nhận xét hay quá, hay quá. Kiều Thế Hào đột nhiên vỗ tay. Sư đoàn trưởng sư đoàn 7 thuộc căn cứ Vịnh Lam Nguyệt tên là Yến Trường Thủy, tặng người lưng hùm vai gấu. Cặp mắt sáng ngời có thần, dường như có thể nhìn thấu tim gan người khác. Vừa thấy một người như vậy, Diệp Phàm trong lòng gật đầu, cảm thấy Yến Trường Thủy là một nhân vật không bình thường. Kiều đại sư trưởng có thời gian đến cái xó này của tôi chơi cơ à, khách quý khách quý. Vừa thấy Kiều Thế Hào, sư trưởng Yến cười ha hả, với bàn tay to sải bước đến. Ha ha, tôi nói này anh Yến, anh gọi đây là xó thì chỗ tôi chẳng phải thành bãi hoang hay sao? Thương Hải ấy à, so với Thủy Châu còn là một thành phố náo nhiệt hơn. Kiều Thế Hào cười nói, niềm nở ôm sư trưởng Yến,
không giả dối gì, xem ra tình cảm thật sự rất sâu sắc. Đến đây, Trường Thủy, tôi giới thiệu với anh một chút. Em rể Diệp Phàm của tôi. Chỉ vào Diệp Phàm, Kiều Thế Hào nhiệt tình giới thiệu. Nếu là em rể anh, chắc chắn tôi lớn tuổi hơn, là cậu em của tôi rồi. Yến Trường Thủy cười sang sảng, đưa tay ra bắt tay. Tuy nhiên vẫn có thể thấy được một tia kinh ngạc lóe ra từ khóe mắt Yến Trường Thủy. Nghe nói Kiều gia có hai anh em trai, em rể của Kiều Thế Hào chẳng phải là con rể của Kiều Viễn Sơn, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương sao? Xin chào sư trưởng Yến. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, đưa tay ra bắt tay Yến Trường Thủy. Kiều Thế Hào biết, Diệp Phàm rất kiêu ngạo, không muốn tùy tiện xưng huynh gọi đệ với người khác. Cho nên gọi thẳng tên chứ không gọi anh em gì cả, sau khi Yến Trường Thủy hơi ngạc nhiên thì cũng bình thường trở lại. Ông anh, người em rể này của tôi anh đừng tưởng nhìn trẻ vậy, năm nay chưa đến 30 cậu ấy đã bí thư thành ủy thành phố Hải Đông rồi đấy. Kiều Thế Hào không ngờ lại có vẻ tự đắc, cười nói. Thật đáng nể, thật sự rất giỏi. Xem ra Diệp Phàm hẳn là đại quan trẻ tuổi nhất nước ta rồi. Yến Trường Thủy cười nói, trong lòng cũng có phần khiếp sợ. Sau đó có phần nhiệt tình hơn, giao tiếp với người trẻ tuổi như vậy, chắc chắn không thiệt thòi. Mấy người vào quân doanh, bên ngoài phòng làm việc của Yến Trường Thủy cũng có một phòng tiếp khách nhỏ, mấy người liền ngồi xuống đó. Pha bình trà ngon nhất cho tôi. Sư đoàn trưởng Yến trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ, nói. Sau khi ba người hàn huyên một hồi, Kiều Thế Hào nói vào chủ đề chính. Ông anh, lần này đến có một việc nhỏ muốn nhờ anh. Khách sáo làm gì, giữa chúng ta mà còn phải khách sáo vậy sao? Sư đoàn trưởng Yến nói, có chút không hài lòng. Là như này, Hải Đông gần đây. Kiều Thế Hào lẩm bẩm kể chuyện của Cao Tiềm. Tô gia, thực lực hùng hậu lắm đấy người anh em ạ. Sư trưởng Yến nhíu mày nói. Biết là hùng hậu, cho nên mới tìm người anh em nhờ giúp đỡ. Kiều Thế Hào nói. Tin tức chuẩn xác không? Sư đoàn trưởng Yến nói, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tuyệt đối chuẩn xác, người của tôi đảm bảo Cao Tiềm ở trong doanh trại đoàn số 2. Diệp Phàm nói. Các anh có truy nã Cao Tiềm không? Sư đoàn trưởng Yến hỏi. Chương 1814, sư đoàn trưởng Yến ra tay. Vẫn chưa, việc này, chúng tôi muốn bắt được rồi mới thẩm tra lại. Diệp Phàm nói. Ha ha, nếu muốn bắt, cũng phải là người có vai vế mới được. Không truy nã thì định tội thế nào? Sư đoàn trưởng Yến nói, Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu ra. Ông ta chỉ là muốn tìm một lý do để bắt người. Đến lúc đó, Cục Công an thành phố Hải Đông coi Cao Tiềm là kẻ tình nghi, nếu Tô Chí Cương chứa chấp Cao Tiềm thì có thể định tội anh ta là bao che. Đến lúc đó, sư đoàn trưởng Yến vừa ra tay, phỏng chừng Tô Chí Cương chịu không nổi chắc chắn phải chạy thôi. Đúng là gừng càng già càng cay. Sư đoàn trưởng Yến vừa liếc mắt đã thấy được điểm yếu. Muốn mượn chuyện này giải quyết chuyện khác, cũng phải tìm đúng điểm bắt đầu, truy nã chính là điểm bắt đầu. Chỉ là một kẻ giật dây gây rối thì chưa đủ nghiêm trọng. Sư đoàn trưởng Yến lại lắc lắc đầu tự nói với mình. Diệp Phàm vừa nghe lại càng hiểu ra. Nhận thấy độ sâu sắc của người này thật không tầm thường, Cao Tiềm tội càng lớn, tội bao che của trung đoàn trưởng Tô cũng theo đó mà nặng hơn. Cái này dễ, tôi lập tức bảo Cục trưởng Cục Công an thành phố Hải Đông phát lệnh. Diệp Phàm nói, lấy điện thoại gọi An Kỳ, sau một hồi An Kỳ lập tức đi làm. Sư đoàn trưởng Yến, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Vừa rồi Cục trưởng An báo cáo với tôi là Cao Tiềm là trưởng ban an ninh của tập đoàn Địa Đường Điểu. Anh ta phụ trách rất nhiều lĩnh vực. Không chỉ giật dây hạng nhất, theo những chứng cứ đã nắm được, Cao Tiềm còn phạm những tội như tội cưỡng hiếp, tội bắt phụ nữ bán ma túy, tội đe dọa, tội làm người khác bị thương. Những tội danh này mà đặt cùng với nhau, nếu Cao Tiềm nếu bị bắt, ngồi tù trên mười mấy năm là chắc chắn. Diệp Phàm nói. Vậy tốt rồi. Sư đoàn trưởng Yến đột nhiên vui vẻ. Hai ngày sau, sư đoàn trưởng Yến đến Hải Đông, đi thẳng tới đoàn số 2. Ông ta đến nơi không lâu, An Kỳ cũng mang theo một cảnh sát hình sự tới bên ngoài đoàn số 2, đòi gặp đoàn trưởng đoàn số 2, Tô Chí Cương. Tô Chí Cương khoảng 30 tuổi, không cao, mặt gầy. Cục trưởng An, các anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi không có thời gian dài dòng với các anh, có chuyện gì nói thẳng. Tô Chí Cương có vẻ có chút mất kiên nhẫn.
Chúng tôi đã tìm khắp Hải Đông mà không tìm được kẻ tình nghi cao tiềm của tập đoàn Địa Đường Điểu mà chúng tôi đang truy nã. Chúng tôi nghi ngờ anh ta trốn trong quân doanh. Trung đoàn trưởng Tô có thể hợp tác giúp chúng tôi điều tra, tiến hành tự lục soát được không? An Kỳ nói. Chuyện đùa, đây là đâu, đơn vị quân sự trọng yếu. Là vùng cấm có thể tùy tiện cho người không phận sự vào được sao? Cục trưởng An, anh nói vậy có ý gì? Tô Chí Cương hùng hùng hổ hổ chất vấn An Kỳ. Chúng tôi đến chỉ là mong các anh tự lục soát một chút, cũng không phải là nhân viên của chúng tôi vào trong. Nếu không có, chúng tôi sẽ đi. An Kỳ nói. Biến. Tô Chí Cương rút cục nổi sung, chỉ vào An Kỳ giống lên. Trung đoàn trưởng Tô, thái độ này của anh là gì thế? An Kỳ cũng phát hỏa, lớn tiếng chất vấn. Bởi vì anh ta biết sư đoàn trưởng Yến đang ở trong ký túc xá, quát to như thế, đương nhiên là để gây chuyện. Tiễn khách. Tô Chí Cương liếc mắt nhìn An Kỳ nói. Tôi mong cục trưởng An đừng có không có việc gì lại gây chuyện, quát tháo lung tung ở vùng cấm quân sự. Tin là tôi có thể gọi người bắt anh ngay lập tức không? Cao Tiềm, sao Cao Tiềm có thể chạy đến chỗ chúng tôi được? Đây là các anh muốn thăm dò thông tin quân sự cơ mật. Trung đoàn trưởng Tô, lời này của anh có phần hơi quá. Chúng tôi chỉ mong các anh hỗ trợ điều tra, chúng tôi thành đặc vụ khi nào thế? Trung đoàn trưởng Tô, anh nói như vậy là mắc tội vu cáo hãm hại chúng tôi. An Kỳ có ý lớn tiếng phản bác. Không đi phải không, còn không đi thì bắt cả lại, ném ra ngoài cho tôi. Tô Chí Cương dọa dẫm. Tôi xem ai dám bắt người vô cớ. An Kỳ diễn rất hay, quát lớn. Bắt ném ra ngoài. Tô Chí Cương cảm thấy rất mất mặt, quát với mấy anh lính bên ngoài. Mấy anh lính hung hăng tiến đến, lao thẳng về phía An Kỳ. Chỉ một lát sau đã bắt được cánh tay An Kỳ. Hai bên vật lộn một hồi, An Kỳ chỉ có bốn người, sao địch được với tám anh lính, hai tay bị giữ sau lưng. Tuy nhiên trong lúc bị đưa ra ngoài, An Kỳ luôn miệng chửi mắng to tiếng. Ai chửi bới linh tinh trong quân doanh thế, còn ra thể thống gì nữa? Lúc này giọng sư đoàn trưởng Yến sang sảng vang lên. Báo cáo đoàn sư trưởng, hình như là mấy cảnh sát. Một thiếu tá vội nói. Sao lại thế? Gọi đến tôi nói chuyện, làm phản hay sao mà mấy cảnh sát quèn dám đến chỗ chúng ta gây rối? Thật sự định làm loạn đấy à? Thịch một tiếng, sư đoàn trưởng Yến đập bàn, hừ nói. Không lâu sau, bốn người bọn An Kỳ bị đưa tới trước mặt sư đoàn trưởng Yến. Thủ trưởng, tôi là cục trưởng cục công an thành phố Hải Đông, đến đây là để. An Kỳ vừa nói tới đây đã bị Tô Chí Cương đá cho một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Thủ trưởng. Ở đây có thể để cho người ta nói năng lung tung sao? Thành thật một chút cho tôi, đây là nơi thường trú của Trung đoàn 2, không phải cái xó cục công an thành phố Hải Đông của các anh. Tô Chí Cương rất kiêu ngạo nói. Tô Chí Cương là người nhà Tô gia, từ trước đến nay đều rất được chiều chuộng. Cho nên anh ta cảm thấy khá hài lòng, luôn nghĩ mình giỏi giang hơn người. Rốt cuộc sao lại thế này? Cục trưởng An, nếu không thể giải thích rõ ràng, Yến Trường Thủy tôi sẽ cho anh biết hậu quả của việc gây rối ở căn cứ quân sự là như thế nào. Yến Trường Thủy vẻ mặt nghiêm túc quát hỏi. Sư đoàn trưởng, anh ta căn bản là muốn nhân cơ hội này gây rối, chẳng có gì để hỏi đâu, cứ đá thẳng anh ta ra ngoài là được. Tô Chí Cương khẩn trương nói, anh ta vốn không muốn sư trưởng Yến phải để ý đến việc nhỏ nhặt này. Anh là sư đoàn trưởng hay tôi là sư đoàn trưởng? Không ngờ Yến Trường Thủy đột nhiên nghiêm mặt lại. Trừng mắt nhìn Tô Chí Cương liếc một cái, đương nhiên là có ý bảo anh ta thật là chẳng ra làm sao. Tô Chí Cương đỏ mặt không nói được gì. Lui sang một bên. Sư đoàn trưởng Yến hừ lạnh một tiếng nói. Đỡ anh ta dậy, tôi phải hỏi xem là đã xảy ra chuyện gì. An Kỳ vừa đứng lên vừa nói chuyện truy nã Cao Tiềm nói ra. Nói với Vẩn, chỉ là nói điêu. Tô Chí Cương sao lại có thể để loại tội phạm truy nã như Cao Tiềm lọt vào đoàn số 2. Hơn nữa, Cao Tiềm là ai tôi cũng không biết, nói gì đến việc trốn ở Trung đoàn 2. Tô Chí Cương hung hăng quát. Hét cái gì, có gì nói đấy, đừng nói linh tinh. Yến Trường Thủy liếc mắt nhìn Tô Chí Cương, hừ một tiếng. Là thật, người của chúng tôi thấy Cao Tiềm đi vào đoàn số 2. Thái độ của An Kỳ rất chắc chắn. Á, vậy nếu tôi không tự kiểm tra thì anh sẽ gán cho sư đoàn 7 chúng tôi tội bao che đúng không? Sư đoàn trưởng Yến lạnh lùng xem xét An Kỳ, liếc mắt một cái. Đương nhiên,
bây giờ tôi chưa dám khẳng định. Mấy hôm trước thì chắc chắn thấy anh ta đi vào. Không tin thì đây là ảnh chúng tôi chụp lúc Cao Tiềm vào. Bởi vì lúc ấy anh ta ngồi trong xe quân, cho nên hai đồng chí trông coi của chúng tôi không dám đến bắt người. An Kỳ nói xong, lấy ra túi tài liệu trong cặp ra đưa tới. Sư đoàn trưởng Yến cầm lấy nhìn qua, tuy ảnh chụp rất mờ, tuy nhiên quân đội cũng có cách phân biệt. Sư trưởng Yến đưa cho một thiết ta mang đi xử lý. Không lâu sau thì quay lại, anh ta liếc nhìn sư trưởng Yến, đứng nghiêm, báo cáo. Sau khi đối chiếu, ảnh chụp người ngồi trong xe quân kia đúng là trong tương tự nhân vật đang bị truy nã Cao Tiềm. Tuy nhiên cũng không khẳng định được là Cao Tiềm. Xem ra đúng là phải tự kiểm tra một phen. Tuy chúng tôi là quân đội nhưng cơ quan công an đưa ra nhiều chứng cứ như vậy, chúng tôi không tự kiểm tra một chút có lẽ sẽ bị đuối lý. Chúng tôi là ai nào? Là quân nhân, là người đàn ông với ý chí sắt đá bảo vệ Tổ quốc, là có khả năng chịu đựng tất cả mọi cuộc khảo nghiệm. Sư đoàn trưởng Yến nói mấy lời hoa lá rồi vung tay lên hừ nói. Tôi ra lệnh toàn bộ đoàn tiến hành điều tra một chút, đây là hình thức tự tra. Để biểu hiện thành ý của chúng ta, phân ra 4 tổ tiến hành, mỗi tổ phối hợp với một cảnh sát. Đương nhiên những nói thuộc loại bí mật quân sự thì cảnh sát không thể vào, do các đồng chí phòng quân vụ phụ trách. Sư đoàn trưởng Yến, ý của ông là gì? Chẳng lẽ ông không tin Tô Chí Cương tôi sao? Đây căn bản là do các đồng chí cảnh sát cục công an thành phố Hải Đông không tìm thấy người mà gây rắc rối. Nếu cứ làm theo ý bọn họ như vậy, quân doanh của chúng ta còn ra thể thống gì? Hơn nữa, muốn điều tra quân doanh, ít nhất phải có giấy tờ có chữ ký viết tay của Tư lệnh Lâm của căn cứ Vịnh Lam Nguyệt mới được. Bằng không, Tô Chí Cương tôi tuyệt đối không cho phép. Tô Chí Cương hừ lạnh nói. Hừ, Trung đoàn 2 không phải cơ quan bộ đội thuộc Sư đoàn 7 nữa sao? Chúng ta đây không phải là tham gia điều tra, chỉ là tự chỉnh đốn. Tự chỉnh đốn là như thế nào? Tô Chí Cương, anh từng học điều lệ quân vụ chưa? Đứng sang một bên, gọi người tới đây, tiến hành điều tra từ các đồng chí sư phòng quân vụ. Hành động này của sư trưởng Yến chẳng để lại tí thể diện nào cho Tô Chí Cương. Sư đoàn trưởng Yến, ông làm thế này là vì sao? Chẳng lẽ có gì không vừa lòng với Tô Chí Cương tôi sao? Tô Chí Cương cũng nổi giận, liếc mắt một cái, hét lớn. Các đồng chí đoàn số 2 nghe đây, ai dám điều tra lung tung, bắt hết lại cho tôi. Tô Chí Cương, không ngờ anh dám không chấp hành mệnh lệnh của sư trưởng. Thế này là chống lại quân lệnh có biết không? Lúc này một thượng tá lớn tiếng mắng mỏ trung đoàn trưởng. Quân lệnh, tôi còn rõ hơn anh. Tô Chí Cương hừ lạnh nói. Vớ vẩn, muốn làm phản phải không? Anh tới bắt đồng chí Tô Chí Cương lại, nhốt anh ta một ngày một đêm rồi tính sau. Sư đoàn trưởng Yến giận bừng bừng, hai thiếu tá tiến đến, không chút khách sáo bắt Tô Chí Cương. Các người, tôi sẽ báo cáo với cấp trên kiện các người. Giọng Tô Chí Cường từ xa vọng lại. Không lâu sau, tìm được Cao Tiềm trong một tầng hầm. Sư đoàn trưởng Yến còn tự mình áp giải Cao Tiềm tới. Lúc vừa nhìn thấy Cao Tiềm, sắc mặt Tô Chí Cương lập tức tái nhợt như tờ giấy. Tuy nhiên, Tô Chí Cương lập tức quát lớn. Anh là ai, ai cho anh vào đây? Tôi tự vào, liên quan gì đến anh? Cái quân doanh nát này có gì mà hay, tôi đang chuẩn bị chuồn đây. Cao Tiềm cũng rất cứng rắn, hừ nói. Đừng đóng kịch nữa đồng chí Cao Tiềm. Yến Trường Thủy hừ lạnh một tiếng, vung tay lên nói. Cục trưởng An, người thì chúng tôi tạm thời chưa thể giao được. Nếu việc này liên quan đến một số quan chức trong quân đội, bộ phận quân vụ chúng tôi trước tiên phải tìm hiểu rõ ràng sự tình mới có thể giao người cho các anh. Tuy nhiên, anh cứ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ xử lý công bằng chuyện này. Chương 1815, lục phòng ngủ của Tô Lâm Nhi. Vậy được rồi, chúng tôi chờ sau khi các ông làm rõ sự việc, mau chóng giao người cho chúng tôi. Đến lúc đó thông báo cho chúng tôi một tiếng. An Kỳ có vẻ bất đắc dĩ gật đầu. Cái gì, Cao Tiềm bị bắt? Sau khì giám đốc Tô Quý Tài của Tô Thị nhận được tin, liền kinh hãi, vội vàng đến chỗ Tô Lâm Nhi. Tô Lâm Nhi xây một biệt thự riêng biệt ở thành phố Hải Đông, rất xa hoa xa xỉ. Chỉ riêng bãi cỏ bên ngoài đã khoảng 10 mẫu, thêm những thứ như bể cá, Giả Sơn nghe nói số tiền bỏ ra khi đó lên đến 80 triệu. Tô gia đúng là giàu. Không ngờ một nơi nắm chắc đến 9 phần 10 như vậy mà cũng không an toàn. Đối thủ của chúng ta quá lợi hại. Tô Lâm Nhi nằm nghiêng trên chiếc ghế chuyên dụng,
vừa có thể làm ghế dựa vừa có thể làm giường, ghế nằm. Cô ta liếc nhìn Tô Quý Tài nói. Anh nói xem, ai lại khiến An Kỳ dám cả gan thế? Lại còn tạo ra sự xuất hiện của sư đoàn trưởng sư đoàn 7 nữa chứ? Năng lượng của người đó không phải bình thường đâu. Có thể tác động đến cả sư đoàn trưởng Yến, ít nhất cũng phải là người có chức vụ cấp bậc ngang ngửa Yến Trường Thủy. Yến Trường Thủy là đại tá, người kia chỉ ít cũng phải là cấp tướng mới tác động được. Nước ta tuy là tướng quân khá nhiều, nhưng đều phải là những người có bối cảnh, có ảnh hưởng. Chuyện lần này trở nên phức tạp rồi đây. Trên mặt Tô Quý Tài thoáng một tia sầu lo. Không hẳn. Tô Lâm Nhi đột nhiên lắc đầu. Tuy nhiên Tô Quý Tài không hiểu, nhìn Tô Đại Tiểu Thư, biết cô sẽ giải thích. Tôi nghe đồng chí Tô Chí Cương từng nói là Yến Trường Thủy cũng không thích anh ta. Trước kia còn không biểu hiện rõ ràng, lần này nghe nói trung đoàn cao pháo của Tô Chí Cương sẽ đổi thành trung đoàn tên lửa đạn đạo nhị pháo. Cho nên tuy nói chế độ xây dựng của đoàn không thay đổi nhưng từ trước đến nay, bộ đội đạn đạo luôn là bộ đội cơ mật trọng điểm của quốc gia, là trung tâm của quân đội. Có thể đảm nhiệm chức trung đoàn trưởng trung đoàn 2, tiền đồ sẽ rộng mở hơn nhiều. Huống chi, còn có tin đồn trung đoàn 2 không chừng sẽ chuyển thành lữ đoàn tên lửa đạn đạo. Tô Lâm Nhi thản nhiên hừ một tiếng. Tiểu thư muốn nói chuyện này là do Yến Trường Thủy đang gây khó dễ cho Tô gia chúng ta, đương nhiên ông ta đỏ mặt tía tai vì vị trí này. Tô Quý Tài hiểu ngay. Yến Trường Thủy không muốn để Tô Chí Cương làm đoàn trưởng đoàn đạn đạo. Ông ta muốn để người thân tín của mình ngồi vào vị trí đó. Tin đồn gần đây Yến Trường Thủy muốn điều chỉnh công tác của các trung đoàn, xem chừng chính là muốn khai đao với Tô Chí Cương. Lần này, đối thủ của chúng ta hẳn đã nắm được bí mật này. Cho nên nói chuyện của Cao Tiểm cho Yến Trường Thủy. Vừa hay, Yến Trường Thủy vẫn chưa nắm được điểm yếu nào, lại có cơ hội này, mượn nó để đối phó Chí Cương. Tô Lâm Nhi đúng là không phải thông minh bình thường. Sau khi cân nhắc một lúc không ngờ đã tìm ra mấu chốt của sự việc. Lẽ nào An Kỳ có khả năng này? Trong mắt Tô Quý Tài hiện lên một tia khinh thường. Anh ta! Tô Lâm Nhi ngẫm nghĩ một chút, lắc lắc đầu, trầm ngâm rồi nói. Việc này, 8 phần 10 là do Diệp Phàm làm. Người này tuy nói xuất thân không ra sao nhưng nghe nói có vài người trong quân đội đã nhận làm huynh đệ. Có lẽ là dựa vào những người anh em đó để liên hệ với Yến Trường Thủy. Cho nên Chí Cương lần này mới vừa khéo rơi vào tay hắn. Việc này, thật đúng là có chút phiền phức. Nếu Yến Trường Thủy cứ cắn không nhả có thể Chí Cương sẽ phải ra toàn án quân sự. Đôi lông mày đẹp tuyệt của Tô Lâm Nhi hơi động đậy. Cái này, tiểu thư, phải nhanh chóng nghĩ cách thôi. Cao Tiềm rất quan trọng đối với Tô gia chúng ta, hơn nữa anh ta biết quá nhiều. Có nên nói với ông cụ không, nếu không chỉ lo Yến Trường Thủy ra tay quá nhanh, chúng ta sẽ trở tay không kịp. Nét mặt Tô Quý Tài ngày càng nặng nề. Việc Cao Tiềm bị bắt khiến Tô Quý Tài toát mồ hôi hột. Bất kể quan trọng hay không, bọn họ cư xử với chúng ta như thế, cũng không thể để cho họ cười vào mặt chúng ta được, đúng không? Tô Lâm Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, suy nghĩ một hồi rồi nói. Anh nói đi, Yến Trường Thủy là người của tập đoàn nào? Tôi cũng không rõ là người của tập đoàn nào. Nhưng nghe nói Yến Trường Thủy có quan hệ khá tốt với Thứ trưởng Bộ Tổng Thiết bị, Điền Chấn Hưng. Có phải họ thuộc cùng một phe không? Tô Quý Tài có vẻ không chắc lắm, nhìn Tô Lâm Nhi nói. Được, đầu óc còn chưa hồ đồ, tin tức cũng khá cập nhật. Tô Lâm Nhi khen Tô Quý Tài một câu, nói tiếp. Đúng vậy, tìm Điền Chấn Hưng. Tiểu thư, Thứ trưởng Điền không có qua lại gì với chúng ta, tìm thế nào bây giờ? Tô Quý Tài có chút buồn bực. Điền Chấn Hưng không qua lại gì với chúng ta nhưng Mai Gia ở thủ đô lại có chút quan hệ với chúng ta. Tô Lâm Nhi hừ lạnh một tiếng. Đúng rồi. Tô Quý Tài vỗ trán, cười nói. Xem tôi kìa, quên cả Mai Gia. Mai Trường Phong chẳng phải đến Vịnh Lam Nguyệt sao? Anh ta vẫn là phó tư lệnh viên căn cứ, mà nghe nói sư đoàn 7 chịu sự quản lý trực tiếp của căn cứ Vịnh Lam Nguyệt. Xem ra, Yến Trường Thủy chính là cấp dưới của phó tư lệnh Mai. Chỉ cần phó tư lệnh Mai ra mặt, chẳng lẽ Yến Trường Thủy dám không nghe lời? Anh sai rồi. Tô Lâm Nhi lắc đầu. Sai. Tô Quý Tài chẳng hiểu ra sao, nhìn Tô Lâm Nhi ngạc nhiên. Nói như này cho dễ hiểu, chúng ta hãy nghĩ theo hướng khác. Dù nói Mai Trường Phong có quan hệ khá tốt với chúng ta, nhưng chưa chắc Yến Trường Thủy đã nể mặt Mai Trường Phong. Chẳng phải anh cũng vừa nói,
Yến Trường Thủy có quan hệ khá tốt với Điền Trấn Hưng sao? Lẽ nào ông ta thật sự sợ Mai Trường Phong? Phó tư lệnh thì đã là gì? Phó Bộ trưởng Bộ Tổng Thiết bị đã có ảnh hưởng hơn một Phó tư lệnh Vịnh Lam Nguyệt nhiều rồi. Nếu Mai Trường Phong có chút giao tình với Yến Trường Thủy thì tốt. Nhưng đáng tiếc là theo tôi biết, Mai Gia và Yến Trường Thủy không có quan hệ mấy. Tô Lâm Nhi nói. Tôi hiểu rồi, trước tiên phải tác động vào Mai Trường Phong, mà Mai Trường Phong phải làm tốt công tác tư tưởng cho Yến Trường Thủy. Còn Yến Trường Thủy thì chỉ quan tâm đến Thứ trưởng Điền. Cho nên suy cho cùng, trước tiên phải đả thông tư tưởng cho Thứ trưởng mới được. Mà Tô Gia chúng ta lại không có quan hệ mấy với Thứ trưởng Điền. Cho nên việc này phải nhờ tới trung gian trong Mai Gia liên hệ với Thứ trưởng Điền. Tác động được Thứ trưởng Điền cũng chính là tác động được Yến Trường Thủy. Tô Quý Tài dáng vẻ đã hiểu ra, sau khi liếc mắt nhìn Tô Lâm Nhi. Tuy nhiên lại nhíu mày lại nói. Tuy nhiên, tiểu thư, Mai Gia dù nói có chút quan hệ với nhà chúng ta. Nhưng ở thủ đô này, mấy danh gia vọng tộc đều biết rõ. Không có lợi ích gì thì sẽ không làm, xem chừng người ta sẽ trung lập. Đương nhiên như vậy, không có lợi ích trao đổi, Mai Gia dựa vào đâu mà giúp đỡ chúng ta. Huống chi, việc này nói lớn không phải lớn, mà nhỏ cũng không phải nhỏ. Yến Trường Thủy muốn mượn cớ để đánh đổ Chí Cương, miếng thịt béo đang nhai không thể nhả ra ngay lập tức. Cho nên, Mai Trường Phong muốn làm công tác tư tưởng cho Điền Trấn Hưng thì cũng phải bỏ ra chút sức lực. Mai Trường Phong đã phải bỏ công, chúng ta phải bù đắp cho ông ta gấp hai lần. Bằng không, không có lợi ích thì vốn không có động lực, cũng không thể để người ta phải chịu thiệt thòi, đúng không? Tô Lâm Nhi thản nhiên mỉm cười. Tiểu thư, chúng ta lấy cái gì thuyết phục Mai Trường Phong? Tô Quý Tài cũng lập tức lấy lại tinh thần. Tiền có sức mạnh thần thông quảng đại. Người cầm lái về kinh tế của Mai Gia là Mai Thực Đông, em trai ruột của ông cụ Mai Gia. Tô Lâm Nhi nói. Đúng rồi, lần trước quay về thủ đô, chẳng phải nghe nói tập đoàn Mai thì muốn cùng chúng ta hợp tác làm hạng mục kinh doanh bất động sản đấy sao? Ông cụ vẫn đang cân nhắc chuyện này, nghe nói vẫn chưa nhận lời. Tô Quý Tài nói. Phải, hiện nay bất động sản đem lại lợi nhuận không tồi. Mai Gia cũng thấy tiềm lực phát triển của thị trường này. Nhà chúng ta đi trước một bước, đã sớm chiếm lĩnh một phần thị trường. Mai Gia muốn chen chân vào, ông cụ đương nhiên phải suy xét một chút. Hạng mục hợp tác này lên đến gần 1 tỷ, chúng ta chiếm đa phần. Còn Mai Gia lại đề xuất là muốn giữ 30% cổ phần, nghiễm nhiên trở thành nhân vật số 2 của tập đoàn bất động sản mới thành lập. Bọn họ đòi phần lợi nhuận quá lớn, cho nên ông cụ vẫn còn đang cân nhắc. Tuy nhiên, chuyện của Chí Cương đã rơi vào tay Yến Trường Thủy. Việc này không thể kéo dài nữa. Tôi sẽ thông báo cho Mai Thực Đông, tin là với sự hấp dẫn của 30% cổ phần, ông ta sẽ đồng ý chuyện đả thông tư tưởng cho Mai Trường Phong. Mai Trường Phong tuy nói lăn lộn trong hệ thống quân đội, nhưng tin là anh ta không hồ đồ. Không có sự ủng hộ về tài lực hùng mạnh của Mai Gia, họ dựa vào cái gì mà có được những vị trí có tầm ảnh hưởng như thế trong giới quân sự và chính trị. Tô Lâm Nhi hừ lạnh một tiếng. Cô gái này, nói thay đổi sắc mặt là thay đổi sắc mặt, đến nhanh. Tuy nhiên chỉ lo ông cụ cho là không thỏa đáng. Tô Quý Tài có chút lo lắng. Không sao, tôi sẽ làm công tác tư tưởng cho ba. Tô Lâm Nhi nói, cầm lấy điện thoại gọi. 9 giờ tối. Phạm Cương vẻ mặt hí hửng gọi điện nói. Báo cáo đại ca, mục tiêu đã chuyển sang Tô Lâm Nhi thành công. Không phải là cậu bắt cóc Tô Phất Trụy đấy chứ? Diệp Phàm cười nói. Không đâu, muốn để cho cô ta rời khỏi biệt thự cũng dễ thôi. Phạm Cương đắc ý cười. Dùng cách gì, nói đi. Xem có dùng được không? Phạm Cương, phải dở trò thì cứ làm. Nhưng thủ đoạn cũng phải quang minh chính đại. Hiện nay cậu cũng sắp tới ngũ đẳng, xem như cao thủ bậc trung rồi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Đơn giản, chỉ một hòn đá là xong. Phạm Cương nói, không làm bị thương cô ta chứ? Diệp Phàm trong lòng ngạc nhiên, nói, không, anh đã dặn dò, tôi sao dám làm bị thương cô ta? Hơn nữa, cô gái đó trông cũng được, Phạm Cương tôi là người biết thương hoa tiếng ngọc mà, sao có thể làm cô ta bị thương chứ? Lúc ấy xe cô ta mở cửa nhanh quá, tôi trốn ở một cái cây rồi dùng cung bắn một cục đá, không trúng cửa kính xe mà bắn vào phần che phía trước xe. Tuy nhiên tốc độ xe quá nhanh, bị giật mình, xe đâm vào làn ngăn bên đường, chỉ xước một tẹo.
hình như cánh tay trái hơi bị chảy ra, đến bệnh viện tiêm mũi uốn ván, xem chừng tối nay sẽ không về nhà. Phạm Cương cười ruồi, vui khi người khác gặp nạn. Ừ, được rồi, cậu trông chừng cô ta về thì gọi ngay cho Vương Nhân Bàng. Tôi lập tức bảo cậu ta xuất phát. Diệp Phàm nói xong, gọi điện cho Vương Nhân Bàng. Vừa nghe, cậu ta lập tức mang công cụ xuất phát. Tối nay bóng đêm không phủ dày đặc, ánh trăng khá sáng. Vương Nhân Bàng lén chui vào biệt thự nhà Tô Lâm Nhi. Bốn phía của biệt thự tuy có bốn người nhị đẳng canh chừng, nhưng Vương Nhân Bàng là ai? Phương pháp dương đông kích tây dùng trăm lần hiệu quả cả trăm, lẻn vào biệt thự một cách dễ dàng. Trên đầu anh ta đội mấy cái tất dài, toàn thân màu đen, có vẻ rất nguy hiểm. Ngựa quen đường cũ, anh ta đi thẳng vào tầng 1, đến phòng Tô Lâm Nhi. Bởi vì anh ta đã giẫm phải bát đĩa mấy lần. Chương 1816, không ngờ là thư tình. Tuy nhiên, tìm đi tìm lại trong phòng ngủ của Tô Lâm Nhi cũng không thấy hợp đồng cho thuê đất được ký giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Đông với câu lạc bộ Tô Thị. Quái, trong tủ bảo hiểm để mấu trăm nghìn đô la Mỹ. Mình chỉ cần rút ra hai cọc. Dùng để tìm mấy em để vui vẻ một chút chắc là đủ. Tuy nhiên, hợp đồng này, chẳng lẽ không để chôn phòng ngủ. Vương Nhân Bàng trong lòng trầm ngâm, ánh mắt dò xét như lang sói. Lại đeo một loại kính đặc biệt vào. Kính này đương nhiên là của các nhân viên tổ đặc nhiệm A. Có thể dùng để phát hiện ra một số loại ánh sáng. Ví như tia hồng ngoại và tử ngoại. Tuy nhiên Vương Nhân Bàng có chút thất vọng, không ngờ chẳng phát hiện ra điều gì khác biệt. Giống như đây chỉ là một phòng ngủ bình thường. Anh ta đương nhiên lo lắng, lại tìm lại lần nữa, vẫn không tìm được gì. Xong đời, đêm nay mất mặt rồi. Trở về không chừng sẽ bị Diệp Phàm coi chẳng ra cái gì. Vương Nhân Bàng trong lòng có chút buồn bực, vỗ lên cái giường cổ. Một tiếng động vang lên, Vương Nhân Bàng kêu lên. Có vấn đề. Anh ta thích thủ chuẩn bị trang phục và đạo cụ tìm kiếm, quả nhiên phát hiện có điểm đáng ngờ. Ấn giật giật cái nút tròn dưới giường, chợt có tiếng động răng rắc, dưới giường xuất hiện một cánh cửa ngầm. Mẹ nó, thiết kế thật tài tình, tuy nhiên còn chưa biết Vương Nhân Bàng ta là ai. Loại tiểu xảo này, chẳng chơi chán rồi. Chẳng phải nhóm vương gia của Triều Thanh cũng từng muốn làm cửa ngầm sao? Mình là ai chứ? Vương Nhân Bàng tự đắc trong lòng, phát hiện bên trong một có một phong thư. Quái, cái gì quan trọng mà phải giấu sâu như vậy? Chẳng lẽ, hay là, khóe miệng Vương Nhân Bàng thoáng một tia cười vui, cẩn thận rút ra một phong thư, phát hiện phong thư không dán, rút thư bên trong ra vừa đọc, lập tức cười khanh khách. Mắng, Lam Tồn Quân kia có gì mà tốt, đúng là cao thủ lừa gái. Thư này, viết đến là buồn nôn, cái gì mà em Lâm Nhi của anh thẳng thắn gọi em Lâm, Lam Tồn Quân cậu chẳng phải Thành Bảo ca ca sao? Vương Nhân Bàng thầm cười khinh, lại rút ra một bức thư nữa xem, phát hiện vẫn là thư tình của Lam Tồn Quân. Vương Nhân Bàng có chút tức giận, rút thêm mấy bức, phát hiện đều là thư như vậy. Bực thật, thằng họ Lam đó thì có gì mà tốt chứ? Đáng cái khỉ gì mà phải giấu thư của người ta như giấu của báu? Vương Nhân Bàng trong lòng oán thầm Lam Tồn Quân, nhất thời quên nhiệm vụ. Anh ta tức giận, dứt khoát nhét tất cả thư vào túi mình. Cuối cùng, phát hiện bản hợp đồng ở một ngăn bí mật khác. Đương nhiên anh ta đã khôi phục lại nguyên trạng rồi mới chuồn ra khỏi biệt thư, đi thẳng đến chỗ Diệp Phàm, đương nhiên là đi khoe khoang và tranh công. Thế nào, thằng nhóc họ Lam này đúng là may mắn. Mấy bức thư vớ vẩn này, không ngờ Tô Lâm Nhi cất giấu như của báu, thật là buồn cười. Vương Nhân Bàng ném một sấp thư lên trên bàn, cười to với Diệp Phàm. Anh lấy đồ này của người ta, thật là có chút thiếu đạo đức người anh em ạ. Diệp Phàm không khỏi buồn cười. Thiếu cái khỉ. Vương Nhân Bàng tức giận hừ một tiếng, liếc nhìn Diệp Phàm nói. Tô Lâm Nhi cô ta quá kiêu ngạo, chúng ta cho cô ta một bài học cũng đáng. Bằng không, một chủ tịch thành phố như anh quả có chút uất ức. Ha ha, đó là nể mặt đồng chí Lam. Bằng không tôi đã động thủ từ lâu rồi. Lẽ nào không có biện pháp trị cô ta sao? Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười. Gần đây có dự định gì không? Anh bây giờ vừa là phó bí thư vừa là chủ tịch thành phố, phải giữ cho chắc. Bằng không, một khi bí thư mới đến, ủy viên thường vụ thành ủy sắp xếp lại gây sức ép cho anh. Hơn nữa lúc đó lại bị quản chế nhiều mặt, chẳng bằng bây giờ cứ nắm hết trong tay đi. Vương Nhân Bàng thật ra rất quan tâm đến những chuyện này. À, gần đây tôi đang tăng cường khống chế.
Tuy nhiên có những việc không gấp được, nhưng thật ra anh bảo khống chế toàn bộ Hải Đông thì tôi không có dã tâm lớn vậy. Hơn nữa, tỉnh ủy cũng không thể để tôi làm vậy. Diệp Phàm lắc đầu nói. Cũng đúng, thôi vậy, không nói chuyện này nữa, đáng ghét. Vương Nhân Bàng gật gật đầu. Con gái của ác cẩu chưa đến tìm anh sao? Diệp Phàm nửa cười nửa không, nhìn Vương Nhân Bàng. Sao mà cô ta tìm được tôi, đến vô ảnh đi vô tung? Tuy nhiên bị cô ta tìm được thì cũng khá phiền đấy. Vương Nhân Bàng rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Còn phiền nữa, người ta chẳng đưa đến cửa rồi. Diệp Phàm cố ý thuyết giáo, đương nhiên là dùng để chế giễu Vương Nhân Bàng. Đừng nhắc đến cô ta nữa, ngán ngẩm. Vương Nhân Bàng vội vàng muốn chuyển chủ đề. Hai ngày sau, tình hình thay đổi đột ngột. An Kỳ vội vã vào phòng làm việc của Diệp Phàm, vừa vào, đã kích động nói. Phó Bí Thư, không hay rồi. Chuyện gì, lão An, anh không còn là trẻ con 3 tuổi nữa đâu. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Không ngờ Cao Tiềm bị sư trưởng Yến giao cho Sở Công an tỉnh, trực tiếp giao cho Giám đốc Sở, Câu Trấn Nam. An Kỳ rất phẫn nộ. Hừ, sư đoàn Trương Yến thay lòng nhanh thật. Diệp Phàm ngồi xuống, lạnh lùng hừ một tiếng. Lúc ấy sư đoàn trưởng Yến đã khẳng định, đợi bọn họ điều tra rõ ràng chuyện Tô Chí Cương xong sẽ giao Cao Tiềm cho Cục Công an thành phố Hải Đông chúng ta. Xem chừng, ở đây có người nhúng tay vào. Hơn nữa, Cao Tiềm có chỗ dựa, có lẽ người ta đã sắp xếp kế hoạch xong xuôi từ lâu. An Kỳ nói lý. Chẳng ai ngoài Tô ra đâu. Phỏng chừng là Tô Lâm Nhi ra tay. Cô ta cũng đoán được ít nhiều. Diệp Phàm hừ nói. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút, liền gọi điện cho quân đoàn trưởng Vĩnh Lam Nguyệt, Hầu Bình, hỏi. Quân đoàn trưởng, có thể giúp đỡ một chút không? Đoàn trưởng đoàn số 2 sư thứ 7 rút cục bị làm sao vậy? Diệp Phàm kể chuyện Tô Chí Cương và Cao Tiềm cho quân đoàn trưởng Hầu nghe. Được, để tôi đi tìm hiểu một chút rồi sẽ kể lại cho cậu. Quân đoàn trưởng Hầu rất thẳng thắn, nhận lời ngay. Nửa tiếng sau gọi điện lại, nói. Chánh án lệ của Tòa án quân sự Vĩnh Lam Nguyệt khi đó tiếp nhận ý tứ của sư đoàn trưởng sư đoàn 7 của Vĩnh Lam Nguyệt. Tuy nhiên vài ngày trước, Yến Trường Thủy lại nói khác. Nói là chuyện của Tô Chí Cương chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề này nội bộ sư thứ 7 của bọn họ đã xử lý xong, không cần phiền đến chánh án lệ. Người ta đã nói vậy, chánh án lệ đương nhiên sẽ không tự dưng đi tìm việc làm gì. Nói thật, những vụ việc kiểu như quân nhân lên đến tòa án quân sự thông thường chánh án lệ thường không muốn nhận. Bởi vì quan hệ bên trong rất phức tạp, trừ phi là chuyện không thể không xử lý, nếu các cấp dưới có thể xử lý được, chánh án lệ thường mắt nhắm mắt mở coi như không biết. Hầu quân, có hỏi xem là tay chân của ai không? Diệp Phàm hỏi. Cái này, cậu em, thật ngại quá, tôi còn chưa hỏi thăm được. Hầu quân tỏ vẻ có lỗi, trầm ngâm một hồi lại nói. Tuy nhiên, nghe có người nói từng thấy người của Tô Gia và Tư lệnh Mai uống rượu với nhau ở Thủy Châu. Đây cũng có thể là giao tiếp bình thường của người ta. Nghe nói quan hệ giữa lão Mai Gia và Tô Gia cũng không đến nỗi nào. Từ đời trước đến nay, đều có kết giao. Cảm ơn. Diệp Phàm nói một tiếng rồi gác máy. Sau đó sắc mặt lập tức nặng nề. Việc này chắc chắn là do Mai Trường Phong của Mai Gia nhúng tay vào. Không thể tưởng tượng bọn họ hành động nhanh vậy. Không ngờ chuyển Cao Tiềm cho Câu Trấn Nam. Lần trước vì chuyện của Đàm Quang Huy, mình đã trực diện bày ra một thủ đoạn. Nếu phải áp chế Câu Trấn Nam, chỉ có Lý Sương Hải của Đảng ủy Công an lên tiếng may ra mới được. Tuy nhiên, Lý Sương Hải tuy nói biết mình từ lâu, nhưng để nhờ anh ta ra tay, phỏng chừng, không có lợi ích thật lớn, anh ta chắc chắn sẽ không vật tay với phó giám đốc sở của mình. Trong một thời gian ngắn, Diệp Phàm chưa thể nghĩ ra cách gì để hấp dẫn Lý Sương Hải. Về việc thăng chức, Lý Sương Hải cũng mới nhận chức được khoảng 2 năm, chuyện này chắc chắn không được. Nếu dùng tiền, Lý Sương Hải khẳng định không dám nhận. Dùng đồ vật quý giá cũng thế thôi. Diệp Phàm suy nghĩ một hồi, quyết định đích thân đến tỉnh thành một chuyến. Bảo làm thì làm luôn, sau khi giao phó vài công việc, Diệp Phàm dẫn theo giám An Kỳ, lái xe thẳng đến tỉnh thành. Buổi tối, Hạ Hải Vĩ nghe nói Diệp Phàm đến tỉnh thành, đặc biệt mời khách ở Sơn Trang Thượng Thiên Đồ. Bên này, Lão Thượng nghe nói Diệp Phàm sẽ đến, đã chuẩn bị Sơn Trang tốt nhất để phục vụ. Buổi tối, Diệp Phàm gọi đám người Lưu Vĩ, Triệu Thiết Hải, Túc Nhất Tiêu,
Hạ Hải Vĩ lái xe thẳng đến Sơn Trang Nguyệt Thăng mà Lão Thượng xây dựng ở Bắc Sơn. Xe vừa tiến vào Sơn Trang, Thượng Thiên Đồ sớm dẫn theo mấy cô gái xinh đẹp xếp hai hàng bên ngoài đón tiếp. Ha ha, Diệp Phàm, đã lâu không gặp, cậu em, tôi nhớ cậu quá đi. Thượng Thiên Đồ tiến tới, đích thân mở cửa xe cho Diệp Phàm, trước tiên là ôm hắn một cách nhiệt tình. Tôi nói lão thương, lúc nào cũng thích. Thủy Tinh Vĩ cười một tiếng. Gì cơ Thủy Tinh, lão thượng tôi là loại người này sao? Hơn nữa, anh Diệp là ai, chính là người mà lão thượng tôi muốn yêu cũng không dám yêu. Thượng Thiên Đồ hai mặt trắng dã nói. Ha ha ha, mấy người đều mỉm cười, không lâu sau đó, mọi người tiến vào đại sảnh. Thượng Thiên Đồ trực tiếp dẫn mọi người đến một bể suối nước nóng trong một căn phòng hạng chung. Linh Đang, vẫn là cô đến bầu bạn với anh Diệp đi, những người khác, mỗi vị chọn một cô đi. Nếu không chọn được ai, tôi sẽ gọi toàn bộ các cô trong Sơn Trang đến. Tuy nhiên, các vị, mấy cô này đều là các cô vừa được chọn từ nông thôn tới, khẳng định là chim non chính cống. Hơn nữa, lão thượng tôi đã làm việc gì thì mọi người cứ yên tâm, tuyệt đối không ép buộc ai, đều là mọi người tình nguyện. Để loại bỏ mọi băn khoăn trong lòng mọi người, Thượng Thiên Đồ thẳng thắn nói rõ ra. Dù sao đều là người quen, cũng hiểu rõ. Chuyện mà mọi người đều tự nguyện đó chẳng qua chính là vì chữ, tiền. Anh Diệp, anh còn nhớ Linh Đang không? Một cô gái dáng người cao gầy, trông rất hấp dẫn, từ từ bước đến bên Diệp Phàm. Linh Đang, năm đó gặp, chắc cũng tầm 5-6 năm rồi nhỉ. Năm đó em còn nhỏ, không ngờ bây giờ đã là cô gái lớn thế này rồi. Diệp Phàm cười cười, trước kia lúc bị mất quyền lợi ở đập trước nước Ngư Dương, Thượng Thiên Đồ định đem cô bé Linh Đang từ Hưng Yên lĩnh đến tặng cho mình. Món quà này, đương nhiên không thể nhận, không ngờ lão thượng rất có tâm, vẫn thu nhận Linh Đang. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không già mồm cãi láo. Để Linh Đang loay hoay cởi chiếc quần đùi ra cùng xuống suối nước nóng, lại nhìn mấy vị kia cũng thế, tất cả đều cởi bỏ quần đùi rồi xuống suối. Chương 1817, mượn miệng trưởng ban thư ký Kiều. Thượng Thiên Đồ rất giỏi làm mấy việc khiến người khác thoải mái như này. Ở giữa suối nước nóng còn đặt một chiếc ghế dựa bằng nhựa mềm. Người nằm trên đó, hơn nửa người ngâm trong nước ấm, mềm mại. Các cô gái bên cạnh mặc áo tắm quỳ xuống giúp mình mát xa, trà sát chân. Vẫy vùng trong dòng nước, thật đúng là cảm giác hưởng thụ tuyệt vời trong cuộc đời. Triệu Thiết Hải còn đặt hai chân lên người cô gái, ngón chân nghịch ngợm trên người cô. Sau một hồi thăm dò núi non, tuy nói chỉ dùng ngón chân, nhưng đúng là thoải mái. Người này, thật kinh khủng. Tuy nhiên cô gái này chắc là lần đầu tiên làm mấy việc này. Tuy nói trong sơn trang của lão thượng có người chuyên huấn luyện nghiệp vụ, nhưng động tác vẫn có chút hượng gạo. Hơn nữa mặt ai cũng ngượng ngùng đỏ ửng. Nhưng bọn Diệp Phàm lại càng thích các cô gái như vậy. Các cô gái thành thục quá tuy phương pháp trà sát có chuyên nghiệp hơn một chút. Nhưng lại mất đi cảm giác mới mẻ. Tuy nhiên, cô gái tên Linh Đang đúng là ưu tú, khiến Diệp Phàm khá thoải mái. Không lâu sau, còn đặt một chai rượu hồng bên cạnh. Mấy người cạn mấy ly rồi ngồi nghỉ. Trong lúc đó chẳng ai nói lời nào, chỉ tận hưởng cảm giác các cô gái xoa bóp. Tuy nhiên ai cũng biết chừng mực, không có hành động gì quá đáng. Thiết Hải, Cao Tiềm bị nhốt ở đâu? Diệp Phàm mở lời. Không rõ lắm, lão già Câu Trấn Nam kia biết quan hệ của chúng ta từ lâu. Cho nên ông ta đã giao cho đội trưởng trung đoàn cảnh sát hình sự, Thôi Hùng Cương mang người đi rồi. Đại ca chắc không hiểu, Thôi Hùng Cương là người của Câu Trấn Nam, người này vốn không hề qua lại gì với tôi. Hơn nữa thời gian gần đây lại càng tệ hơn. Phỏng chừng là Câu Trấn Nam có dặn dò cái gì, dù sao thì đội trưởng gặp tôi cũng có vẻ kiểu bới lông tìm vết không thoải mái. Hôm trước đến sở tỉnh, Câu Trấn Nam đến đội cảnh sát hình sự, xem xét vụ án gần đây của đội. Vừa hay có hai vụ án có chút thủ đoạn độc ác vẫn chưa điều tra xong. Lão già Câu Trấn Nam cai liền chỉ đích danh phê bình tôi. Nói bốn chi đội do tôi lãnh đạo gần đây phá án không hiệu quả, những cái gì nữa. Dù sao cũng là không có việc gì mà gây sự ra, vẻ mặt nghiêm khắc phê bình tôi. Hơn nữa còn tuyên bố, bảo tôi nội trong 10 ngày phải phá hai vụ án. Vớ vẩn, trong 10 ngày sao mà phá được án, Triệu Thiết Hải tôi cũng không phải thần tiên. Tôi lúc ấy còn hơi bực, nói lại ông ta vài câu. Nói là 10 ngày thì hơi gấp, ít nhất phải nửa năm.
thế là lão già đó đập bàn trước mặt mọi người. Nói tôi cố ý dây dưa, làm việc lề mề, không nghĩ đến việc tiến thủ, người như vậy sao có thể làm tốt công việc của một cảnh sát hình sự được. Tôi nói lại một câu, thế là xong đời. Lão già này càng tức giận, không ngờ bắt tôi phá án trong 5 ngày. Bằng không, tạm thời cách chức viết kiểm điểm, nghe nói ông ta còn truyền tin ra ngoài, nếu trong 5 ngày tôi không phá được án, sẽ cách chức tôi khỏi cương vị cảnh sát hình sự. Đến nhà lao Khứ Can làm việc tạp vụ. Triệu Thiết Hải căm giận, bất ngờ nhéo một cái vào đầu vú cô gái kia, phỏng chừng xem mảnh đất kia là Câu Trấn Nam. Cô gái đau đến mức suýt chút nữa rơi nước mắt, Triệu Thiết Hải nhận ra, ngượng ngùng vỗ vỗ, tỏ vẻ xin lỗi. Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ. Túc Nhất Tiêu hừ lạnh một tiếng. Chú thích, dục gia chi tội hà hoạn vô từ, nếu muốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm được tội danh. Hay nếu đã muốn vụ oan giá họa, thì nói lời gì mà chẳng được. Thiết Hải, anh đúng là chịu thiệt vì tôi. Câu Trấn Nam muốn bắt anh khai đao, trả thù việc ông ta mất uy phong trước mặt ta. Cho dù ông ta không mượn hai việc này để gây sự, thì là phó bí thư ủy ban chính trị pháp luật tỉnh, phó giám đốc sở thường vụ tỉnh, ông ta cũng có hàng trăm cách làm anh khó chịu, hoặc là tạm thời cách chức, thậm chí lấy mũ quan của anh. Diệp Phàm thản nhiên nói. Tôi hiểu, tuy nhiên tôi không hối hận, mẹ nó, cùng lắm thì cá chết lưới rách, Triệu Thiết Hải tôi cũng đấu với hắn. Tôi cũng không tin Câu Trấn Nam ông ta không có điểm yếu gì. Triệu Thiết Hải mắng. Tìm được điểm yếu chưa? Hạ Hải Vĩ lạnh lùng hừ nói. Tạm thời vẫn chưa, lão già này, làm việc gì cũng rất cẩn thận, nhược điểm nhỏ cũng không có tác dụng gì với ông ta. Triệu Thiết Hải nhíu mày. Các anh nói xem, chúng ta lấy danh nghĩa Cục Công an thành phố Hải Đông yêu cầu sở tỉnh giao vụ án Cao Tiềm về địa phương, lý do này ổn không? Đương nhiên là ổn, vụ án này là do Cục Công an thành phố Hải Đông đang điều tra, đương nhiên các anh được chuyển người đi rồi. Tuy nhiên, nếu sở tỉnh nhất định phải nhúng tay vào, anh cũng không có cách nào. Bọn họ hoàn toàn có thể nói vụ án này phải được chú ý cao độ gì đó, phải do sở tỉnh tiếp nhận. Đến lúc đó, Hải Đông các anh chẳng có tí hy vọng nào đâu. Lô Vĩ nói. Hơn nữa, chú ý cao độ là một chuyện, về phần kết quả, chẳng phải đã được khống chế trong tay Câu Trấn Nam sao? Một câu cuối cùng, việc này điều tra nhưng không tìm ra chứng cứ là xong chuyện hoặc là nghiêm trọng thì bắt. Không nghiêm trọng thì tha. Túc Nhất Tiêu nói. Cái đó nếu phải chú ý cao độ, vậy chẳng phải vài người cấp cao hơn cũng chú ý sao, vậy chẳng phải là càng tốt sao? Diệp Phàm hừ một tiếng. Có phải anh Diệp muốn mời Bộ Công an nhúng tay vào? Triệu Thiết Hải không kìm nổi hỏi. Còn chưa quyết định, chắc đã cần Bộ Công an ra tay, tỉnh ủy chẳng phải là lãnh đạo Cục An ninh tỉnh sao? Diệp Phàm nói. Cũng đúng. Đến lúc đó để bí thư Tề ra mặt một chút, ha ha, Câu Trấn Nam cũng đau đầu. Nếu giở trò không ra sao thì Tề Đại Pháo cũng không phải loại dễ qua mặt đâu. Tề Đại Pháo, ông ta phụ trách đảng quần chúng, không tiện nhúng tay vào việc này. Dù sao phân công quản lý không giống nhau. Xen vào quá sâu dễ khiến người khác lời ong tiếng ve. Cũng đúng, bí thư Tề nhúng tay vào, có vẻ rất chướng mắt. Không tốt. Lôi Vĩ nói xong. Ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy cũng không hay, lắc lắc đầu. Việc này mặc kệ đi, để mai chúng ta can thiệp Câu Trấn Nam một chút rồi tính sau. Nếu ông ta một mực không nể mặt thì sẽ tính tiếp. Diệp Phàm thừ mặt ra hừ một tiếng. Anh Diệp, tin đồn chuyện của thành phố Hải Đông gần đây rất lớn. Nghe nói thiếu 3 vị trí, làm loạn lên khiến tỉnh thành cũng không yên ổn. Thành phố cấp 3 phía dưới không có phó chủ tịch thành phố gia nhập thường vụ hay các ủy viên thường vụ của các thành phố cấp 3 hẻo lánh gia nhập thường vụ, còn có các vị cấp phó của sở tỉnh đều chằm chằm theo dõi Hải Đông các anh. Các anh có phát hiện không, gần đây bên có rất nhiều xe từ bên ngoài đến Thủy Châu, đều là đến để vận động. Lô Vĩ nói, phỏng chừng anh ta nghe phong thanh được chút tin tức gì từ bên người cô anh ta. Tỉnh ủy có ý định gì chưa? Diệp Phàm hỏi. Không rõ lắm. Lô Vĩ lắc đầu. Ôi, việc này, chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Ủy viên thường vụ thành ủy là cán bộ cấp phó giám đốc sở, được lãnh đạo tỉnh ủy quyết định. Chúng ta có thể làm gì được chứ? Diệp Phàm lắc lắc đầu, tuy nhiên trong lòng cũng khẽ động. Nếu có thể khiến một ủy viên thường vụ đến Hải Đông ủng hộ mình, hơn nữa mình vốn chiếm 4 phiếu. Vậy chẳng phải đã có được 5 phiếu trong ủy viên thường vụ rồi sao?
vậy sau khi mở hội nghị thường vụ, lời nói của mình đã được tăng tầm ảnh hưởng lên rất nhiều. Anh Diệp, có thể đi vận động một chút, chọn một người vừa ý đi chẳng phải tốt hơn hay sao? Lô Vĩ nói, có vẻ cũng có lý. Diệp Phàm nói, tuy nhiên sau đó lại lắc đầu, nói. Cái này, chọn người vừa ý quá khó. Đúng lúc này điện thoại kêu, vừa kết nối, không ngờ là đồng chí Chu Sâm gọi điện từ phòng làm việc của đồng chí Đường Hạo Đông. Chu Sâm nói đang ở Thủy Châu, vừa rồi gọi điện đến Hải Đông. Đồng chí ở Hải Đông nói Diệp Phàm đi Thủy Châu. Cho nên, Chu Sâm mời Diệp Phàm ăn điểm tâm. Diệp Phàm biết, Chu Sâm đến Hải Đông chắc là bởi gặp phải phiền toái gì, nên mới phải vội vã tìm mình như vậy. Diệp Phàm suy nghĩ một lúc rồi nhận lời mời của Chu Sâm, rồi lái xe thẳng tới câu lạc bộ Hoàng Thị. Vừa xuống xe phát hiện một hình bóng quen thuộc. Anh Trương, anh cũng tới rồi, thật không ngờ, khách quý nha. Diệp Phàm vội đi tới. Đã lâu không gặp người anh em Diệp Phàm, cũng muốn xuống đó thăm hỏi. Trương Vệ Thanh cười tươi, vươn hai tay từ xa tới. Chu Sâm đứng bên trên mặt thoáng tia kinh ngạc rồi biến mất ngay. Chắc sự nhiệt tình của Trương Vệ Thanh với Diệp Phàm khiến anh ta có chút bất ngờ. Bởi vì Trương Vệ Thanh hơi nhiệt tình quá. Dường như qua hành động của Trương Vệ Thanh, Chu Sâm thấy được anh ta có chút tôn kính Diệp Phàm. Điểm này khiến Chu Sâm có chút khó hiểu. Trương Vệ Thanh là phó chủ nhiệm văn phòng trung ương, tuy nói không đáng kể nhưng tốt xấu gì cũng là cán bộ cấp thứ trưởng. Hơn nữa lại làm việc ở văn phòng trung ương, tiếp xúc với tầng lớp người mà vốn một phó chủ tịch thành phố như Diệp Phàm có thể sánh được. Phải là Diệp Phàm đưa hai tay nhiệt tình chạy tới mới đúng. Chuyện này đúng là ngược đời. Diệp Phàm dựa vào cái gì mà có thể khiến cho Trương Vệ Thanh làm vậy? Chu Sâm trong lòng khó hiểu đặt một dấu chấm hỏi. Đương nhiên, dấu chấm hỏi là dấu chấm hỏi. Chu Sâm ngoài mặt vẫn mỉm cười không lộ vẻ gì cả. Sau khi đi vào phòng riêng mới phát hiện không ngờ trưởng ban thư ký tỉnh ủy Kiều Chí Hòa đã ở bên trong. Phó Chủ tịch Diệp, chúng ta đã lâu không gặp. Kiều Chí Hòa không ngờ cũng đứng lên, điều này lại khiến Chu Sâm đặt thêm một dấu hỏi trong lòng. Theo lý mà nói Kiều Chí Hòa là lãnh đạo trực tiếp của Diệp Phàm, đưa một tay ra cũng là được rồi, hôm nay, đúng là lạ quá. Đúng vậy, gần đây Hải Đông cũng xảy ra một số chuyện, tin là trưởng ban thư ký cũng nghe nói qua. Cho nên, bề bộn nhiều việc, vội đến mức mông cũng không chạm đất. Diệp Phàm cười, đưa hai tay ra ôm chặt Kiều Chí Hòa. Vội thì vội, tuy nhiên. Kiều Chí Hòa nói đến đây, không ngờ dừng lại một chút. Liếc nhìn Diệp Phàm, nói. Cũng không thể quá bận, bận quá dễ sinh bệnh. Diệp Phàm nghe xong giật mình, trong lời nói của Kiều Chí Hòa hình như có ý gì. Liệu có phải Phí Mãn Thiên mượn lời Kiều Chí Hòa nhắc nhở mình hành động gần đây quá ầm ĩ hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 100.